Triệu Bân cười nói rồi đi thẳng đến chỗ người đàn ông trung niên cụt một tay đến từ trấn Ma Ti kia, hắn vòng về đây không phải vì để quên đồ mà là vì hắn đã phát hiện ra bảo bối, một bảo bối nằm ở trên người của người đàn ông trung niên cụt một tay kia. Lão chủ quán trà ngạc nhiên, cơ ngân này còn có giao tình với người của trấn Ma Ti sao? Bên này, Triệu Bân rất tự giác kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông trung niên cụt một tay đang uống trà khẽ cau mày liếc nhìn Triệu Bân, rõ ràng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn trước đây. Tiền bối trông thật là lạ mặt, Triệu Bân cười nói. Miệng thì nói thế nhưng hành động của tên nhóc này rõ ràng không hề xem bản thân là người lạ, hắn vừa nói vừa cầm lấy chén trà, rót trà từ bình của người đàn ông trung niên cụt tay vào rồi uống một hơi, hương vị của trà này thật không tồi. Người đàn ông trung niên cụt một tay im lặng không nói, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ để mặc cho hắn uống trà mà không hề tức giận đuổi đi, ông ta đã quyết định xem như Triệu Bân không tồn tại. Tiền bối, miếng hộ tâm kính này, ông có muốn bán không? Triệu Bân cười nói, hắn quay lại đây chính là vì miếng hộ tâm kính trước ngực của người đàn ông trung niên cụt một tay, thứ quý giá nhất cũng không phải là miếng hộ tâm kính này mà chính là cổ tự được khắc trên đó. Rất phù hợp với độn giáp thiên tự. Trước đó nhìn chưa rõ, bây giờ nhìn lại thì đã có thể thấy được rõ ràng. Tất nhiên cũng chính là do Nguyệt Thần đã nhắc nhở hắn. Không bán, người đàn ông trung niên cụt một tay đáp lại hết sức đơn giản với chất giọng khàn khàn lạnh lùng. Giá cả có thể thương lượng mà, Triệu Bân lại cười nói. Không bán, phản ứng của người đàn ông trung niên cụt một tay vẫn rõ ràng như vậy. Ta lấy bảo bối đổi lấy nó cũng được. Không bán. Tiền bối muốn cái gì cũng có thể nói thẳng. Không bán. Ta, Triệu Bân không còn cách nào khác. Thật lâu sau mới nghe thấy hắn thở dài rồi đứng dậy rời đi. Hắn nói chuyện với người đàn ông trung niên cụt một tay cũng giống như nước đổ lá khoai, nếu như ông ta đã cương quyết không muốn bán thì hắn cũng không còn cách nào khác. Hắn có thể cướp nó hay không? Nếu như ở bên ngoài thì hắn còn có thể thử, nhưng nơi này là đế đô, tốt hơn hết thì hắn vẫn nên an phận. Ông ta còn là người của trấn Ma Ti, địa vị không thua kém hoàng ảnh vệ, đều trực tiếp nhận lệnh của hoàng đế. Bước ra khỏi quán trà, nét mặt của Triệu Bân hết sức tiếc nuối. Nhưng hắn đã nhớ rõ khí tức của người đàn ông trung niên cụt một tay này rồi, lần sau gặp lại hắn nhất định sẽ nhận ra. Khi bước ra ngoài, hắn cởi giày rồi đi chân trần trên phố, sau đó tìm chỗ có ít người qua lại mà lẩn vào. Không còn cách nào khác. Ai bảo hắn lại nổi tiếng như thế chứ, bị người khác nhận ra thì chắc chắn sẽ gây ra không ít chuyện phiền toái. Hắn đi chân trần phần vì muốn lĩnh hội được đại địa linh chú, phần cũng vì muốn dò xét đại địa linh mạch bên dưới. Ở yên đó, những lời này hắn đã nói không biết bao nhiêu lần. Sở dĩ không thể trốn được, bởi vì khi đứng trên địa giới của đế đô thì thuật độn thổ không có tác dụng. Không phải vì thuật này không đủ huyền diệu. Mà là vì khắp cả đế đô đã bị hạ cấm chế, cản trở thuật độn thổ. Nếu muốn trốn xuống đất, e là chỉ có thể tự đào. Tú Nhi, đại địa linh mạch cách mặt đất bao xa, Triệu Bân hỏi. 3 ngày 3 đêm, Nguyệt Thần đưa ra lời hồi đáp như thế. Triệu Bân nghe hiểu được, có nghĩa là đào sâu xuống dưới 3 ngày 3 đêm là thấy đại địa linh mạch. Đây chỉ là bước đầu tiên, nếu đã là đại địa linh mạch, liên đới sâu rộng. Làm sao hoàng tộc có thể bỏ qua cấm chế chứ? Nếu cứ ngu dốt cắm đầu đào xuống, không cẩn thận chạm phải cấm chế, hậu quả không cần nghĩ cũng đủ biết. Thế nhưng, hắn có Nguyệt Thần, cô ta sẽ chỉ đường cho hắn. Về điểm này, Nguyệt Thần không phản đối, chắc chắn sẽ chỉ dẫn. Đại địa linh mạch không dễ thấy, chỉ có thể vô tình gặp được chứ không thể trông mong. Hiếm khi bắt gặp một lần, đâu thể bỏ qua mà không kiếm tí màu mỡ. Không có sự giúp đỡ của cô ta, Triệu Bân không thể nào xuống được. Hoàng tộc đâu có ngốc, cấm chế mà họ đặt vào nhiều như lá thu. Chớ nói đến một võ tu cảnh giới huyền dương như Triệu Bân, cho dù là cao thủ thiên võ chưa chắc đã xuống được, cho dù xuống được cũng chưa chắc đã tránh được cấm chế. Cấm chế rất nhiều, bẫy dập cũng không ít, dính phải một cái thôi sẽ khởi động toàn bộ. Triệu Bân đã thuê một tiểu viện nhỏ. Đợi khi màn đêm ập xuống. Thăm mẹ mình xong, hắn bắt đầu đào. Ngần này tuổi rồi, hắn đã thấy đại địa linh mạch bao giờ đâu. Thế nên phải nhìn thử xem, nếu xuống được thì phải kiếm chút bảo vật về. Tu luyện tiêu hao tài nguyên,
nghèo rất mồng tơi luôn. Hắn đã tìm được cả lý do rồi. Hắn đóng chặt cửa phòng, lấy cửu dương huyền thiết xin được từ chỗ lão đạo Âu Dương. Ngoài ra còn có cả Long Uyên. Tiếng xèo xèo của sấm sét nhanh chóng vang lên. Hắn luyện cửu dương huyền thiết tinh túy, từng chút đưa nó vào Long Uyên. Kiếm thể của Long Uyên rung lên bần bật, kiếm khí thêm sắc bén, từng luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt. Nhắc đến hơi nóng, vậy phải nhắc đến đại địa linh mạch. Hắn không đi giày, cứ đứng trên nền đất bằng chân trần, từng luồng hơi nóng cuồn cuộn rót vào cơ thể hắn qua bàn chân. Tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều cảm thấy thoải mái. Đây mới chỉ là hơi nóng thôi. Nếu được đứng trên đại địa linh mạch tu luyện thì ắt hẳn sẽ có công dụng thần thánh không thể ngờ nổi. Cũng vì hắn đang ở đế đô, cũng vì bên dưới đế đô có đại địa linh mạch, hỗ trợ hắn lĩnh ngộ đại địa linh chú, thế nên, hắn lại có thêm chút tinh túy. Trong lúc tinh thần đắm chìm thì lòng bàn chân càng thấy nóng hơn. Đúng là chịu thua ngươi luôn, Nguyệt Thần không khỏi cảm thán. Nguyệt Thần thấy rất rõ. Lúc này đây, nhìn xuống bàn chân của Triệu Bân sẽ thấy một hoa văn, thế nhưng lúc ẩn lúc hiện. Đó là hoa văn của đại địa linh chú. Không sai, tên Triệu Bân này tu luyện được rồi, tuy rằng nó lúc có lúc không, nhưng cũng không che giấu nổi sự tồn tại của nó. Thời gian tồn tại càng lâu thì sự lĩnh ngộ càng cao. Thế nên mới nói, Triệu Bân đúng là một tên yêu nghiệt. Từ khi có được ý cảnh đại địa linh chú trong bí phủ tới nay mới qua bao lâu mà hắn đã lĩnh ngộ tới cảnh giới này, cho dù là người của linh tộc, cho dù có pháp môn hoàn chỉnh cũng không thể nhanh bằng hắn. Thiên phú đáng kinh ngạc của hắn, đến cả một vị thần như cô ta cũng sững sờ. Có vài khoảnh khắc, thậm chí cô ta không phân biệt được, rốt cuộc đây là thiên phú của Triệu Bân hay là nhờ lời chúc phúc của thần linh, vì quá nghịch thiên luôn. Có rồi, ta có rồi. Triệu Bân ngồi bệt xuống nền đất, vặn bàn chân lên nhìn rồi hô ầm ĩ. Câu nói này khiến Nguyệt Thần nghe xong phải liếc xéo, ai không biết còn tưởng tên này mới mang thai đấy. Triệu Bân không thèm để tâm, hắn còn đang mải vui kia kìa. Đế đô đúng là một nơi hay ho, may mắn và cơ duyên không hề cạn, chẳng trách ai cũng muốn chạy tới Hoàng Thành. Đây mới là thánh địa tu luyện, chỉ riêng đại địa long mạch ở dưới đất đã là thứ mà Thiên Tông không thể bì được rồi. Bên trong phòng, Triệu Bân đứng thẳng tắp, toàn thân cuồn cuộn hơi nóng. Hoa văn của đại địa linh chú hiện ra rồi, có thể hấp thu thêm nhiều sức mạnh của mặt đất. Tuy rằng pháp môn này là bản đi ăn trộm về, nhưng cũng rất hữu dụng. Vẫn còn nhiều thời gian lĩnh ngộ mà, sớm muộn gì cũng có ngày hắn tu luyện tới đại thành. Đúng là một sức mạnh tốt, Triệu Bân tĩnh tâm cảm nhận. Sức mạnh của lòng đất không chỉ hùng hậu mà còn dồi dào, vì thế hắn mới càng cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình, giống như một hạt kê trong cả kho lương thực. Lúc này đây, thứ mà hắn hấp thu được chỉ là một luồng khí cực nhỏ của nó, thật không biết mặt đất rộng lớn này ấp ủ bao nhiêu sức mạnh. Nguyệt Thần đã sửa xong mặt trăng, trông có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt của cô ta trở nên khó đoán, không biết đang nghĩ gì. Nghĩ gì đâu chứ, nghĩ tới lời chúc phúc của cửu thế, nghĩ tới lời chúc phúc của thần linh. Cô ta có cảm giác mình đang ở trong một cái bẫy, bao gồm cả việc gặp Triệu Bân, tất cả mọi thứ như đã được sắp xếp ổn thỏa. Với tư cách là một vị thần, lần đầu tiên cô ta thấy mờ mịt. Không biết qua bao lâu sau, Triệu Bân mới mở mắt, trong khoảnh khắc ấy, có ánh sáng chói lòa bắn ra. Tâm trạng tốt hơn, hắn hạ bút như có thần. Tất nhiên phải vẽ bùa rồi, cứ rảnh rỗi là hắn thích chữ bùa chú, thứ này đổi được ngân lượng mà. Tới khi trời nhá nhem tối, hắn mới ra khỏi tiểu viện, dạo quanh một vòng lại tới đối diện lầu xanh. Bởi vì hoàng ảnh vệ ngăn chặn văn hóa đổi trụy nên lầu xanh vẫn trong trạng thái đóng cửa. Bên trên nói rồi, 3 ngày chỉnh đốn. Như thế cũng tốt, không có ai càng thanh tịnh. Những người mắng Ngô Khởi nhiều như lá mùa thu. Thế nhưng chống lưng của tên này quá cứng, cũng chỉ bị bãi chức thôi. Gọi là có quy trình, theo suy đoán của Triệu Bân thì Ngô Khởi sẽ nhanh chóng được phục chức. Việc này, nói nhỏ thì là nhỏ, nói to thì là to. Đêm lặng lẽ ập xuống. Triệu Bân lại lẻn vào, lại tới căn phòng trên tầng cao nhất, lại mở cửa sổ ra. Từ trên cao nhìn xuống, hình tháp giống như một viên minh châu khảm vào vùng đất của tội ác, bởi nó sáng nhất. Triệu Bân nhìn không chớp mắt, tay nắm chặt kính viễn vọng, nhìn chằm chằm vào tầng thứ 9. Ở một góc khác của lâu xanh,
Huyễn Mộng cũng lo đầu ra, cũng cầm kính viễn vọng. Cô ta có thể nhìn thấy Dô Triệu Bân, càng thêm khẳng định rằng một ai đó bị nhất trong hình tháp rất quan trọng đối với cơ ngân. Đêm tĩnh lặng. Không biết từ bao giờ, trước cửa sổ ở tầng thứ 9 của hình tháp có thêm một bóng dáng uyển chuyển. Người này chính là Phù Dung, bà ấy đứng trước cửa sổ, đang cố gắng nhìn về bầu trời sao ở phương Nam, chắc là nhìn thành vong cổ. Triệu Uyên đã chết, nhưng Triệu gia vẫn còn đó, con trai của bà ấy cũng còn đó, không biết có sống tốt hay không. Mẹ ơi! Cũng vào thời khắc ấy, hai mắt Triệu Bân vằn đầy tơ máu, nước mắt lưng tròng. Cho dù bóng dáng kia vô cùng mơ hồ, hắn chỉ cần liếc qua thôi cũng nhận ra được. Có lẽ vì cốt nhục tương liên, tồn tại một thứ liên hệ nào đó, khiến Phù Dung đang nhìn về phương Nam cũng vô thức nhìn sang, ngó về phía Thanh Lâu. Cứ cảm giác như ai đó đang nhìn bà ấy, cứ cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt rưng rưng. Mẹ ơi! Triệu Bân nghẹn ngào, nước mắt đã rơi đầy mặt. Tình cảm trên thế giới này kỳ lạ đến thế đó. Phù Dung đột nhiên thấy tim gan đau thắt lại, dường như nghe thấy được. Đôi mắt xám xịt kia vô thức mở mịt hơi nước, dưới ánh trăng sáng bạc, chúng ngưng động thành hơi sương. Trong thời khắc mơ hồ, dường như bà ấy thực sự nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Có người. Dù không muốn quấy rầy, nhưng Nguyệt Thần vẫn phải nhắc nhở một tiếng. Có người lên đây rồi, thế mà lúc này Triệu Bân không hề nhúc nhích. Có thể vì quá nhung nhớ mẹ mình. Muốn nhìn thêm một lát nên hắn ngó lơ mọi cảm quan, đến mức có người lên mà hắn hoàn toàn không biết, đến mức cô ta nhắc nhở mà hắn không hề phản ứng, cứ nắm chặt lấy kính viễn vọng, nhìn chằm chằm vào tầng thứ 9 của hình tháp, lòng đau như dao cứa. Tình cảm đè nén nhiều ngày, vào thời khắc đó, hóa thành những giọt lệ chảy mãi không hết. Là ai thế? Nước mắt của Phù Dung long lanh mà thê lương, bà ấy chắc chắn rằng ở phương xa có một người thân đang lén lút nhìn mình. Có thể là người của Triệu gia, có thể là con trai của bà ấy, cũng có thể là vong hồn chưa tiêu tán của Triệu Uyên. Đã thông suốt chưa? Đột nhiên, một âm thanh vang vọng khắp tầng thứ 9 của hình tháp. Âm sắc này là của Tử Y Hầu, giọng nói của lão lạnh lẽo mà uy nghiêm, như lời phán quyết của trời xanh. Ta không biết, Phù Dung đầm đìa nước mắt. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tử Y Hầu thản nhiên đáp, kể từ hôm nay. Ngày nào ngươi còn chưa nói ra, ta sẽ giết một người của Triệu gia. Không muốn thấy Triệu gia gặp họa diệt môn thì ngoan ngoãn nói bí mật đó ra. Ác ma, ngươi là ác ma, tiếng hét của Phù Dung như xé ruột xé gan. Bà ấy chỉ như con kiến, nhỏ bé và yếu ớt đến mức đến tự sát cũng không thể. Bà ấy quá hiểu Tử Y Hầu, thống soái hoàng ảnh vệ cao cao tại thượng nói được là làm được. Lão sẽ đổ sát Triệu gia, tộc nhân, con cháu. Sẽ trở thành vật bồi táng đáng thương. Nhưng bà ấy thực sự không biết tí tì gì về thứ được gọi là bí mật kia. Tử Y Hầu đi rồi, bỏ lại một mảng tăm tối cho tầng thứ 9 của hình tháp. Bóng tối sẽ khiến ngươi nhớ ra điều gì đó. Tử Y Hầu lạnh lùng nói, dưới ánh sao lác đác là một gương mặt dữ tợn và đáng sợ. Không còn ánh sáng, Triệu Bân không thấy được mẹ mình nữa. Qua hồi lâu, hắn mới run rẩy bỏ kính viễn vọng xuống. Nước mắt đầm đìa trên mặt. Một lúc sau, hắn mới đột nhiên xoay người, bởi vì trong phòng có thêm người khác từ bao giờ, đang đứng sau lưng hắn ở khoảng cách không quá xa, lặng lẽ nhìn hắn như một u linh, không biết đã tới được bao lâu. Là người đó. Triệu Bân lầm bầm một tiếng, dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn ra. Người này chính là người đàn ông trung niên một tay trấn ma ti gì đó mà ban ngày hắn đã gặp ở trà quán. Người đàn ông không nói gì. Quả thực đã đến rất lâu rồi, chỉ không quấy rầy thôi. Tiền bối, trùng hợp quá. Triệu Bân điềm tĩnh nói, bao nhiêu nước mắt đã tiêu biến hết. Hắn cũng lấy kiếm Long Uyên ra, chỉ cần một thoáng chốc cũng có thể thuấn thân giết chết người đàn ông trung niên. Hắn không muốn chuyện hắn nhìn lén hình tháp đồn khắp đế đô. Một bước đi sai là vạn kiếp bất phục, giết người diệt khẩu. Là điều cần thiết. Đi thôi. Người đàn ông trung niên một tay cất giọng khàn khàn. Bước từng bước tới, khi ngang qua chiếc bàn, người này còn nhẹ nhàng đặt hộ tâm kính của mình lên bàn, ngụ ý rõ ràng, miếng hộ tâm kính này là của ngươi rồi. Triệu Bân nhíu mày, sát ý bỗng chốc tan biến sạch. Người đàn ông trung niên đã đến rất lâu, không nhằm lúc hắn đang nhìn về phía hình tháp để ra tay, cũng không gọi người tới, hiển nhiên không muốn người khác biết, tặng hắn miếng hộ tâm kính cũng vì không muốn đối địch với hắn.
hắn thu kiếm lại, sải bước đi sượt qua người đàn ông trong bóng tối. Khi ngang qua chiếc bàn, hắn tiện tay cầm miếng hộ tâm kính. Trước khi ra ngoài, hắn còn ngoái lại nhìn một lần. Đập vào mắt là cảnh người đàn ông một tay đứng trước cửa sổ, cũng cầm kính viễn vọng len lén nhìn về hình tháp. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến người này không muốn kinh động tới người ngoài. Nói cho cùng, họ là cùng một loại người, có một ai đó quan trọng đối với mình bị nhốt trong hình tháp đáng ghét, thế nhưng thế hèn lực mỏng, chỉ dám nhân lúc tối tăm mịt mù lẻn vào thanh lâu để lén lút nhìn về phía đó từ nơi này. Tâm trạng của Triệu Bân, người đó hiểu. Tâm trạng của người đó, Triệu Bân cũng hiểu. Đa tạ tiền bối, Triệu Bân chắp tay hành lễ, quay người rời đi. Người đàn ông trung niên không vạch trần hắn, hắn cũng sẽ không vạch trần người ta. Cùng là người có tâm sự, chắc hẳn đồng bệnh tương liên, đều dùng phương thức hèn mọn nào đó sống chui lủi như chó, không biết ngày nào mới được sống cho ra hồn người. Người đàn ông trung niên là thế, hắn cũng vậy. Dưới ánh trăng sáng, Triệu Bân quay về tiểu viện. Đã gặp được mẹ, bà ấy vẫn yên ổn, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Hắn lấy miếng hộ tâm kính mà người đàn ông kia tặng ra, luyện thành độn giáp thiên tự khắc lên Long Uyên. Mỗi lần như thế, Long Uyên rung lên cực kỳ mạnh, mấy độn giáp thiên tự khác cũng rất sôi nổi, giống như có một loại liên hệ nào đó, như thể gặp được người thân vậy, cực kỳ phấn khích. Thiên tự thú vị nhỉ, Nguyệt Thân sở cầm. Nói thật lòng, cô ta không biết chữ này có lai lịch từ đâu, chắc hẳn cũng ẩn giấu bí mật nào đó. Không tệ. Triệu Bân thì cầm Long Uyên nhìn tới nhìn lui. Thanh kiếm này càng lúc càng không tầm thường. Tiếp theo đó là đại địa linh mạch, hắn đóng chặt cửa phòng, xắn tay áo lên rồi lấy kiếm Long Uyên ra. Sau đó Triệu Bân tìm một vị trí thích hợp, bắt đầu đào xuống dưới, mặt đất rất cứng nên thỉnh thoảng lại có tiếng leng keng vang lên. May mà hắn đã tạo cấm chế trong phòng. Bao gồm cả tường, sườn nhà, bàn và ghế cũng đều được dán đầy bùa che mắt. Lúc nào đào được 10 trượng thì gọi ta, Nguyệt Thần ngáp một cái. Nói ngủ là ngủ ngay, không hề lôi thôi. Mặt trăng đã được sửa xong rồi nên cô ta cũng ngủ rất ngon. Được. Triệu Bân chỉ lo vùi đầu đào bới, đất đá đào ra đều được cho hết vào nhẫn ma. Một khi người ta đã có mục tiêu thì sẽ làm việc rất hăng hái. Chắc là không có ai ngờ được có một nhân tài đang ở đây đào hố. Đêm nay yên ắng hơn thường ngày. Đế đô yên ắng nhưng trong khu rừng cách đế đô mấy ngàn cây số thì lại tràn đầy máu me. Giữa các ngọn núi có một địa cung đổ nát. Bên trong đó, xác người chất ngổn ngang, phần lớn đều là những cái thây khô, trông có vẻ như đã bị người ta hút sạch tinh khí. Hiện trường rất lộn xộn, cộng thêm tường nhà đổ nát nữa, không khó để tưởng tượng, chắc là chỗ này đã có một trận chiến ác liệt diễn ra. Đáng chết thật. Ma tử cũng có mặt ở đó, lạnh lùng và đầy sát ý. Đây là chỗ ở của nhà họ Ma, ngày hôm qua. Người ở đây đã bị người ta giết sạch, không chừa một ai. Là ai đã giết cả nhà bọn họ? Là thánh tử Ma Quật, đúng, cũng tức là Vương Dương, không biết hắn ta đã dắt theo bao nhiêu cao thủ mà giết sạch hết người nhà họ Ma ở đây, bất kể người già hay trẻ nhỏ, tất cả đều bị hút thành xác khô, Ma gia thiệt hại nặng nề, cảnh tượng máu me tàn khốc vô cùng đáng sợ. Đứng bên cạnh Ma Tử còn có một cô gái mặc áo đen. Nếu Triệu Bân có ở đây thì nhất định sẽ nhận ra cô ta, đó là Phượng Vũ. Không sai, là Phượng Vũ. Hôm đó, sau khi từ biệt trong vội vã ở biên quan, trùng hợp thế nào mà cô ta lại vào nhà họ Ma, còn kế thừa y bát của ma tướng thứ 9 và còn được Ma gia phong làm thánh nữ, địa vị ngang với Ma Tử. Đáng chết thật, vẻ mặt của Phượng Vũ cũng vô cùng khó coi. Ma Quật đã quyết tâm muốn nuốt chửng nhà họ Ma rồi. Ông già áo tím lạnh lùng nói. Ma Tử và Phượng Vũ đều không nói gì, sắc mặt đâu chỉ khó coi mà còn trở nên trắng bệch. Mấy nhánh truyền thừa của Ma gia là yếu nhất, yếu đến mức không có cả một cao thủ cảnh giới chuẩn thiên, không có ai làm chỗ dựa thì chẳng phải là sẽ bị ức hiếp sao? Cơ Ngân đã đồng ý chưa? Phượng Vũ hỏi. Đã bắt tay hợp tác rồi, Ma Tử khẽ gật đầu. Phượng Vũ nghe xong thì thầm thở phào. Mấy ngày này cô ta toàn nghe thấy tin dữ, chắc chỉ có mỗi tin này là tin tốt lành thôi. Thời gian thứ mà họ cần là thời gian. Bất kể là cô ta hay là Cơ Ngân hoặc Ma Tử, bất cứ ai quật khởi dậy cũng có thể giúp Ma gia đứng vững, dù cho tăng lên 4 mạch thôi thì cũng có thể ổn định được tình thế.
nhắc đến Triệu Bân, hắn vẫn còn đang ở đó chuyên tâm đào đất. Tú Nhi. Đến nửa đêm mới nghe thấy tiếng hắn gọi. Hắn đã đào sâu xuống được 10 trượng, không chỉ được 10 trượng mà còn đào ra nước. Đúng vậy, hắn đã đào ra một cái miệng giếng. Nói chính xác hơn, đó là một mạch nước ngầm, sau khi bắn ra ào ào thì chảy đi đâu mất. Nguyệt Thần mở mắt và nói, đứng im đó. Chỗ này, còn có cấm chế sao? Triệu Bân nhìn quanh bốn phía, tối tăm vô cùng. Chỗ nào cũng có cấm chế cả. Nguyệt Thần chậm rãi đáp, cô ta không hề hù dọa Triệu Bân, với đạo hạnh của Triệu Bân thì không thể nào nhìn thấy những bùa chú vô hình được, dù có cao thủ cảnh giới thiên võ đến, chắc cũng khó lòng nhận ra. Nhất định người đặt bùa chú có cảnh giới thiên võ và sở hữu trình độ rất cao trong lĩnh vực cấm chế, vì vậy nên cô ta mới nói, dù cho cảnh giới thiên võ đến thì cũng vẫn có thể bị trúng đạn như thường. Hoàng tộc đại hạ bảo vệ đại địa linh mạch rất chặt. Nếu bên này mà chạm vào cấm chế thì phía hoàng tộc sẽ phát giác ngay. Đào qua phía phải ba trượng, Nguyệt Thần liếc nhìn rồi nói với Triệu Bân. Triệu Bân uống một ngụm rượu rồi tiếp tục đào. Có vài cấm chế là hắn không thể nhìn thấy nhưng Nguyệt Thần lại nhìn được rất rõ. Đương nhiên hắn nên đổi hướng đào là để tránh đi cấm chế. Đào vòng như thế thì sẽ tốn thêm thời gian. Đào ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy được đại địa linh mạch. Có Nguyệt Thần chỉ dẫn. Đương nhiên là hắn sẽ yên tâm, cô ta cũng không thể nào chơi hắn trong thời khắc quan trọng này được. Lúc ta nghiêm túc thì vẫn rất nghiêm túc, Nguyệt Thần nói rất chân thành. Chưa được bao lâu thì hắn đã đào được ba trượng. Nguyệt Thần lại nhắc nhở, lần này là đào thẳng xuống dưới, càng đào càng ẩm ướt, càng đào càng cứng, may mà Long Uyên đủ sắc bén, cộng thêm lôi điện và khí huyền hoàng nên chém thứ gì cũng nhanh hết. Một ngày cứ thế trôi qua. Đế đô lúc sáng sớm vô cùng nhộn nhịp, tiếng giao bán vang lên không ngớt. Không ai phát giác ra có một nhân tài đang hì hục đào dưới mặt đất. Nói một người thì không chuẩn lắm, nên nói là hai người, Nguyệt Thần cũng là một nhân tài, nếu như không có cô ta chỉ dẫn thì Triệu Bân cũng không dám đào bậy, bởi dù chạm vào bất cứ cấm chế nào, hắn rất có thể sẽ phải ở lại đó mãi mãi. Đào đi chứ, trong đường hầm tăm tối, Nguyệt Thần lên tiếng nhắc nhở. Chỉ giỏi nói cái miệng, Triệu Bân liếc mắt, há miệng thở hồng hộc. Không thể dùng bùa nổ, chỉ có thể đào bằng từng kiếm một. Việc này thật sự rất mệt, người có khí huyết cuồn cuộn như hắn mà cũng không chịu nổi, vì càng đào sâu xuống thì càng cứng, càng đào sâu xuống thì càng khó đào hơn. Đào. Triệu Bân biến ra phân thân, còn hắn thì ngồi uống rượu. Cũng giống như lúc ở thành cổ Mộ Quang, hắn lại trở thành chủ thầu. Công việc đào hầm nặng nhọc cứ giao hết cho phân thân. Phân thân cũng rất kinh nghiệm, phân thân này biến mất thì phân thân khác lại được bù vào. Cứ thế, lại đào hết một ngày, bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Còn đào nữa thì chắc sẽ đến hoàng cung mất, Triệu Bân cầm bản đồ nhìn qua một lượt. Nếu như ngươi có thể vào được hoàng cung thì cũng không rắc rối thế này rồi. Nguyệt Thần vươn hông uể oải. Phải đào đến hoàng cung thật sao? Ngươi nói xem. Ta thấy rất nguy hiểm, Triệu Bân cười gượng. Hoàng cung chẳng phải là nơi tốt lành gì, đừng nói đến địa tạng đỉnh cao, đến cảnh giới chuẩn thiên cũng có cả tá, không chừng còn có nhân vật xuất sắc nào đó nhận ra được khí tức của hắn, vậy thì chết thật luôn. Cảnh giới chuẩn thiên thì không sao, đáng sợ là cảnh giới thiên võ, nói không chừng Hồng Uyên và Hồng Tước đều ở trong hoàng cung, khả năng cảm nhận của thiên võ không phải chuyện đùa đâu. Đào là được rồi, nói nhiều vậy làm gì, Nguyệt Thần liếc mắt. Đào, đào, đào đây. Triệu Bân vứt vào rượu, để ta đích thân ra trận. Hai người họ cũng rất sảng khoái, thật sự đã đào một mạch đến thẳng dưới hoàng cung. May mà cách mặt đất rất xa, nếu không thì rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Đã đào đến đây rồi, không thể gây ra động tĩnh lớn được, lặng lẽ là tốt nhất. Không định chôn mấy lá bùa nổ sao, Nguyệt Thần đột nhiên nói. Triệu Bân nghe xong thì giật nhẹ chân mày. Còn bất giác liếc cô ta một cái. Cũng đúng ha, bên trên chính là hoàng cung, nếu như chôn một đống bùa nổ ở đây, nếu như cho nổ cùng một lúc thì chắc cảnh tượng sẽ rất hoành tráng, hoàng cung nguy nga tráng lệ cũng sẽ bị nổ sập thôi. Một ngày nào đó, nếu như hắn phải đối đầu với hoàng quyền thì phần quà này đúng là hậu hĩnh. Chôn chứ, để rảnh sẽ chôn, Triệu Bân nói xong thì lại tiếp tục đào hầm, chuyện quan trọng nhất lúc này là tìm kiếm đại địa linh mạch. Còn về phần bùa nổ thì để sau này hắn nói.
đợi đến khi tu vi hắn cao thâm rồi, tạo ra được bùa nổ cao cấp thì hắn sẽ dán đầy hết. Không cho nổ thì thôi, nếu đã cho nổ thì phải làm cho tan tành hết. Cô thường làm mấy chuyện gài người khác thế này lắm nhỉ, Triệu Bân hỏi. Không nói được, Nguyệt Thần nói với giọng nặng nề, chuyện này mới có là gì, lịch sử huy hoàng của ta đây nhiều không kể xiết. Ai làm thần linh mà không có bản lĩnh đâu, nếu như ngươi thành thần mà vẫn thật thà như vậy thì không thể sống nổi ở thần giới đâu. Tóm lại, gài người khác cũng là một loại tu hành. Thời gian chậm chậm trôi qua, lại một ngày nữa từ chỗ này, cứ đào mãi, đến khi nào nhìn thấy ánh sáng thì gọi ta. Nguyệt Thần nói một câu rồi lại ngủ tiếp. Triệu Bân nghiêm túc đào 2 ngày 1 đêm, còn cô ta thì ngồi nhìn hết 2 ngày 1 đêm, để đồ đệ có thể biết được đại địa linh mạch trong truyền thuyết, cô ta cũng đã tốn rất nhiều tâm sức. Những chỗ cần đào vòng qua thì Triệu Bân càng tỉnh táo hơn. Keng, choảng. Tiếng kiếm và đá cứng va vào nhau vang lên lanh lảnh. Mặt đất vốn đã rất cứng nên càng không phải nói đến tầng sâu bên dưới, mỗi một kiếm chém xuống đều có thể nhìn thấy lửa tóe lên. Dán ở chỗ này thêm lá nữa. Triệu Bân cứ đào sâu một trượng thì lại dán một lá bùa. Đấy là bùa che mắt, nhằm đề phòng việc đào đến đại địa linh mạch thì linh khí lớn mạnh sẽ lộ ra ngoài. Không biết từ lúc nào, dưới mặt đất đã có tiếng rắc rắc truyền đến, một vách ngăn bằng đá đã bị phá vỡ. Giây phút đó, ánh sáng đột nhiên phóng ra, luồng sáng đủ màu sắc, khí sinh linh cuồn cuộn trào ra từ lỗ hổng của vách ngăn, hất Triệu Bân ngã bật ra. May mà có bùa che mắt, ngăn khí sinh linh trở lại, nếu không thì linh lực sẽ trào ra ngoài qua đường hầm, vậy thì cả đế đô sẽ rất náo nhiệt cho mà coi. Tú Nhi, có ánh sáng rồi. Triệu Bân ngồi dậy và vội nói. Nhìn đi, Nguyệt Thần mở mắt và nói, vào từ lối đó. Không cần cô ta nói thì Triệu Bân cũng đã phá to lỗ hổng ra, lộn người vào trong rồi. Đập vào mắt hắn là một thế giới dưới mặt đất đầy ánh sáng, mây mù răng kín, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, rạt rào, đủ màu sắc, đấy là khí sinh linh cuồn cuộn. Một dòng linh mạch vô cùng to lớn vắt ngang qua mặt đất, giống như một con rồng, mà cũng giống dây leo già cỗi của thần thụ, vô số nhánh rẽ ra khắp các hướng. Mỗi nhánh đều là tinh hoa đại địa tinh túy nhất, linh lực ở đây đã trở thành vật chất thật. Đây chính là đại địa linh mạch sao, Triệu Bân nhìn đến hai mắt tròn xoe. Lớn, thật sự quá lớn, so với nó thì hắn chỉ như một con kiến mà thôi. Hắn hít một hơi thật sâu, linh lực truyền vào trong cơ thể, hắn lập tức cảm thấy phấn chấn, linh khí ở thế giới bên ngoài không thể nào bì được. Từ khi hắn bước chân vào con đường tu đạo, đây là lần đầu tiên hắn gặp được linh khí thuần đến thế, tu luyện ở đây thì tu một được hai, lâu ngày thì cơ thể cũng sẽ thay đổi. Hắn nghĩ đến đó thì háo hức nhấc chân lên. Đừng động đậy, Nguyệt Thần khẽ hét lên. Vẫn còn có cấm chế sao, Triệu Bân nghe thấy thì lại rút chân về lại. Khắp nơi đều là cấm chế, Nguyệt Thần vẫn nói câu đó. Cô ta nói xong thì nâng tay lên, rắc xuống muôn vàn điểm sáng khắp cả một khoảng. Triệu Bân liền cảm thấy hai mắt nóng lên, có ánh sáng chói lóa chiếu qua. Là Nguyệt Thần đã mở mang tầm mắt cho hắn, trong thời gian ngắn hắn có thể nhìn thấy rõ những thứ hư ảo. Đến khi hai mắt Triệu Bân sáng tỏ, hắn nhìn lại thì có thể nhìn thấy những bùa chú hư ảo liên kết với nhau, tạo ra những tia sáng đan xen nhau. Tia nào cũng gắn kết với linh mạch, dù chạm vào bất cứ tia sáng nào thì cũng sẽ động đến cấm chế, một khi cấm chế cảnh báo thì sẽ gặp họa lớn. Ừng ực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bân thấy vậy thì nuốt nước bọt. Không thấy thì không biết, vừa nhìn được thì đã giật mình. Cấm chế nhiều đến mức khiến người ta phải nổi da gà, nếu như ngu ngốc mò vào thì mỗi một bước đi đều sẽ chạm phải cấm chế, vậy là đủ để bên trên phát giác ra có bất thường ở bên dưới rồi. Vào đi, Nguyệt Thần phất tay. Cô ta vừa dứt lời thì Triệu Bân liền cẩn thận nhấc chân. Khéo léo né tránh mấy tia sáng đó. Có sư phụ là thật sướng thật, nếu như không có Nguyệt Thần thì không biết hắn đã phải chết bao nhiêu lần rồi nữa, e là chưa tìm được đại địa linh mạch thì hắn đã bị bắt đi hỏi tội rồi. Hắn đến thế giới dưới mặt đất này, chỗ nào cũng là cạm bẫy, Long Triều Đại Hạ thật sự rất mạnh, cũng không biết là ai mà lại bố trí nhiều cấm chế đến thế nữa. Cảm giác thật là vi diệu, Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đi chân trần trên linh mạch, vận dụng tâm pháp. Tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn qua lòng bàn chân,
huyệt vị và lỗ chân lông khắp người, giống như dòng suối mát, tràn khắp cơ thể hắn, cảm giác sảng khoái không thể nào diễn tả được. Hắn đi đến một chỗ trống trên linh mạch rồi mới dừng lại. Khoảng không nhỏ đó là chỗ hở của những tia sáng, nếu không chạy nhảy lung tung thì sẽ không chạm phải cấm chế, nhìn quanh một lượt thì đấy là chỗ thích hợp nhất, là một chỗ tốt để ẩn mình. Keng! Hắn lại lấy Long Uyên ra, muốn chém một đoạn linh mạch đem về nghiên cứu. Muốn chết gà, Nguyệt Thần lạnh lùng nói, phá linh mạch chẳng khác gì với việc phá cấm chế cả. Quên mất nhỉ, Triệu Bân thu kiếm lại, rồi lấy hồ lô nhỏ màu tím vàng ra. Hồ lô nhỏ rung lên ù ù, trên miệng hồ lô xuất hiện lốc xoáy, điên cuồng cuốn mọi thứ vào. Từ khi tôi luyện thành linh dịch tinh túy, từ khi đi theo Triệu Bân, dường như nó chưa từng được ăn no, không biết lần này có được ăn no hay không nữa. Để lại vài phân thân, Nguyệt Thần lên tiếng nhắc nhở. Hiểu. Triệu Bân dùng một tay bấm ấn quyết, biến ra 9 phân thân, họ ngồi xếp bằng quanh thành một vòng, hấp thụ tinh hoa linh mạch, sau đó thì truyền hết lại cho bản gốc là Triệu Bân khiến hắn lại thấy hừng hực cả người, khí sinh linh cuồn cuộn, ào ạt, lực sinh mệnh dâng cao khiến Triệu Bân cực kỳ hưng phấn. Nếu đã là phân thân thì đương nhiên là phải có giới hạn thời gian. Triệu Bân đã có tính toán từ sớm, trước khi mỗi phân thân biến mất, hắn đều sẽ dùng thuật phân thân, biến ra một phân thân khác để thay thế. Nhờ vậy có thể đảm bảo không bị thiếu phân thân và cũng có thể đảm bảo linh lực truyền vào không bị gián đoạn. Đấy là một ý tưởng hay. Có phân thân không ngừng truyền linh lực thì khi đánh nhau với người khác, hắn có thể đánh cho đến khi đối phương kiệt sức. Ngoài ra, còn có đại địa linh chú, nếu như tu hành đến mức tinh túy thì sức mạnh cũng sẽ không bao giờ cạn kiệt. Triệu Bân không ngồi xếp bằng mà đứng thẳng trên linh mạch, tĩnh tâm lĩnh hội đại địa linh chú. Việc lĩnh hội trên linh mạch cũng không phải là thứ mà thế giới bên ngoài có thể bì được, đó là nơi chứa đựng tinh túy của trời đất, lĩnh hội phép này sẽ có thể có được cơ duyên không ngờ tới được. Đúng là như vậy, đứng trên linh mạch thì có được rất nhiều lợi ích. Khoảng thời gian xuất hiện và biến mất của phù văn đại địa linh chú trên lòng bàn tay hắn đang liên tục rút ngắn lại, tốc độ hấp thụ sức mạnh trời đất cũng theo đó mà tăng nhanh, cả người như chìm trong biển linh khí. Một nơi thật tuyệt. Nguyệt Thần mỉm cười. Không uổng công đào 3 ngày 3 đêm. Thần linh cũng nói đây là một nơi tốt, vậy nhất định là nơi tốt rồi, ít nhất thì đối với người phàm mà nói thì đây là thánh địa tu luyện. Thánh địa kiểu này không thường thấy ở thế giới phàm trần, nếu có thể gặp được thì đúng là cơ may cực kỳ hiếm có. Cô ta thu ánh nhìn lại rồi mới mãn nguyện nằm trên mặt trăng. Triệu Bân được lợi thì cô ta cũng sẽ được lợi. Tinh hoa trời đất có thể miễn cưỡng xoa dịu được linh hồn của cô ta. Vì vậy mới nói, đây là cơ duyên của Triệu Bân, cũng là tạo hóa của cô ta. Cơ Ngân, cút ra đây đánh một trận đi. Sáng sớm, trời vừa mới tờ mờ sáng thì đã nghe thấy tiếng hét giận dữ vang lên từ phía cổng thành đế đô, một tiếng hét mang theo uy lực sóng âm khiến ai nghe thấy cũng phải chau mày. Đến khi ra khỏi thành thì mới biết là ai, đấy là Ngô Khởi, hắn ta đã làm một sàn chiến đấu rất lớn và đang đứng trên đó hét lớn. Mâu thuẫn của hai bọn họ không hề nhỏ, rất nhiều người bàn tán. Ai nghe cũng hiểu được mấy lời đó. Mấy ngày trước đó, Ngô Khởi và Triệu Bân cùng đến Sở ra dự tiệc và còn đánh nhau một trận, Ngô Khởi thất bại thảm hại, chuyện này không phải bí mật gì mà đã sớm bị các thanh niên có mặt tại chỗ ngày hôm đó lan truyền khắp đế đô. Sau đó là chuyện bắt dâm, đệ tử giật giải nhất trong cuộc thi học viên mới của Thiên Tông bị thống lĩnh doanh trại Hoàng Ảnh vệ thứ 7 bắt tại trận, kéo ra phố thị chúng. Thật sự rất mất mặt, và cũng vì vậy mà Ngô Khởi đã bị cắt chức. Nói tới nói lui thì cũng chỉ có một câu, đó là Ngô Khởi rất bực bội. Nếu như đã bực bội thì phải đánh một trận thôi. Cơ Ngân có thể đánh bại Ngô Khởi sao, rất nhiều người nghi ngờ. Tối đó, ở nhà họ Sở, đúng là Ngô Khởi đã thua Cơ Ngân. Rất nhiều người nói, không ngừng suýt xoa. Chẳng ai ngờ hắn kém hơn Ngô Khởi tới 8 cảnh giới nhỏ mà vẫn có thể thắng đối phương hoàn toàn. Đệ nhất cuộc thi học viên mới của Thiên Tông đúng là danh bất hư truyền, Sở Vô Xương thua hắn cũng đúng, nữ soái lựa chọn hắn đúng là rất chuẩn. Cứ luôn có người nghĩ không thông, Huyễn Mộng cũng đã đến. Cô ta rất biết chọn chỗ, leo lên tường thành thì có thể nhìn xa hơn và rõ ràng hơn, tìm Triệu Bân không biết bao nhiêu lần, đến giờ cũng chưa thấy bóng dáng Triệu Bân đâu, đã 3 ngày không gặp rồi. Không biết đã đi lang thang phương nào rồi. Rất nhiều người kéo đến. Tập trung đông nghịt trước cổng thành.
Trên tường thành cũng có rất nhiều người, tất cả đều đến để xem kịch, trong đó không có không ít thanh niên ưu tú, phần lớn trong số họ đều không tin một tên cảnh giới huyền dương tầng 1, dù cho có xuất sắc đến đâu đi nữa thì lẽ nào có thể đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Sở Vô Xương cũng đã đến, chắc là cũng vì rảnh rỗi quá nên thấy chán. Chủ yếu là vì ba ngày nay không thấy hắn đâu, nên thấy không được quen. Cơ Ngân, cút ra đây đánh một trận đi. Ngô Khởi hét lớn, như một cú sấm rền vang. Hôm nay trông hắn ta rất oai phong, trước đây hắn ta đánh không lại Cơ Ngân nên không phục, bây giờ đã có được vài át chủ bài nên mọi chuyện vẫn còn là ẩn số, dù có thế nào thì cũng phải tìm dịp để quay lại. Đương nhiên, Triệu Bân không nghe được tiếng la hét của hắn ta. Hắn vẫn còn đang ở dưới đất, vẫn còn đang đứng trên linh mạch của đất, tĩnh tâm lĩnh hội đại địa linh chú. Càng gần đến tinh hoa mặt đất thì sự kỳ diệu lĩnh hội được càng nhiều, sức mạnh tinh túy của mặt đất đã tràn ngập khắp người hắn. Bụp! Đột nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên. Nguyệt Thần nghe thấy thì bất giác mở mắt ra, liếc mắt nhìn sang Triệu Bân, ánh mắt kỳ quái. Không ngờ tên nhóc đó đã đột phá, không ngờ thiên kiếp của cảnh giới huyền dương vẫn chưa thể vượt qua mà hắn đã thăng cấp lên cảnh giới huyền dương tầng 2. Bản thân là một thần linh nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy chuyện này, nhưng rõ ràng thiên kiếp của tên nhóc đó vẫn còn đó, chuyện này thật sự quá mới lạ. Đến cô ta mà còn như vậy thì đừng nói chi đến Triệu Bân. Mới thăng lên cảnh giới huyền dương chưa được mấy ngày, vẫn chưa vượt qua hết thiên kiếp mà đã đột phá rồi sao? Hắn liếc nhìn Nguyệt Thần không cho hắn được đáp án, cô ta vẫn còn đang bất ngờ nữa mà. Thật thú vị, Triệu Bân nói một câu rồi lại nhắm mắt lại. Có người đang đợi ngươi bên ngoài thành, Nguyệt Thần nói. Triệu Bân vừa mới nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Bắt dâm, Nguyệt Thần chỉ nói hai chữ đó. Triệu Bân nghe xong thì lập tức phấn chấn, không lĩnh ngộ đại địa linh chú nữa, ra khỏi thế giới dưới mặt đất, men theo đường hầm mà bò lên trên. Có nằm mơ hắn cũng muốn giết chết cái tên Ngô Khởi đó. Có lẽ không thể giết chết được Ngô Khởi trước mặt bao nhiêu người nhưng đánh cho cái tên đó tàn phế, để cho hắn nhớ đời trước cái đã. Đào xuống dưới thì mất 3 ngày 3 đêm. Nhưng bò lên lại thì rất nhanh, không bao lâu thì đã bò lên trên rồi. Cơ Ngân, cút ra đây đánh một trận đi. Vừa hay đúng lúc Ngô Khởi đang hét lên nên hắn nghe rõ mồn một. Người đi đường đã tập trung đến gần một nửa. Họ đã từng nghe đồn thổi về Cơ Ngân nhưng vẫn chưa tận mắt chứng kiến hắn đánh nhau, thật sự đáng sợ như trong lời đồn sao. Họ không xem được cuộc thi của Thiên Tông nên không thể bỏ lỡ trận này. Triệu Bân di chuyển nhanh như gió, một mạch ra khỏi đế đô. Sự xuất hiện của hắn khiến ai cũng phải ngước nhìn, mắt nhiều người trên tường thành đều sáng rỡ lên. Không ngờ lại đột phá nữa rồi. Sở Vô Xương thấy hắn thì liền ngây ra. Huyễn Mộng nhìn thấy hắn cũng bất giác ngây ra. 3 ngày trước, khi gặp Triệu Bân, hắn vẫn còn ở tầng 1, 3 ngày sau đã lên tầng 2 rồi, nếu đổi lại là cảnh giới huyền dương bình thường thì chưa chắc có thể ổn định được tu vi. Tốc độ thăng cấp của hắn thật sự rất đáng sợ. Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao, Ngô Khởi vô cùng tức giận, cười nguy hiểm. Hôm đó chưa cho Ngô sư huynh trải nghiệm đủ, để hôm nay bù lại vậy, Triệu Bân búng thân lên sàn đấu. Dẫm một cát khiến đá vụn văng khắp nơi. Mặc dù chưa để lộ vẻ tức giận nhưng đã có ý định muốn giết chết hắn ta từ trong linh hồn. Nào, Ngô Khởi hét lớn, không thèm nói lời thừa thãi, mang theo sát khí cuồn cuộn, chỉ 2-3 bước là đã tiến đánh về phía hắn, tung ra một chưởng ra dưới hình dáng một con rồng vàng, bóng rồng cực lớn, tiếng gầm rung chuyển trời đất. Triệu Bân không thèm nhìn, búng người lên không trung, đạp một phát khiến rồng vàng tan biến. Diệt, Ngô Khởi đánh đến như một bóng ma, lao thẳng vào giữa 2 chân mày của Triệu Bân. Triệu Bân không né tránh, đưa tay ra, chuẩn xác bắt lấy ngón tay của Ngô Khởi, loại bỏ uy lực của chỉ đó rồi bẻ hẳn ngón tay của hắn ta xuống. Chỉ này, ta cho ngươi chỉ này. Mới bắt đầu mà đã máu me vậy rồi sao, khán giả suýt xoa. Ọc, một mảng huyết quang dưới giữa những tiếng suýt xoa. Triệu Bân đã đổ máu. Hắn bẻ ngón tay của Ngô Khởi nhưng lại bị trúng đòn huyết quang của Ngô Khởi, bả vai hắn bị đâm thủng. Có điều không sao cả, hắn có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ nên vết thương đó đã nhanh chóng phục hồi lại như bình thường ngay. Giết cho ta.
Mặt Ngô Khởi rất đáng sợ, hắn ta dùng sức mạnh huyết mạch, thi triển ra một mặt trời, người ta nhìn lên bầu trời chẳng khác nào có tới hai mặt trời. Mặc dù ánh sáng của chúng đều chiếu rọi xuống nhân gian nhưng mặt trời của Ngô Khởi lại có sức sát thương nhiều hơn, những tia sáng có khả năng đâm thủng cực mạnh, nếu bị chiếu chúng lâu thì sẽ bị đâm thủng như cái sàng. Phá! Triệu Bân kẹp hai ngón tay lại và giơ ra, một tia lôi điện mang theo khí huyền hoàng phóng ngược lên trời, xuyên thủng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu xuống cũng mất đi uy lực rồi tan biến thành hư không. Giết! Lúc này, Ngô Khởi đã đánh đến nơi, ánh mắt toát ra ánh chớp. Đạo hạnh của tên này không tồi, lôi điện do hắn ta tạo ra không phải là sấm sét thật nhưng lại rất có uy lực. Gào! Tiếng rồng vang lên, một con rồng vàng cực lớn xuất hiện. Bay vòng quanh Triệu Bân rồi xoay tròn bay lên. Đấy là thần long vẫy đuôi, Ngô Khởi đánh đến lúc nãy, vừa gặp đã bị quất bay lộn ngược ra xa. A! À. Ngô Khởi giận dữ hét lên, lập tức dùng đến cấm pháp để gia tăng sức chiến đấu. Triệu Bân không chịu thua, không nói lời nào đã thi triển thể kỳ lân, khí thế ngút trời. Nuốt cho ta! Ngô Khởi hét lớn lên, hắn dùng cấm pháp, một xoáy đen xuất hiện giữa bầu trời. Lốc xoáy điên cuồng với khả năng nuốt chửng cực mạnh, hút Triệu Bân lọt thỏm vào trong. Bí pháp kỳ lạ thật, khán giả ai cũng giật mình, có cảm giác khiếp sợ không nói nên lời khi nhìn thấy lốc xoáy đen đó, nếu như bị nuốt vào trong thì nhất định cơ thể sẽ bị xiết chết, xiết đến mức đến cả bã cũng không còn. Đừng nói gì đến các khán giả, đến cả Sở Vô Xương cũng phải chau mày. Cô ta nhận ra được bí pháp đó, không biết bao nhiêu thanh niên đã phải chịu thiệt bởi nó. Dù cho là cô ta, nếu đụng phải thì nhất định cũng sẽ rất thê thảm, cảm giác bị cuốn vào trong không dễ chịu chút nào, thật sự có sức mạnh có thể thắt chết mọi thứ. Có điều, không chừng cơ ngân có thể phá giải được. Sự mạnh mẽ của người đó cũng thật sự không phụ sự suy đoán của cô ta. Chưa đầy ba nhịp thở, Triệu Bân đã thoát ra khỏi xoáy đen và đánh tan cơn lốc xoáy chỉ với một chiêu thiên thủ đại la. Khoan hãy nói đến bản thân của Ngô Khởi. Chỉ nói đến lốc xoáy này thôi thì phải công nhận là rất mạnh, cơ thể mạnh mẽ cỡ hắn mà cũng bị làm cho chảy máu, nếu như là cấp huyền dương bình thường thì nhất định sẽ bị xiết cho tan nát ngay. Vẫn chưa hết đâu. Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi, kéo cong cung căng như trăng tròn, bắn ra mũi tên chí mạng. Cung tên đó, Huyễn Mộng nhìn thấy thì liền nheo đôi mắt xinh đẹp lại, hình như cô ta đã nhận ra, đấy là đồ của ma gia cô ta. Chu Tiên Quyết. Triệu Bân cưỡi gió tiến qua, đỡ đòn trực diện. Ánh sáng kiếm và mũi tên chết người gặp nhau, một quầng hào quang lan ra bốn phía. Những người đứng quá gần lập tức bị xô bật ngửa ra, những khán giả có đạo hành kém thì bị tông đến mức hộc máu. Sau cú tông trực diện, ánh sáng kiếm và mũi tên chết người đều tan biến. Triệu Bân bị trúng tàn dư sóng, ngực bị chém một vết thương rất sâu. Ngô Khởi cũng không tốt hơn là mấy. Hắn ta bị trúng tàn dư sóng của kiếm uy của Chu Tiên Quyết, thủng một lỗ trước ngực và bị kiếm ý xâm nhập. Hay, hay lắm, Ngô Khởi cười đáng sợ rồi lại dùng cấm pháp. Nói chính xác hơn là hắn ta đã uống một viên đan dược. Đấy là một loại đan dược rất kỳ lạ, có thể khiến tu vi của cảnh giới huyền dương đỉnh cao tạm thời gia tăng lên cảnh giới địa tạng trong thời gian giới hạn, nhưng lại có phản phệ. Nhưng bây giờ Ngô Khởi không hề quan tâm đến những điều đó. Thứ mà hắn ta quan tâm là làm sao để giết chết cơ ngân, dù có bị phản phệ thì cũng không đáng tiếc. Pha này được đấy, các khán giả giật khóe môi. Hèn gì Ngô Khởi lại tự tin đến thế, thì ra là có chiêu lợi hại đến thế. Chính vì chiêu này rất lợi hại nên các khán giả mới chậc lưỡi suýt xoa, đường đường là thống lĩnh của doanh trại Hoàng Ảnh Vệ thứ 7, là cảnh giới huyền dương đỉnh cao hàng thật giá thật mà lại bị một tên cảnh giới huyền dương tầng 2 ép đến mức phải dùng đến tuyệt chiêu thế này. Từ đó có thể thấy được, quán quân cuộc thi học viên mới của Thiên Tông khó nhằn thế nào, e rằng dưới cảnh giới địa tạng, không ai có thể hạ được hắn. Địa tạng đánh với huyền dương à? Các tiền bối hít một hơi thật sâu, trận này hơi máu me rồi đây. Ngươi được lắm. Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng, tiếp tục dùng ma đạo trên thể kỳ lân, hắn đang muốn tấn công Ngô Khởi trong tích tắc. Nhưng tên đó rất thông minh, hắn ta đã mở huyết minh nhãn từ sớm. Nếu hắn mà dám dùng thiên nhãn thì sẽ bị mất thị lực ngay, khi đánh nhau với Ngô Khởi, thiên nhãn của hắn gần như chỉ là vật trang trí. Giết!
Ngô Khởi giận dữ hét lên, khí huyết cuộn trào và điên cuồng bộc phát. Triệu Bân không hề sợ hãi. Ngô Khởi dùng đan dược nâng cao tu vi trong thời gian ngắn nên sức mạnh kém xa cảnh giới địa tạng thật sự. Căn cơ của hắn ta không thể chịu nổi tu vi của cấp địa tạng nên đương nhiên cũng không thể phát huy được toàn bộ sức chiến đấu của cấp địa tạng. Nhưng dù có là cấp địa tạng tầng 1 thật sự thì hắn cũng không sợ, nếu muốn đánh thì hắn sẽ đánh cho thành cho luôn. Âm, bùm, âm. Hai người họ, một người đứng phía tây, một người đứng phía đông, dùng bí thuật đánh nhau, từ đấm đến chưởng ấn, đến quyền ảnh, đến ánh sáng kiếm, ánh sáng đao. Liên tục nối tiếp nhau, mỗi lần hai bên gặp nhau thì đều có lửa tóe lên sáng chói. Những vầng sáng tầng tầng lớp lớp, với bí pháp rực rỡ và bá đạo, không ngờ còn tạo ra dị tượng, đẹp không thể tả. Có đan hải thật tuyệt, rất nhiều lão tiền bối suýt xoa. Cơ Ngân có đan hải thì đương nhiên không cần nói cũng biết lượng chân nguyên thế nào. Hắn dám dùng chiêu lớn mà không e dè gì như thế thì đủ biết hắn mạnh đến cỡ nào rồi. Nói đến Ngô Khởi, hắn ta dùng đan dược lạ nên tu vi cảnh giới địa tạng cũng mang lại chân nguyên dồi dào, bí pháp được đánh ra dường như không kém cạnh gì Cơ Ngân, người bình thường không thể nào chịu nổi việc dùng bí thuật đánh nhau cỡ đó. Cho ngươi thở như cún luôn này. Triệu Bân thầm mắng trong bụng. Chín phân thân đang ở dưới mặt đất không ngừng truyền linh khí cho hắn. Chân nguyên của Triệu Bân không chỉ không cạn kiệt mà ngược lại còn rất dồi dào, bí thuật và huyền pháp nổ điên cuồng, không giới hạn, cục diện từ chỗ đấm nhau chuyển sang Ngô Khởi bị đấm đến phải liên tục lùi về sau. Ầm, ầm, ầm. Ngoài thành đế đô phát ra tiếng ầm ầm như sấm, nổ tung cả vòng trời. Có lẽ do trận chiến quá phấn khích nên hơn nửa người dân đế đô đều tập trung ra đây xem. Trước cổng thành là bóng người đông như chảy hội, trên tường thành cũng đen nghìn nghịt người, tiếng thổn thức và chậc lưỡi vang lên liên tục, một trận chiến cùng thế hệ nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy Ngô Khởi bị đánh thảm thương đến thế. Một chữ thảm đó có thể miêu tả đại khái tình trạng của Ngô Khởi giờ phút này. Từ khi bắt đầu dùng bí thuật nổ tung thì tên đó chỉ đỡ được khoảng mười mấy hiệp, sau đó liên tục thất bại thoái lui, bị Cơ Ngân đánh đến nỗi đứng không vững, cả người toàn vết thương, tóc tai bù xù. Toàn máu là máu, nếu đài chiến đấu là một phong cảnh thì chắc hẳn Ngô Khởi là nổi bật nhất. Ta bảo sức ngươi đến chết thì thôi. Những lời trong lòng Triệu Bân cực kỳ chính xác, hắn có đan hải, chân nguyên dồi dào, có thêm chín phân thân, tinh khí cuồn cuộn không ngừng truyền về, lại càng miễn bàn đến vạn pháp trường sinh quyết, chỉ cần đánh thôi chẳng phải phòng ngự, dù bấy giờ Ngô Khởi sở hữu tu vi địa tạng thì hắn cũng chẳng dùng kỹ xảo gì đáng nói. Từ đầu đến cuối vẫn là những đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ, cách chiến đấu đó đã nói rõ một câu, có thể đánh, có thể chịu đòn. Hắn, có chân nguyên vô hạn ư? Ngô Khởi thầm rít gào trong lòng, dù có đan hải nhưng cũng chỉ là cảnh giới huyền dương thôi mà, không thể có nhiều chân nguyên đến vậy được, dù là cảnh giới địa tạng như hắn ta, sở hữu khí huyết mênh mông nhưng cứ mải mòn thế này thì đúng là không thể đánh lại cảnh giới huyền dương, đối phương càng đánh càng hăng, hắn ta đã sắp gục ngã rồi. Bản thân cũng am hiểu rất nhiều bí thuật và huyền pháp, cũng có rất nhiều cấm thuật nhưng chân nguyên không đủ, cũng chẳng thể thực hiện được. Được lắm Cơ Ngân, cao thủ Ngô gia lạnh lùng hừ nói. Đúng vậy, cao thủ Ngô gia đến đây khá nhiều, đứng dàn quanh bốn góc đài chiến đấu, ánh mắt chợt lóe vẻ sắc lạnh, đã có tính toán trong lòng, khi cần thiết sẽ ra tay, cùng nhau giết chết Cơ Ngân, đây không phải là đế đô mà là ngoại thành, so tài thì sống chết là chuyện khó tránh khỏi. Vì một Cơ Ngân, Thiên Tông lại có thể trở mặt với đại nguyên soái Hổ Uy ư. Cơ Ngân đúng là thứ quái thai. Đan hải huyền dương mà có lượng chân nguyên thế này thì có hơi nhiều quá. Hắn có bao nhiêu chân nguyên ta không biết, nhưng Ngô Khởi thua chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dưới đài có rất nhiều lời bàn tán, ánh mắt nhìn Triệu Bân cứ như đang quan sát quái vật, cảnh giới huyền dương đánh địa tạng, lại mạnh đến không thể ngờ nổi. Nếu như tên này đánh với người cùng tu vi thì hẳn là không ai đủ sức ngăn chặn hắn ngoài đại hạ Long Phi. Cái này thì cảm xúc của Sở Vô Xương hãy còn mới mẻ lắm. Bây giờ ngẫm lại vẫn còn thấy đau. Phụt! Trong tiếng ồn ào ấy, Ngô Khởi lại đẫm máu một lần nữa, bị một luồng kiếm quang của Triệu Bân chém bay. Giết! Ngô Khởi tức giận hét lên thật to. Tên này thật sự điên rồi, không ngờ hắn ta lại thực hiện cấm pháp. Hơn nữa còn phải trả một cái giá đắt là mất đi tuổi thọ. Dưới ánh mắt tập trung của tất cả mọi người, cơ thể hắn ta nhanh chóng cao lên cả trăm mét, có thể nói là một người khổng lồ, đôi mắt màu đỏ tươi,
cánh tay vạm vỡ như thân cây, miệng còn mọc cả răng nanh, khí huyết bùng nổ vút thẳng lên trời, từ xa nhìn lại, ai không biết còn tưởng là con quái vật nào ấy chứ. Ghê gớm thật, Triệu Bân ngửa đầu theo bản năng. Nhìn đi, cháu trai đại nguyên soái Hổ Uy không phải là hư danh, cũng có kha khá quân bài tẩy, không bàn đến những thứ khác, chỉ mỗi cơ thể đó thôi cũng đã rất đáng sợ rồi, e là Man Đằng đến cũng sẽ ngồi đó gọi đại ca, cơ thể khổng lồ như thế, tát cho một cái, ai chúng cũng sẽ chịu đủ. Ngô Khởi ập tới, nhảy lên không trung đánh một chưởng xuống dưới. Triệu Bân chỉ thấy bầu trời trên đầu mình biến thành một màu đen, một chưởng như Thái Sơn đè xuống đỉnh đầu, với tư chất như hắn cũng bị ép đến nỗi suýt quỳ xuống, tứ chi bách hải bên trong cứ như đang nổ ầm ầm. Giam, cho ta! Lòng bàn tay Ngô Khởi hiện lên chữ triện xoay vòng, từng chữ khắc sâu vào khí lực Triệu Bân. Đó là một loại bí thuật phong ấn, chỉ trong vài giây đã khóa chặt kỳ kinh bát mạch Triệu Bân. Giam ta, Triệu Bân hừ lạnh, mạnh sử dụng thiên cang hộ thể. Bí thuật bất truyền của Dương Thiên Thế Gia là phòng ngự tuyệt đối, bí pháp gì gì đó, phù văn gì gì đó, gặp đâu chắn đó, chữ triện khắc vào người hắn ban nãy nhanh chóng bị hất bay, khí thế thiên cang cực kỳ mạnh mẽ, cũng hất tung một chưởng của Ngô Khởi, khiến hắn ta bị chấn động lùi bình bịch về phía sau, mỗi lần lùi lại thì dưới đài chiến đấu lại có một dấu chân thật sâu, nhìn lại bàn chân đó mà xem, con nít có thể dùng để chèo thuyền được ấy chứ. Thử một quyền của ta đi. Triệu Bân như cái bóng lướt theo, nhanh chóng đuổi kịp, nắm đấm siết chặt, có sức mạnh phá hủy cả ngọn núi. Ngô Khởi trúng chọn một đấm, há miệng ho ra máu. Hắn ta còn chưa đánh trả thì uy long của Triệu Bân đã đập thẳng vào lồng ngực. Phụt, lại là một ngụm máu, phun rất nhiều. To tướng thì được gì, gia tăng sức mạnh, lại giảm bớt tốc độ. Trước mặt Triệu Bân, Ngô Khởi trong hình dạng này, có thể thấy chỉ là một cái bia sống. Đến, Triệu Bân hét rung cả vòng trời, khí huyết bốc lên, lại nhảy đến gần, dùng đấu chiến thánh pháp điên cuồng oanh tạc, liên tục đè đầu Ngô Khởi đánh, chiêu thức biến hóa kỳ ảo, mỗi một chiêu đều mạnh mẽ bá đạo. Cận chiến mạnh mẽ thật. Hắn học được ở đâu thế? Hai mắt mọi người cứ sáng rỡ hẳn lên, to tròn sáng lấp lánh, phần lớn đều chưa được xem tỷ thí Tân Tông ở Thiên Tông, cũng chỉ nghe đồn Cơ Ngân đánh cận chiến rất mạnh thôi, nay được chứng kiến, quả nhiên không sai. Khó chịu nhất chính là Ngô Khởi, ngu người nhất chắc cũng phải réo tên hắn ta. Khổ người quá lớn thì quả là một cái bia thịt hàng thật giá thật, tốc độ giảm mạnh, không thể theo kịp tốc độ tấn công của Triệu Bân, lúc nào cũng chậm mất nửa nhịp, từng đó là đủ để tiêu tùng rồi, hắn ta bị đấm đến nỗi đứng không vững, bấy giờ, nếu có ai hỏi hắn ta phân biệt Đông Tây Nam Bắc thì chắc hắn ta không làm được, đau. Cả người đều đau, đầu cũng ông ông lên. Vây bắt này, ta cho người vây bắt này. Triệu Bân mắng chửi ầm trời, khiến mọi người xung quanh ho khan. Cẩn thận ngẫm lại, Cơ công tử tức giận thế này cũng có nguyên nhân của nó, bị người ta phá hỏng chuyện tốt, chắc cũng nghẹn một bụng lửa, chẳng mấy khi tóm được kẻ đầu têu, đánh đến chết là còn nhẹ. Cút, cho ta! Ngô Khởi rít gào, cố gắng đỡ lấy một đấm của Triệu Bân, một đòn hất Triệu Bân ngã lăn ra ngoài, cũng là một loại bí pháp, là tinh nguyên huyết tế, trả một cái giá rất đắt. Lại nào? Triệu Bân đáp xuống đất, cũng nhanh chóng lao tới giết chóc, khí huyết dồi dào, chiến ý hừng hực. Hôm nay, phải cho Ngô Khởi một trận nhớ đời. Đột nhiên, hắn còn chưa đánh tới thì đã thấy một mũi nhọn phóng tới, cuốn theo sức mạnh đáng sợ, sức xuyên thủng cực mạnh, hắn bất ngờ không kịp đề phòng nên trúng đòn, chân nguyên hộ thể bị phá, ngực. Còn bị đâm tạo thành một lỗ thủng đầy máu. Keng! Hắn còn chưa kịp đứng vững thì đã nghe thấy tiếng kiếm vang lên sau lưng. Đó là một kiếm quang màu máu, kiếm uy mạnh mẽ, chém vào lưng hắn tạo thành một vết thương dài, định bụng quay lại xem thì lại thấy một thứ lạnh lạnh, bị kiếm ý ăn mòn thành vệt sáng u ám, xâm nhập vào khí lực hắn. Vẫn chưa kết thúc. Kèm theo tiếng nổ vang, là sấm sét từ trên trời đánh xuống. Sấm sét đó không phải là hàng thật, là hiệu quả của một loại bí pháp. Đánh thẳng từ trên trời xuống, Triệu Bân vẫn chưa đứng vững lại bị đánh lảo đảo, xương vai đã bị đánh trúng, bả vai nhuộm đầy máu. Tất cả đều xảy ra ngay trong nháy mắt. Từ đầu đến cuối có tổng cộng 3 người đánh lén, Triệu Bân cũng trúng 3 đòn tấn công liên tục và bị thương nặng. Nhìn lại kẻ đánh lén, thanh niên áo trắng, thanh niên huyết y, thanh niên tóc tím, đều là cảnh giới huyền dương, là tầng cao nhất hàng thật giá thật,
khí vũ hiên ngang, rõ ràng là thế hệ sau của đại thế gia. Tiết Chí Ngự Lâm Quân. Mộ Dung Trấn Ma Ti. Tử Đô Tỏa Yêu Tháp. Tiếng giật mình thảng thốt dưới đài liên tục vang lên, phần lớn bọn họ đều nhận ra, đám người đó đều là những thanh niên yêu nghiệt, chọn bừa một người cũng không ai yếu hơn Ngô Khởi, nhất là Tử Đô thống lĩnh đời thứ ba của Tỏa Yêu Tháp, còn mạnh hơn cả Ngô Khởi. Đây là trận một đấu một mà, định tấn công tập thể hả? Có thể thấy họ đã bàn trước với nhau, đến với sự chuẩn bị, hôm nay không giết chết Cơ Ngân không ngừng. Thế, thì thiếu võ đức quá chứ? Những người lớn tuổi than thở, đánh lén thì thôi đi, đã thế còn ba tên cùng nhau đánh lén. Tuy là khó chịu nhưng chẳng một ai dám lên tiếng trách móc. Hết cách rồi, họ có người chống lưng to lắm. Ví như bốn người này, trong gia tộc đều có đại nguyên soái nắm trọng binh trong tay. Bọn họ sợ, nhưng có người không sợ. Huyễn Mộng đã xuống khỏi tường thành, Sở Vô Xương cũng nhảy xuống, cả hai đều chạy về phía đài chiến đấu. 4-1, Cơ Ngân không bỏ mạng mới lạ. Ba người, không nói lý. Trên đài, Triệu Bân lảo đảo một chút mới đứng vững, vết thương trên người đã hồi phục như cũ nhờ vạn pháp trường sinh quyết, sát ý xâm nhập vào cơ thể đã được thiên lôi tiêu diệt, không ngờ lại có người công khai đánh lén, cũng vì không ngờ nên mới bị đánh không kịp trở tay, đúng là con mẹ nó không có võ đức. Ngươi, chọc phải người không nên dây vào, Tiết Chí cười âm u, ánh mắt lóe lên tia sáng tối tăm. Phá hủy nguyên tắc thì phải trả một cái giá đắt, Mộ Dung khẽ nhếch miệng. Dập đầu nhận lỗi, người có thể sống sót rời khỏi đây, Tử Đô Thích Hí xoay cổ, cũng nói ra một câu tiếng người, nhưng sau khi Triệu Bân dập đầu xong, chưa chắc hắn ta đã làm những việc con người thường làm. Ban đầu ba người bọn họ không có ý định tham gia. Nhưng, những thứ Ngô Khởi có thể cho họ cũng khá là được. Thế nên họ mới lên đài hỗ trợ. Dù Ngô Khởi chưa nói gì nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Bốn người chia ra bốn hướng đông tây nam bắc, vây Triệu Bân ở giữa. 4-1, đúng là định đánh tập thể mà. Triệu Bân không nói gì, chỉ liếc xuống dưới đài. Dưới đài cũng có rất nhiều yêu nghiệt dục dịch, có thể thấy không chỉ có mỗi bốn tên trên đài, bây giờ hắn mới hiểu được đây là một cái bẫy. Là cái bẫy dành riêng cho hắn, có trời mới biết để mời được họ. Ngô Khởi đã phải trả cái giá đắt đến mức nào. Không định để hắn đi mà. Nếu thế, thì đánh thôi. Hắn xách Long Uyên kiếm ra. Nghĩ lại, hắn lại nhét Long Uyên kiếm vào chiếc nhẫn ma, đổi sang Lang Nha Bổng, đó là Lang Nha Bổng của Man Đằng, vẫn còn ở chỗ hắn mà. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhất là một đám đánh một đứa thì Lang Nha Bổng vẫn dễ sử dụng nhất. Bắt! Ngô Khởi hét lên, hắn ta là người xông lên đầu tiên. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm đen, chém tới. Triệu Bân không sợ, hơn nữa còn lao tới. Cấm! Mộ Dung lạnh lùng nói, tay kết ấn, thực hiện bí pháp trói buộc, cơ thể Triệu Bân bị giam cầm. Khoảnh khắc đó, Ngô Khởi đánh tới, một kiếm xuyên thủng bả vai Triệu Bân. Gào! Sau đó, chợt nghe thấy tiếng long ngâm kháng hồn. Là Triệu Bân sử dụng thần long bãi vĩ, một cái đuôi rồng hất Ngô Khởi văng xa. Tiểu tử! Đánh đấm khá đấy, Tiết Chí như một hồn ma đánh tới, ngón tay chọc vào mi tâm Triệu Bân. Hắn cũng không cử động, tùy tiện để nó chọc thủng mi tâm mình, khiến người xem dưới giải sợ vãi cả nước tiểu. Đó là một đòn tuyệt sát, tại sao lại không né? Cả Tiết Chí cũng giật mình, đây là cách chiến đấu gì? Ai cho ngươi tư cách đến gần ta? Triệu Bân lạnh giọng nói, khoảnh khắc trúng một ngón tay đó, hắn bèn tung một chưởng ra, tay hắn sắc bén như đao. Một đòn đánh thẳng vào và xé rách ngực Tiết Chí, đòn tấn công của Tiết Chí máu me, nhưng một chưởng của hắn còn máu me hơn. Mấy người đứng xem đều hiểu ra. Đây, là bị thương 800, hại địch cả ngàn đây mà. Phụt! Tiết Chí phun máu, lảo đảo lùi về phía sau, ánh mắt có sự hoảng sợ. Tên này, điên rồi hả, một đòn tuyệt sát mà cũng dám cắn răng đỡ. Theo lời Triệu Bân thì ta có võ hồn, có vạn pháp trường sinh quyết, tại sao lại không dám đỡ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đòn tấn công này cũng khiến hắn khá khó chịu. Có lẽ Tiết Chí còn khó chịu hơn hắn, trong lúc lùi lại thì ngực chợt nổ ầm ầm. Tất nhiên là kiệt tác của Triệu Bân, khi một chưởng xé rách ngực Tiết Chí thì hắn đã tiện thể vùi thêm bùa nổ vào đó, bùa nổ cấp bậc huyền dương,
đứng xa xa ném hắn ta thì còn chẳng thể nổ nổi chân nguyên hộ thể nữa là. Nhưng nếu bùa nổ bị vùi vào bên trong thì hẳn là sẽ đau đớn lắm. Chẳng hạn như Tiết Chí, bị nổ đến nỗi máu thịt bay tứ tung, một giây trước vẫn còn hình người, một giây sau đã chẳng còn lại gì, trước ngực là thịt nát xương tan, máu tươi chảy mãi không ngừng, trông chẳng khác gì lệ quỷ. Mọi người run sợ. Một chiêu không kịp trở tay, sau đó là chiêu không kịp trở tay, Tiết Chí chính là một ví dụ dễ thấy nhất, không ngờ Cơ Ngân lại đỡ lấy một đòn tuyệt sát kia, cũng không ngờ Cơ Ngân lại dùng một chưởng xé rách ngực hắn ta, sau đó tiện thể tặng cho hắn ta một lá bùa nổ, một lần nổ không còn hình người. Chiến đấu trên đài mà ngươi lại dám dùng bùa nổ ư, Tiết Chí tức giận hét lên. 4-1 mà còn mặt mũi nói ta nữa hả, Triệu Bân mắng, sau đó lại tiến lên cho hắn ta thêm một đòn. Hay lắm Cơ Ngân, quả là độc ác, Tử Đô hừ lạnh, một kiếm chém từ trên trời xuống. Cút! Triệu Bân hét to, một gậy tung chiêu bổng thiên lang nha. Kiếm và lang nha bổng va chạm vào nhau, ma sát khiến tia lửa lóe lên, một kiếm đầy khí thế của Tử Đô đánh hắn không hề hấn gì, nhưng hắn ta thì lại bị một gậy của Triệu Bân đánh văng, cảm giác không hề ổn một chút nào, khóe miệng đã đầy máu. Cấm! Giọng Mộ Dung lại vang lên. Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng vù vù, một cái chuông lớn đầy hư ảo xuất hiện giữa vòm trời và đang rơi xuống, cũng vì quá to nên trông cứ như một ngọn núi nhỏ, nhìn thôi cũng thấy sợ, nó cực kỳ nặng, dù không thể giam cầm được thì chắc cũng có thể đè chết người. Triệu Bân nhấc chân chạy. Vấn đề là Ngô Khởi lại đánh tới, cũng thực hiện pháp thuật trói buộc, hỗ trợ Mộ Dung, khoảnh khắc Triệu Bân bị giam cầm thì chuông lớn rơi xuống, tiếng đáp đất ầm vang, đài chiến đấu đầy cát bụi mịt mù. Giam, cho ta. Phá. Mộ Dung vừa mới lên tiếng thì đã nghe thấy Triệu Bân hừ lạnh. Chuông lớn gì gì đó, giam cầm gì gì đó, đều con mẹ nó chẳng được gì, một gậy thôi đã thấy cả lỗ thủng to. Phụt. Mộ Dung bị cắn trả, há miệng phun máu. Triệu Bân thấy thế bèn bỏ thêm một đòn, Chu Tiên kiếm xuyên thủng ngực hắn ta. Giết. Bốn người hét thật to, cùng tấn công. Đám yêu nghiệt dục dịch dưới đài cũng bắt đầu đánh lên, mười mấy người nhảy bình bịch lên đài, tất cả đều là những kẻ khó chơi, đều là sự hỗ trợ Ngô Khởi tìm đến, nhận được sự hỗ trợ đầy mạnh mẽ. Thấy thế, mọi người dưới đài lại run run khóe miệng. Đội hình này không còn là vấn đề của võ đức nữa, có thể nói là không cần thể diện nữa rồi. Nhìn đi, chỉ có Cơ Ngân là tu vi yếu nhất, một đám cảnh giới huyền dương tầng cao nhất đánh huyền dương tầng thứ hai. Lại còn tấn công tập thể, trận chiến này, dù có thắng cũng không vẻ vang gì. Tới đây. Khí huyết Triệu Bân quay cuồng, tay cầm lang nha bổng vung lên thật mạnh. Ầm, ầm. Trận chiến một đấu một đã thành một đám đánh một đứa, tiếng ầm ầm liên tục vang lên. Từ dưới đài nhìn lên, tình huống đã hỗn loạn đến mức không thể cứu vãn được nữa. Đáng chết. Huyễn Mộng hừ lạnh, đã đến rất gần đài chiến đấu. Sở Vô Xương cũng không chậm chân hơn là bao. Hai người còn chưa đến đài chiến đấu thì đã dừng lại theo bản năng, ai cũng kinh ngạc nhìn lên đài chiến đấu, người nào đó đang thể hiện sức mạnh đây mà. Chỉ một cánh tay cầm lang nha bổng, càn quét hết tất cả mọi thứ, nói là ác chiến cũng không đúng, phải là những cú đánh bầy bạo lực, hết gậy này đến gậy khác, mười mấy thanh niên yêu nghiệt bị hắn hất tung lên trời. Hình ảnh đó, chỉ sợ hắn gào to một câu. Lão tử là thiên hạ đệ nhất thôi. Đánh đấm đáng gờm thế, có vẻ không cần bọn họ giúp đỡ rồi, dù có lên cũng chỉ làm vướng chân vướng tay mà thôi, tên đó đánh không cần biết ai là ai, chạy lên đó nói không chừng lại bị một gậy hất bay lên trời ấy chứ. Đánh, ghê thế á. Mọi người cũng ngửa đầu lên, mấy kẻ thường được ca ngợi là yêu nghiệt đều bay vụt lên trời một lượt, có người bị đánh bay, cũng có người rơi xuống. Một người rơi xuống, lại có kẻ bị hất lên. Hết người này đến người khác, minh chứng sống cho ba chữ, bay đầy trời. A! À, tiếng la hét kêu gào vang vọng, là tiếng kêu thảm thiết, cũng là tức giận. Nhiều người như thế, lại bị một cảnh giới huyền dương tầng thứ hai đánh không ngóc đầu lên nổi, đúng là mất mặt. Lũ chuột nhắt, một bầy chuột nhắt. Khí huyết của Triệu Bân bốc lên, như ngọn lửa đang thiêu đốt, hết gậy này đến gậy khác, đánh đến nỗi lục thân không nhận. Tất cả những người ở trên đài, chẳng cần biết là ai, cứ liều mạng đánh là được, đối phương cũng không màng đến võ đức,
hắn cần gì phải nể nang. Bốp, binh, phụt, a. Hình ảnh cực kỳ hỗn loạn, cũng ồn ào không sao tả nổi, tiếng gầm rú, tiếng hộc máu, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Rối thành một đoàn, cảnh này không cần phải xem, nghe thôi là được. Đám nhóc này, trên tường thành có tiếng chậc lưỡi. Không biết Linh Lung đã xuất hiện từ lúc nào, khóe miệng mím chặt, đang đứng trên tường thành, cũng thấy rất rõ các đại thế gia ở đế đô. Những thanh niên yêu nghiệt có thể được xem là nổi tiếng đều nhảy lên đài. Một đám người như thế lại không tóm được một cơ ngân, tiểu tử này. Đánh ghê thật. Không thể tóm được cũng đúng thôi, tên này chơi ăn gian. Có phân thân không ngừng truyền tinh nguyên, có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, không liều mạng đánh bọn họ đến chết mới là lạ. Người như hắn, một là tóm được ngay và luôn, hai là thôi đừng đánh nữa, càng đánh càng thấy đau dạ dày. Chân nguyên vô hạn ư. Đám yêu nghiệt trên đài lập tức hoảng sợ. Huyền Dương tầng thứ hai đấy, dù có tu luyện được đan hải cũng không thể có nhiều chân nguyên đến thế được. Vấn đề là cơ ngân càng đánh càng hăng, khí huyết không hề yếu đi mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, cả người cũng bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đầy sức sống. Lực sinh mệnh dồi dào khiến bọn họ cảm thấy bất lực đến lạ. Một lũ chuột nhắt. Triệu Bân dùng đến cả võ hồn để mắng khiến tai những vị khách đứng xem ong ong cả lên. Nói trắng ra, hắn cũng choáng váng lắm chứ, nhiều người tấn công một mình hắn như thế, không choáng mới là lạ. Vì đầu óc không được tỉnh táo lắm nên nới ra tay không có quy luật gì như thế, hắn cầm lang nha bổng. Đánh loạn xạ hết cả lên. Đến cuối cùng. Trên đài chẳng còn một bóng người nào nữa, nhưng hắn thì vẫn còn vung tay kia kìa. Nhìn lại mấy thanh niên yêu nghiệt kia, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, có lẽ phân nửa số đó đã tàn phế. Mọi người lại được một phen chập lưỡi. Những yêu nghiệt nổi tiếng đế đô đều bị hắn đánh cho tàn phế rồi. Giết, giết tên đó cho ta. Ngô Khởi lảo đảo, gào lên thật to, sau đó gục xuống. Âm thanh đó vang vọng bốn phương tám hướng, đều xuất phát từ đám yêu nghiệt bị đánh. Khốn kiếp, còn chưa chịu đền tội ư. Khỏi cần phải nói, mấy lão già của thế gia đã đánh lên đài chiến đấu, chỉ có cao thủ Ngô gia nhảy nhót hăng hái nhất, cũng chạy nhanh nhất, hết người này đến người khác đánh về phía cơ ngân. Lần này, Triệu Bân lại ngoan ngoãn. Bọn nhỏ đánh nhau, người lớn lại tham gia vào, không hay lắm nhỉ. Triệu Bân ôm đầu. Lắc lắc, đầu hắn vốn đã choáng váng, bây giờ mấy lão già ấy nhào tới, ai cũng tặng cho hắn một câu khốn kiếp, còn chưa chịu đền tội ư, khiến hai mắt hắn nổ đom đóm. Không có người nào quan tâm đến hắn. Một đám đông nghìn nghịt kéo tới, bao vây hắn như kiến. Không ai được đụng vào, để ta. Ngô Khởi hét to, lảo đảo thất tha thất thểu xông lên đài chiến đấu. Tiếng hét của hắn cũng khá là bá đạo. Khiến bầu trời sụp tối, mây đen cuồn cuộn, sấm sét rền vang, có uy áp đáng sợ có thể lật tung cả đất trời khiến mọi người cảm thấy run sợ. Trận chiến hôm nay có quy mô khá lớn. Người đến cũng nhiều. Triệu công tử quyết định mở thiên kiếp, mọi người cùng nhau rơi xuống nước thôi. Ầm, ầm ầm. Ngô Khởi vừa mới hét lên thì đã có tiếng sấm và tia chớp lướt qua màn trời. Cả hắn ta cũng không biết tiếng hét của mình có sức mạnh ghê gớm đến thế. Tại sao trời lại tối đen rồi? Sao cơ thể, lại thấy lạnh lẽo thế này? Tất cả mọi người cũng ngửa đầu lên, cả mấy lão già trên đài cũng như Ngô Khởi cũng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt họ là mây đen quay cuồng. Đập vào mắt họ là sấm sét ầm vang. Đám mây đen đó, có thể nói một màu đen thuần túy, giữa ban ngày ban mặt, lại không có chút ánh sáng nào, cũng vì bầu trời tối tăm nên tia sét xé rách màn mây chói mắt hơn bao giờ hết. Như con rắn đang bò tới bò lùi trong mây, từng tiếng sấm rền vang nghe như trời xanh đang nổi giận, rung động lòng người. Nhìn kìa, trời sắp mưa rồi. Triệu Bân cũng diễn khá sâu, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn hệt như mọi người. Cũng chẳng có ai quan tâm đến hắn, đều ngửa mặt nhìn trời, e là cơn mưa này sẽ rất lớn. Trốn đi, đó là thiên kiếp, Linh Lung khẽ quát. Thiên kiếp, mọi người lập tức giật mình, vội vàng tháo chạy bốn phương tám hướng. Cả mấy lão già trên đài cũng run rẩy, thảo nào lại tạo thành động tĩnh lớn như thế, thảo nào lại có uy áp đáng sợ như thế. Ai dẫn thiên kiếp đến vậy? Ăn no rừng mỡ hả? Tiếng mắng mỏ vang lên bốn phía, nhất là mấy lão già,
gương mặt già nua đen kịt, thiên kiếp đâu phải thứ tốt lành gì, một người độ kiếp thì không sao, nhưng nhiều người tụ tập ở đây như thế, sẽ bị sét đánh tập thể đó. Thì ra là thiên kiếp, Triệu Bân cũng tạo nét sợ hãi. Miệng thì nói thế nhưng chân hắn cũng không nhàn rỗi. Cái gọi là không nhàn rỗi chính là chạy về phía tập trung đông người. Ở đó nhiều người mà, mấy lão già chạy lên bao vây hắn đâu có ít, vật họp theo loài, dù chạy cũng phải chạy theo bầy, vừa chạy vừa ngước lên nhìn trời. Kỳ lạ, tại sao đám mây thiên kiếp lại bay theo bọn họ thế? Đóng cổng thành, Linh Lung nhanh chóng ra lệnh. Lệnh là do cô ta đưa ra, có trời mới biết đó là thiên kiếp của ai. Vì thế tất cả mọi người ở ngoài thành đều có thể là người dẫn. Thế thì không thể tùy tiện để họ tiến vào, nếu để người đó vào đế đô thì sẽ náo nhiệt lắm. Thiên kiếp của ai thì nhanh cái chân cút đi, tiếng giống đầy tức giận vang vọng. Cơ Ngân, mau đi thôi, Huyễn Mộng chen lẫn trong đám người kéo lấy Triệu Bân. Cách xa ta ra một chút, Triệu Bân vùng vẫy, lại lẻn vào dòng người, nhìn chằm chằm đám người kia. Mấy lão già muốn đánh chết hắn không màng đến võ đức như thế quả thật không đáng mặt làm người, xét đánh chết các ngươi. Huyễn Mộng sững người, không hiểu mô tê gì. Không hiểu cũng không sao, Triệu Bân quay đầu lại nháy mắt một cái thì cô ta lập tức hiểu ra ngay. Hắn, thiên kiếp của hắn, Huyễn Mộng ngơ ngác. Đó là điều không thể huyền dưỡng tầng thứ hai không thể dẫn thiên kiếp tới mà. Vấn đề là chuyện lại xảy ra như thế đó, lúc lên tầng thứ hai hắn vẫn chưa vượt qua thiên kiếp. Nguyệt Thân còn không hiểu nổi huống chi là cô ta, mọi người ở đây đoán là ai cũng sẽ không đoán đến Cơ Ngân. Tiền bối, đợi ta với. Cút. Đừng có mắng chửi người ta như thế chứ. Cút. Triệu Bân vẫn tiến tới, như cao bôi ra chó, đám người đó đi đến đâu hắn lại theo đến đó, bị mắng vẫn mặt dày mày dạn đi theo, hắn theo cũng không sao, nhưng mây độ kiếp cũng theo cùng. Ầm. Cuối cùng sấm sét cũng đã đánh xuống. Trong đó có một người bị đánh, tất nhiên đánh Triệu Bân. Còn những người khác thì phải xem Triệu Bân đang ở đâu, đứng càng gần hắn thì bị đánh càng mạnh. Phụt. Máu bắn ra bốn phía, người có tư chất mạnh mẽ như Triệu Bân cũng bị đánh đến nỗi máu thịt văng tứ tung. Hắn bị sét đánh, mấy lão già không cần thể diện kia cũng bị đánh trúng, thiên kiếp cực kỳ công bằng, cảnh giới huyền dương thì chịu kiếp của huyền dương. Cảnh giới địa tạng thì chịu kiếp của địa tạng, dù cảnh giới thiên võ đến thì cũng bị đánh không trượt phát nào. A! À, tiếng la hét thảm thiết thấu tận trời cao. Tất cả những người bị sét đánh, dù là Triệu Bân độ kiếp hay mấy lão già bị ức hiếp một cách bị động thì đều thảm thương cả, bị đánh đến nỗi máu thịt bay tứ tung, cả người bốc khói đen, Ngô Khởi tóc đen suôn mượt như suối còn bị đánh đến nỗi xoăn hết cả lại, sấm sét đánh xuống, tất cả mọi người đều thành thịt nướng. Tất nhiên sự thảm thiết của Triệu Bân, chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Hắn am hiểu Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, sấm sét đánh xuống có thể hấp thu. Không phải ai cũng có thể ăn gian như hắn, người không hiểu mô tê gì bị đánh không còn hình người, có mấy kẻ chưa bị sét đánh bao giờ, cũng chưa từng vượt qua thiên kiếp, lần đầu bị sét đánh, có thể nói là bị động chịu nạn, buộc lòng phải nói cảm giác đó đớn đau không sao tả nổi. Tức nhất là đến tận lúc này vẫn chưa biết là thiên kiếp của ai. Ầm. Sau khi làm sóng sấm sét đầu tiên đánh xuống, thiên kiếp đã kéo bức màn che, từng tia sét lần lượt đánh xuống, hơn nữa còn đánh rất chính xác, không đánh thì thôi, đã đánh thì phải đánh đúng người. A. À. Tiếng la hét thảm thiết ngày càng nhiều, hệt như địa ngục khăng khít, tiếng kêu rên rung động cả vòng trời. Kiếp của ai đấy? Ngô Khải tức giận hét to. Sau đó, một tia sét dạy hắn ta cách làm người. Bị đánh đến nỗi người bốc khói đen. Thiếu chủ, cao thủ Ngô gia cố gắng chịu sấm sét đi tới. Ngô huynh, Triệu Bân cũng chạy lên nói, tập trung về phía họ nhanh như chớp, mới nãy còn liều mạng đánh nhau trên đài, bây giờ lại gọi Ngô huynh cực kỳ thân thiết, ai không biết còn tưởng hắn đang lo lắng cho Ngô Khởi ấy chứ. Nói là lo lắng cũng không hẳn là sai. Hắn lo là sấm sét, không thể đánh chết Ngô Khởi. Thế thì cứ đến gần một chút. Sét không thể đánh chết cũng được, hắn bồi thêm hai đao là được. Ầm, ầm ầm. Hắn đến, sấm sét cũng theo sau chạy đến, cao thủ Ngô gia vừa mới chạy tới lại bị đánh máu thịt văng tung tóe, Ngô Khởi mới đứng vững, đầu vẫn còn ong ong thì lại bị sét đánh cái nữa. Chơi, người ta thế cũng được hả? Huyễn Mộng mím môi,
tên đó diễn cũng sâu thật, diễn như thật vậy. Cũng vì hắn nên Ngô Khởi bị đánh, đến nỗi quên cả họ tên mình. Cả mấy lão già không cần thể diện kia cũng không thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Ầm, ầm ầm. Sấm sét ngày càng hung hãn, hết tia sét này đến tia sét khác, không hề dừng lại. Cảnh tượng bên dưới hơi máu me một chút. Từ trên tường thành nhìn xuống, có thể thấy rất rõ ràng, đó chính là hiện trường sét đánh quy mô lớn, không biết bao nhiêu người trúng chiêu, cũng không biết bao nhiêu người chạy trối chết, vừa chạy vừa gân cổ mắng to, bao năm rồi không thấy thiên kiếp, vừa thấy lại bị nó đánh trúng, đúng là uất ức không sao tả nổi. Kiếp của ai thế nhỉ? Linh Lung híp mắt lại, nhìn lướt qua khắp nơi. Đến tận lúc này vẫn không biết là ai đang độ kiếp, chỉ vì người bị sét đánh. Nhiều lắm. Liệu có phải là Cơ Ngân không nhỉ? Bên cạnh, có một người lớn tuổi nói. Ông ta cũng quan sát rất kỹ, ở hiện trường chỉ có tên đó là năng nổ chạy nhảy nhất, đi đến đâu cũng có sét đánh. Linh Lung khẽ lắc đầu. Người đầu tiên bị loại trừ là Cơ Ngân, Huyền Dương tầng thứ hai không thể dẫn thiên kiếp. Cứu mạng. Triệu Bân đúng là ngôi sao tỏa sáng trong làng diễn viên. Cấp bậc sánh ngang với ảnh đế, đâu chỉ nhảy nhót hăng hái, hắn còn gào rất to nữa. Nếu hắn không phải là cảnh giới Huyền Dương tầng thứ hai thì Linh Lung thật sự nghĩ rằng đó là kiếp của hắn. Hắn nhảy nhót cũng chẳng sao cả, nhưng thiên kiếp cũng không hề yên phận tí nào. Đó là thiên kiếp của hắn, hắn đi đến đâu thiên kiếp sẽ đánh tới đó. Chỉ cần ở trong phạm vi của thiên kiếp, tia sét nào cũng bảo đảm chúng mục tiêu. Chẳng mấy chốc, không biết bao nhiêu kẻ thù, đã bị hắn chơi một vố máu tươi đầy người. Người tư chất hơi yếu thì đã xuống điện Diêm Vương báo danh rồi, người tư chất khá ổn thì cũng đang trên đường đến đó, đến chết vẫn còn ấm ức, vì không biết là thiên kiếp của ai, chỉ có thể ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông kẻ độ kiếp đó một lượt trước khi chết. Người chết còn thăm hỏi nữa là mấy người đang bị sét đánh. Được quá nhiều người thăm hỏi sẽ tạo thành sự linh nghiệm. Chẳng hạn như Triệu Công TC, hắt hơi hết lần này đến lần khác. Không biết đến lúc nào thiên kiếp mới tan đi, trả lại bầu trời đầy nắng. Công thành đã biến thành một mảnh đất hỗn loạn và khô cằn. Người nằm la liệt, cũng có kẻ cúi xuống, quỳ xuống, hoặc lảo đảo, thất tha thất thểu, trên là địa tạng tầng cao nhất, dưới là tiểu bối cảnh giới chân linh, tất cả đều bong ra chóc thịt, tóc xoăn hết lại, cả người bốc khói đen, mùi thịt nướng lượn lờ khắp nơi. Không còn ai mắng chửi nữa. Đến giờ phút này rồi. Vẫn nên ngẫm lại coi cái gì mới là quan trọng. Phần lớn đều thấy đầu mình ông, không rõ Đông Tây Nam Bắc, không biết đâu là thật mà đâu là ảo, đau nhe răng trợn mắt, tiếng kêu la thảm thiết nối dài, lần đầu tiên bị sét đánh, cảm giác quả nhiên không tốt lành gì. Thế vẫn còn tốt chán. Không biết bao nhiêu người bị đánh thành cho bụi, hầu hết đều là mấy lão già không cần thể diện kia, được Triệu Bân chăm sóc đặc biệt nên kéo nhau xuống điện Diêm Vương báo danh hết rồi, đến chết. Vẫn không biết là thiên kiếp của ai. Người bị sét đánh không biết, người xem họ bị sét đánh lại càng không biết. Trên tường thành là bóng người đen nghìn nghịt, nhìn lại ngoài thành, tim cứ đập lên thình thịch, thiên kiếp đánh bao lâu thì bọn họ đứng nhìn bấy lâu, đúng là quy mô rất lớn. Có thể sánh ngang với trận chiến trước đó, hoặc đẹp mắt hơn, dù là chiến tranh cũng không thảm thiết đến thế này. Vì vậy, Linh Lung ra lệnh đóng cổng thành quả là chính xác. Nếu để người độ kiếp vào thành thì sẽ càng nào nhiệt hơn. Là ai? Linh Lung khẽ nhíu mày, nhìn từ đầu đến cuối vẫn không thể biết được đó là kiếp của ai, có lẽ do đạo hạnh còn thấp, hoặc người bị sét đánh ngoài thành quá nhiều, nên cô ta không thể tìm thấy. Nhìn lại Triệu Bân, hắn cũng đang ngồi dưới đất, trạng thái cũng không được tốt. Đó là kiếp của hắn, dù đã hấp thu sấm sét nhưng cũng bị sét đánh bị thương, đến tận lúc này thiên kiếp vẫn còn tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Vạn pháp trường sinh quyết cũng không thể diệt được, cần thời gian để điều dưỡng. Thiên kiếp đáng sợ thật, Triệu Bân lắc đầu, ngất xỉu. Kiếp của ngươi, cũng được gọi là kiếp à, Nguyệt Thần liếc xéo, đó chỉ là một hồi náo loạn mà thôi. Thiên kiếp thật sự có lẽ sẽ đáng sợ hơn lần này nhiều. Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng bình thường. Triệu Bân chỉ mới đến cảnh giới Huyền Dương, võ tu nhân gian có thể dẫn thiên kiếp đến cũng không có mấy. Thiên kiếp cảnh giới Huyền Dương có thể mạnh đến mức này là đã nghịch thiên lắm rồi, nhưng cô ta vẫn không hiểu, chưa vượt qua thiên kiếp, tại sao Triệu Bân lại có thể tiến lên tầng thứ hai. Kỳ lạ, quả là kỳ lạ. Mở cổng thành, cứu người, giọng nói của Linh Lung vang vọng trên tường thành. Dứt lời, cổng thành lại mở rộng.
cả tốp binh vệ ra khỏi thành, hướng về những người đang bị sét đánh. Tiếng suýt xoa và chật lưỡi rất nhiều, vốn tưởng rằng thiên tài đánh hội đồng sẽ rất đặc sắc, không ngờ phía sau còn đã mắt hơn, phần lớn trong số họ đều chưa từng nhìn thấy thiên kiếp bao giờ, cảnh tượng bị sét đánh quy mô lớn thế này thật sự giúp họ mở mang kiến thức kha khá nha. Bắt tên nhóc đó qua đây. Linh Lung nói một câu rồi quay lưng đi mất, còn về tên nhóc trong lời của cô ta, đương nhiên là đang chi triệu bân rối. Phải kiếm chỗ để nâng hắn lên, vì không lâu nữa, các gia tộc lớn sẽ tìm hắn tính số, nhiều thiên tài bị đánh tàn phế như thế, sao họ có thể bỏ qua được. Nói nâng hắn lên thì không chuẩn xác, mà nên nói là, bảo vệ hắn, phải có người chống đỡ tình huống này cho hắn mới ổn. Có bản lĩnh đấy. Huyễn Mộng nhìn theo Triệu Bân bị đưa đi, miệng không ngừng suýt xoa. Nếu chuyện này mà truyền đến tai ma tử thì chắc ma tử cũng sợ té tè. Đi sớm quá nên đã bỏ lỡ mất hai vở kịch hay rồi. Kiếp của ai đó? Sở Vô Xương đứng trên khoảng đất cháy nhìn tới nhìn lui, Linh Lung vẫn chưa nhìn ra được là kiếp nạn của ai thì nói gì đến cô ta, chỉ biết người độ kiếp đã ẩn mình rất kỹ trong đám người trước đó. Kiếp của Cơ Ngân, Huyễn Mộng chậm rãi nói. Sư tỷ đừng đùa, Sở Vô Xương hít một hơi thật sâu. Huyễn Mộng chỉ cười. Nhìn đi, nói là kiếp của Cơ Ngân thì không có ai tin. Mẹ nó, tên chết tiệt nào thế? Lâu dần, nhiều người dần bình tĩnh lại cũng trống hông, tụm năm tụm bảy mắng nhiếc. Bọn họ đến hóng hớt nhưng lại không có ai báo cho họ biết là sẽ bị sét đánh. Mau, mau, mau lên. Càng có nhiều người đổ ra ngoài thành hơn, ai thì cứu người của nhà nấy. Và cũng có nhiều người ra ngoài để xem náo nhiệt, họ nhìn thấy cảnh tượng đó thì lại suýt xoa, tặc lưỡi không ngớt. Bên này, Triệu Bân đã bị đưa về phủ Linh Lung, cũng tức là phủ của Linh Lung. Tận sâu trong rừng trúc xanh tốt có một linh trì, mặc dù không bằng linh trì của Thiên Tông nhưng cũng có hiệu quả trị thương kỳ diệu. Triệu Bân đã được đưa đến đó, toàn thân hắn đen xì, quần áo rách dưới, giống như bị nướng cháy khét. Bên hồ có một đình nghỉ mát. Linh Lung đang ngồi bên trong, nhàn nhã uống trà, thỉnh thoảng còn liếc mắt sang nhìn Triệu Bân. Lúc trong cuộc thi Tân Tông của Thiên Tông, hắn đã áp đảo quần hùng, giờ đến đế đô thì vẫn là người nổi tiếng nhất, gần như những thiên tài có tên tuổi đều bị hắn đánh tàn phế. Sau đó, lại còn trúng một trận sấm sét. Từ giờ phải nằm trên giường dưỡng bệnh một thời gian dài thôi, vết thương trong cuộc đại chiến thì dễ phục hồi chứ vết thương do lôi kiếp tạo ra thì không đơn giản rồi. Chắc đến 8 phần là căn cơ sẽ bị tổn hại. Hôm nay đế đô cực kỳ náo nhiệt. Khắp đường lớn, ngõ nhỏ đều đang thảo luận về thiên kiếp ngoài thành, cũng vì vậy mà cuộc chiến giữa các thiên tài đã lắng xuống. Hơn cả kinh ngạc, người ta đang đồn đoán, ai là người độ kiếp, người đó mới chính là nhân tài. Cơ Ngân chỉ đánh tàn phế một đám thiên tài nhưng tên đó lại kéo cả đám cùng vui, bị sét đánh cả chùm, ai chịu thì người đó biết. Mấy người đi xem vẫn còn đang ở đó mắng nhiếc. Suốt 3 ngày mà sóng gió vẫn chưa dứt. Còn Triệu Bân thì cũng đã ở trong linh trì 3 ngày. Hắn bị sét đánh, vốn dĩ phải chịu cảnh da chóc thịt bong, nếu không cũng bị thương nhưng thịt hư xương nát đều chóc ra, tất cả đều được thay thế bằng máu thịt mới tái tạo, trên người còn có lôi điện giằng xé, khí huyết cuồn cuộn khiến linh trì cũng cuộn sóng, vỗ mạnh từng đợt lên người hắn. Tinh hoa trong linh trì truyền vào trong cơ thể hắn thông qua các huyệt vị và lỗ chân lông, giống như dòng suối mát giạt rào, xoa dịu vết thương do thiên kiếp gây ra. Một trận thiên kiếp, một lần tạo hóa. Hắn đã thật sự bị sét đánh nhưng cũng đã được tôi luyện cơ thể. Theo Nguyệt Thần thấy, mặc dù thế giới phàm trần có rất nhiều nhân tài, nhưng lại có quá ít anh hùng cái thế. Ở trong thiên giới và thần giới, có vài loại người lại chuyên tìm thiên kiếp để tôi luyện bản thân. Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đi đâu để bị sét đánh. Linh Lung đã đứng dậy, lặng lẽ nhìn Triệu Bân, ánh mắt hơi kỳ quái. Cũng bị sét đánh như nhau, nhưng phần lớn những người khác thì đều nằm trên giường bệnh, chỉ có tên này. Không ngờ lại lột xác, lôi điện đang dày vò trên thân đang giúp hắn tự rèn luyện gân cốt và máu thịt của mình, loại bỏ tất cả tạp chất, ánh sáng chói mắt của lôi điện lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên sức mạnh tái sinh rất bá đạo. Linh Lung lẩm bẩm. Xem sự lột xác của Triệu Bân như sức mạnh tái sinh. Còn linh trì của cô ta cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi. Tiềm lực của tên nhóc này đã vượt quá giới hạn kinh ngạc của cô ta.
dù tìm khắp đại hạ thì cũng không mấy ai có thể hạ được nhiều thiên tài như thế, trừ khi người giống như Long Phi của đại hạ, có sức mạnh to lớn trong cơ thể hay là người giống như Thiên Vũ có huyết mạch thần kỳ. Nhưng tên này, không có huyết mạch đặc biệt, trong người cũng không có sức mạnh của cửu vĩ tiên hồ, vậy mà lại đánh nhiều thiên tài tàn phế như thế, thật sự rất đáng sợ. Như thể khí huyết của hắn không bao giờ cạn kiệt vậy, một ông già tóc bạc đứng bên cạnh lên tiếng. Linh Lung không nói gì, đấy cũng là chuyện mà cô ta đang thắc mắc, đan hải cấp huyền dương mà lại tương đương với đan điền cấp địa tạng, cô ta có thể đoán đại khái được có bao nhiêu chân nguyên, không thể nào là chân nguyên không giới hạn được. Có điều tra ra là kiếp của ai chưa, một lúc lâu sau Linh Lung mới lên tiếng. Vẫn còn đang điều tra, ông lão tóc trắng ho gượng. Chuyện này đâu có dễ điều tra, bên ngoài thành có nhiều người như thế, rất nhiều người bị sét đánh trúng và rất nhiều người còn bị đánh chết, và cũng có rất nhiều người không biết mất tích đi đâu, phải làm sao điều tra. Trừ khi người đó tự nhảy ra. Sư tổ, người của Ngô gia đã đến, ngoài sân có tiếng gọi truyền vào. Linh Lung nghe thấy thì lặng lẽ quay lưng, bước vài bước thì ra khỏi vườn hoa. Đâu chỉ có nhà họ Ngô đến, gần như các gia tộc của đám thiên tài đó đều đã đến hết. Đến để làm gì chứ? Đương nhiên là đến để hỏi tội rồi. Bọn Ngô Khởi và Tử Đô đều đã bị đánh và bị sét đánh tàn phế, phải kiếm người để xả giận mới được, không tìm được người độ kiếp thì chỉ có thể tìm Cơ Ngân để tính sổ thôi. Bọn họ phải liên kết lại với nhau để gây áp lực với Linh Lung, nếu không giết chết Cơ Ngân thì thật khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng. Nhưng đâu có dễ kiếm chuyện với Linh Lung, cô ta ra là để mắng cho bọn họ tối tăm mặt mũi. Trận chiến tay đôi trở thành đánh hội đồng, còn có cả thế hệ trẻ lên sàn đấu, bị đánh cũng đáng đời. Cô ta mắng cho một trận, đến mức các gia tộc lớn đều phải cụp đuôi bỏ về. Đương nhiên là có người không phục nhưng thế thì có thể làm được gì chứ? Có thể cướp người từ phủ Linh Lung sao? Đừng nói đến bọn họ, dù là lão tổ hay nguyên soái của các nhà đích thân đến thì cũng không dám làm như thế, không phải vì họ sợ Linh Lung mà là vì sợ đại hạ Hồng Uyên, dám ức hiếp đồ đệ của ông ta thì chắc là muốn tìm cảm giác kích thích rồi. Đến nửa đêm, Triệu Bân mới mở mắt ra, một tia sáng đáng sợ phóng ra. Cảm giác đầu tiên sau khi độ kiếp đó là sướng. Cảm giác đó giống như nhiều năm không tắm gội mà bỗng nhiên được một chậu nước sạch gột rửa hết tất cả những dơ bẩn trên người. Thiên kiếp cũng tương tự như chậu nước sạch đó, gân cốt, xương thịt của Triệu Bân đều được rèn rũa, võ hồn được tôi luyện, cảm giác như được lột xác, dường như mỗi một giọt máu đều có chứa sức mạnh. Độ kiếp và chưa độ kiếp thật sự không cùng một đẳng cấp, nhờ có thiên kiếp mà hắn đã có được cơ duyên lột xác. Đi đâu để bị sét đánh thêm lần nữa đây, Triệu Bân thầm nghĩ. Nguyệt Thần nghe thấy câu nói đó, cô ta cũng cảm giác vui mừng. Nhìn xem, đấy mới là giác ngộ mà một thanh niên tốt nên có. Triệu Bân vẫn chưa đứng dậy mà ở đó quan sát bên trong cơ thể. Cơ thể đã thay mới rồi. Thiên lôi của hắn cũng đã được thay đổi, thiên uy đã mạnh mẽ hơn. Nếu như trải qua thêm mấy trận thiên kiếp nữa, lại thêm mấy trận mưa dông hay dung hợp thêm lôi điện nữa thì không chừng thiên lôi còn có thể tăng cấp. Rời mắt đi, hắn mới nhìn linh trì. Hắn quan sát qua loa rồi rút hồ lô nhỏ tím vàng ra. Bệnh nghề nghiệp của ngươi vẫn không sao chữa được. Triệu Bân vẫn chưa rút nút hồ lô ra thì đã có giọng nói ung dung vang lên. Linh Lung đã đến, xuất hiện dưới ánh trăng, đến nhẹ nhàng, không có tiếng động, xuất hiện như một bóng ma. Cô ta đã lập cấm chế bên hồ từ sớm, để đề phòng cơ đại công tử này đây. Cô ta thật sự rất giỏi trong việc đoán trước. Chỉ cần đến chậm thêm 3, 4 nhịp thở nữa thôi thì linh trì này của cô ta cũng không còn nữa rồi. Triệu Bân cười he he, vội cất đồ vào lại. Ăn cắp bị bắt tại trận, thật sự rất ngại đó. Ngươi nghĩ sao về thiên kiếp 3 ngày trước, Linh Lung cầm một vỏ rượu. Đệ tử tưởng ai đó thể độc nhiều quá nên mới bị sét đánh chứ, Triệu Bân nói với vẻ chân thành, chủ yếu là thái độ lúc nói rất nghiêm túc. Nếu ngươi còn nói chuyện kiểu đó thì sẽ bị ăn đập đấy, Linh Lung uống một ngụm rượu. Thôi được, đấy là kiếp của đệ tử, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Ở đỉnh Tử Trúc, phải chăng ngươi cũng thường hay lừa Vân Yên như thế, Linh Lung liếc Triệu Bân một cái. Cảnh giới huyền dương tầng 2 thì lấy đâu ra thiên kiếp? Ngươi tưởng bà mới ra đời hay sao? Có điều, tên này đúng là có chút tiến bộ. Ít ra thì lần này không vẽ chuyện với cô ta.
sư tổ nghỉ ngơi sớm đi ạ. Triệu Bân nói xong thì quay đầu bỏ đi, hiếm khi hắn mới nói lời thật lòng, vậy mà Linh Lung lại không tin. Ta đã báo với Dương Huyền Tông, sẽ điều ngươi vào ám ảnh, Linh Lung lạnh lùng nói. Ám ảnh, Triệu Bân lại quay trở lại. Ám ảnh là tình báo các của đại hạ, Linh Lung chậm rãi nói, ngươi vẫn là đệ tử của đỉnh Tử Trúc, đồng thời cũng sẽ là người của ám ảnh ta, ta đang xây dựng lại mạng lưới tình báo nên khá thiếu người. Tìm người cảnh giới huyền dương như ta sao, Triệu Bân chau mày. Nội bộ của Thiên Tông và Hoàng tộc đều không sạch sẽ, không thể dùng người cũ được nữa. Vì vậy, người muốn bồi dưỡng thế hệ mới sao? Đúng vậy. Người không sợ ta là gián điệp sao? Có ai lại nỡ phái nhân tài xuất sắc như ngươi đến làm gián điệp chứ? Linh Lung mỉm cười nhìn Triệu Bân. Cũng đúng, Triệu Bân lẩm bẩm. Như đại hạ chắc cũng sẽ không nỡ phái Sở Vô Xương thâm nhập vào nước khác, vì chỉ cần sơ hở một chút thôi, một khi bị phát hiện, người đó sẽ bị nước khác giết chết, vậy thì đối với đại hạ, đó sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn. Ngoài ta và Dương Huyền Tông ra thì sẽ không có ai biết thân phận thứ hai của ngươi cả, Linh Lung chậm rãi nói, ngươi hãy về trước đi, sau này sẽ phân nhiệm vụ cho ngươi, còn nữa, không được nói cho người ngoài biết. Rõ, Triệu Bân đáp rồi quay lưng đi. Linh Lung đứng phía sau nhìn theo hắn đi càng lúc càng xa. Không dễ gì xây dựng lại mạng lưới tình báo, bồi dưỡng thế hệ mới cũng là biện pháp bất đắc dĩ thôi. Thứ mà cô ta cần là thời gian, không cần nhiều, 10 năm là đủ, đợi thế hệ mới nổi lên, thay thế hoàn toàn người cũ, hoàng tộc cũng quyết tâm muốn thay đổi triệt để, vậy thì mới có thể giải quyết tận gốc được. Bên này, Triệu Bân đã ra khỏi phủ Linh Lung. Lúc Triệu Bân ra khỏi phủ, hắn lập tức cảm giác thấy được rất nhiều cặp mắt đang âm thầm giám sát mình. Không cần hỏi cũng biết. Đó là người của các gia tộc lớn. Ở trong phủ Linh Lung, bọn họ không dám động đến hắn, nhưng khi ra ngoài thì khó nói lắm, phải giám sát chặt chẽ, một khi hắn ra khỏi đế đô thì ám sát ngay mà không cần do dự. Triệu Bân giả vờ như không biết, hòa mình vào con phố đông đúc, đi lòng vòng một lúc thì biến mất tăm, khiến đám người đang âm thầm theo dõi phải ngây mặt ra. Không ngờ cả đám cảnh giới địa tạng mà lại để mất dấu một tên cảnh giới huyền dương. Lúc Triệu Bân xuất hiện trở lại thì hắn đã khoác một chiếc áo khoác màu đen. Thiên kiếp à, lần đầu tiên ta nhìn thấy thiên kiếp đấy. May mà lúc đó không ra khỏi thành để hóng hớt, nếu không thì đã bị sét đánh trúng rồi. Đến giờ vẫn chưa biết là kiếp của tên nào. Đế đô trong đêm vẫn rất náo nhiệt, đi đến đâu cũng nghe tiếng bàn luận. Tin hot nhất vẫn là thiên kiếp 3 ngày trước, đúng thật là một sự kiện lớn. Đến giờ chủ đề này vẫn chưa hề giảm nhiệt. Trong những lời bàn tán luôn không thiếu cái tên Cơ Ngân, trước khi thiên kiếp giáng xuống, tên đó đã một mình đập cả đám thiên tài. Triệu Bân không nói gì, đi ngang qua và lại đến lầu xanh. Tiếc là hắn đại cả đêm mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng mẹ mình đâu. Quay về chỗ ở, đi một mạch hết khách, hắn đành đến thế giới dưới lòng đất. Cảm giác nhìn thấy đại địa linh mạch thật sự rất thân thuộc. 9 phân thân vẫn còn đấy, có điều không còn là 9 phân thân lần đầu tiên nữa. Khi thời gian giới hạn của phân thân đến thì phân thân sẽ biến mất, may mà trước khi biến mất thì hắn lại dùng thuật phân thân, biến ra một phân thân khác. Tú Nhi, cái này là gì? Triệu Bân uống một ngụm rượu và lấy ra một viên gạch màu tím. Thứ này hắn đã lấy được từ địa cung của Thi Sơn và Kim Huyền Trung, đến bây giờ hắn vẫn chưa nghiên cứu ra được nó là thứ gì, trước đây Kim Huyền Trung không ngừng theo dõi hắn đều là vì viên gạch màu tím này đây. Chìa khóa, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Chìa khóa của cái gì, Triệu Bân theo bản năng hỏi một câu. Cái này thì ngươi phải hỏi người của tộc xác chết, Nguyệt Thần nhún vai. Triệu Bân không hỏi nữa, hắn băn khoăn không biết nó có phải là chìa khóa mở ra kho báu của tộc xác chết hay không. Sau khi cất nó đi thì hắn lại ngồi khoanh chân, tĩnh tâm thiền định để lĩnh hội đại địa linh chú, đồng thời cũng tập trung củng cố cảnh giới. Một lần thiền định của hắn kéo dài tới 3 ngày. Tới đêm ngày thứ tư hắn mới mở mắt, vừa mở mắt thì lại đi thẳng ra ngoài. Trì hoãn cũng đủ lâu rồi, tối nay hắn sẽ lên đường, cầm theo bản đồ kho báu để khám phá kho báu. Bên góc đường, Huyễn Mộng không biết từ đâu xông ra. Cô ta không lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn quét qua Triệu Bân từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Sau khi nhìn hắn một hồi lâu thì cô ta mới chọc chọc vào người hắn mà nói, người đã đạt tới cảnh giới huyền dương tầng 2 rồi.
khi nào thì thiên kiếp tới? Bí mật, Triệu Bân thâm trầm nói. Huyễn Mộng không hài lòng nhưng vẫn thì thầm nói, Ma Tử ở ngoài thành chờ ngươi. Được. Sau một cuộc đối thoại đơn giản, cả hai mặc đồ cải trang rồi lần lượt rời khỏi đế đô. Cách kinh thành khoảng 100 dặm có một dãy núi. Ma Tử đang đứng chờ ở đó, ngắm cảnh đêm trên đỉnh núi. Đã nhiều ngày không gặp, thật là hoài niệm. Triệu Bân vừa đáp xuống đã mở lời. Ma Tử nhìn thấy Triệu Bân thì cũng không vội lên tiếng, hắn ta cũng giống như Huyễn Mộng, nhìn quét qua Triệu Bân từ trên xuống dưới, thậm chí còn vươn tay ra nắn bóp tay chân của Triệu Bân, thật sự hắn ta không nghĩ ra được Triệu Bân là cái giống gì, cảnh giới huyền dương tầng 2 mà cũng phải trải qua thiên kiếp, nếu như không phải Huyễn Mộng nói thì hắn ta cũng không tin. Ngày đó hắn ta rời đi quá sớm. Chính vì hắn ta rời đi quá sớm cho nên hắn ta mới bỏ lỡ hai màn kịch hay. Đã không thể chứng kiến Triệu Bân đánh tơi tả đám thiên tài yêu nghiệt mà thậm chí còn không thể chứng kiến thiên kiếp, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó thôi thì hắn ta cũng đã đủ phấn khích rồi. Nếu như khi hai quân giao chiến mà xảy ra một hồi thiên kiếp thì lại càng thêm náo nhiệt. Đa số bọn họ cũng đang tìm ta, tốt nhất là đừng để chuyện này xảy ra lần hai, Triệu Bân liếc mắt nói. Ma Tử bĩu môi, ném qua cho Triệu Bân một bầu rượu rồi nói. Đêm nay Lữ Trác sẽ rời khỏi đế đô. Triệu Bân nghe vậy thì chỉ nở nụ cười, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lúc hắn đồng ý kết đồng minh với Ma Tử thì hắn cũng đã đồng ý liên thủ với Ma Tử ám sát Lữ Trác, tiểu đồ nhi của Tử Y Hầu. Nếu như đêm nay hắn có thể giết chết được Lữ Trác thì cũng xem như hắn đã tặng cho Tử Y Hầu một món khai vị trước khi chính thức giáp mặt với lão lần nữa trên con đường báo thù. Quác, quác. Trong khi hai người còn đang nói chuyện thì đã có một con huyết điêu từ trên trời đáp xuống. Hai người một trước một sau bước lên, con huyết điêu dương cánh bay thẳng về phía tây. Ma gia, bị xâm phạm. Triệu Bân liếc nhìn sắc trời rồi khoanh chân ngồi xuống thản nhiên hỏi, trước khi Ma Tử rời khỏi đế đô thì sắc mặt của hắn ta cũng không được tốt cho lắm, có thể tưởng tượng được Ma gia chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn. Có một cứ điểm bị ma quật nhổ tận gốc, tổn thất thảm trọng. Ma Tử tức giận nói. Sao không chiếm lại, Triệu Bân nhấp một ngụm rượu rồi hỏi. Nếu muốn như vậy thì cũng phải đánh thắng mới được, Ma Tử thở dài lắc đầu. Ngoại trừ ma gia của ngươi thì bốn mạch truyền thừa còn lại cũng có thánh tử giống ngươi sao? Tất nhiên là có, trong số 5 thánh tử thì ta là yếu nhất. Ngươi, yếu nhất? Triệu Bân sửng sốt, chiến lực của Ma Tử mạnh đến cỡ nào mà hắn ta còn bảo là mình yếu nhất? Là yếu nhất từ dưới đếm lên sao? Trong giây lát, Triệu Bân mới ngập ngừng hỏi, vậy thánh tử mạnh nhất là ai? Thánh tử Ma Cung, Ma Tử không giấu giếm, sau đó hắn ta còn bồi thêm 2 chữ, rất mạnh. Mạnh cỡ nào, Triệu Bân tò mò hỏi tiếp. Đại Hạ Long Phi đến đây cũng không đánh lại hắn ta. Sao thế được, Triệu Bân nhướng mày nói, trong cơ thể của Long Phi có cửu vĩ tiên hồ. Trong cơ thể của thánh tử Ma Cung còn có thái thượng hung hổ, Ma Tử nói. Thái thượng hung hổ là ma thú của bất diệt ma quân, Ma Tử giải thích. Triệu Bân nghe thấy vậy thì thổn thức không thôi, thì ra trong cơ thể của tên kia có một con hổ, hổ dữ so với hổ ly thì chắc chắn là hổ mạnh hơn, hơn nữa con hổ này còn đi kèm với chữ hung, rõ ràng không phải là hổ dữ bình thường. Càng đáng sợ hơn chính là bất diệt ma quân kia. Bá chủ ma vực đã bị chôn vùi nhiều năm như vậy mà những dòng truyền thừa của các ma tướng còn lại vẫn hết sức cường hãn, khó trách Triều Long Đại Hạ lại phải lao tâm khổ tứ thành lập ra trấn Ma Ti để tiêu diệt những dòng truyền thừa còn sót lại từ thời ma vực. Lẽ ra các dòng truyền thừa từ thời ma vực nên liên kết lại với nhau mới đúng, tại sao lại còn nội chiến như vậy? Không biết từ lúc nào con huyết điêu đã bay vào một mảnh rừng rồi bay vòng tròn trên không trung. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì Lữ Trác sẽ đi ngang qua đây, Ma Tử nói, chờ ở đây là được. Triệu Bân liếc nhìn Ma Tử hỏi, chỉ có ngươi và ta thôi sao? Hai người là đủ rồi, Ma Tử mỉm cười đáp. Ngẫm lại đêm đó thi sơn cảnh giới địa tạng đỉnh phong cũng không giống bị bọn họ giết. Triệu Bân nghe xong thì giật giật khóe miệng, cường giả ma gia chắc cũng không ít, thế mà lại để cho đích thân Ma Tử đi ám sát. Nên mang thêm vài người nữa để đánh hội đồng. Ma Tử cũng muốn thế nhưng ma gia lúc này thật sự không có đủ nhân lực.
Ma gia là dòng truyền thừa yếu nhất, cho dù muốn giữ thể diện cỡ nào cũng không được, cường giả của ma gia cũng không có nhiều. Tại sao không tìm sát thủ La Sinh Môn, Triệu Bân vừa nhìn quanh vừa hỏi. Không có tiền, Ma Tử ho khan nói. Đường đường là thánh tử ma gia, truyền thừa của một trong chín đại ma tướng mà lại không có tiền sao, Triệu Bân không thể nào tin được. Nhà ta chỉ còn một mẫu ba phân đất mà thôi, nghèo lắm, Ma Tử ngượng ngùng cười nói. Nói xong hắn ta còn không quên nhìn Triệu Bân rồi nói thêm, nếu không như vậy thì ta cũng sẽ không tìm ngươi kết đồng minh. Ta, chọn nhầm phe rồi sao, Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Đến đây, Ma Tử đột nhiên đứng lên, điều hướng huyết điêu bay đi. Triệu Bân cũng định thần lại, nhãn lực của hắn rất tốt, có thể nhìn thấy ở tận đường chân trời đang nổi lên một đám mây đen, hay nói chính xác thì đó là một con báo đen, loài báo có cánh. Hai cái tên này cũng rất lớn gan, ngay lập tức điều khiển huyết điêu phóng thẳng tới đó. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như có thể thì một kiếm tuyệt sát là tốt nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai người phải phối hợp hết sức ăn ý với nhau. Con báo bay và con huyết điêu đã tiếp cận nhau rất nhanh. Đến tận lúc này Triệu Bân mới được nhìn rõ được khuôn mặt của Lữ Trác, đôi mắt của hắn ta đang phát ra ánh sáng âm trầm màu xanh lục, quả nhiên là cảnh giới địa tạng tầng 8. Ngay cả khí chất mà hắn ta bộc phát ra cũng giống với sư phụ Tử Y Hầu của mình tận mấy phần, ai bảo chống lưng của hắn ta mạnh hơn người khác chứ. Triệu Bân nhìn thấy Lữ Trác, Lữ Trác cũng nhìn thấy Triệu Bân và Ma Tử. Thái độ của Lữ Trác không hề thay đổi, hay nói đúng hơn là tự cao tự đại. Mắt phải của Ma Tử giống như một ngọn đuốc đã nhắm thẳng vào giữa ấn đường của Lữ Trác, mắt trái của Triệu Bân cũng lóe lên ánh sáng huyền dị nhắm thẳng vào giữa ấn đường của Lữ Trác. Không cần phải nói, đây là sự hiểu ý ngầm giữa hai người, không đánh thì thôi, đã đánh thì phải nhắm ngay vào vị trí yếu hại, cho dù là địa tạng tầng 8 thì cũng có thể bị giết chết chỉ bằng một kiếm. Hửm, Lữ Trác nhíu mày, dường như đã cảm nhận được dao động khác thường. Ngay sau đó, hắn ta nhìn thấy một ngọn ly ừa đen bốc cháy giữa ấn đường của mình. Ma luân huyết te, Lữ Trác chợt biến sắc. Kiếm khí chảy giữa lòng bàn tay và ngón tay của hắn ta đã lột xuống một miếng ra ngay giữa ấn đường. Đừng vội, còn nữa. Giọng nói lạnh như băng ngay lập tức lại vang lên. Triệu Bân cũng đã lao đến, hắn nhảy lên lưng con báo bay, dùng kiếm đâm xuyên qua đầu Lữ Trác một cách dễ dàng. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chốc lát. Vụ ám sát lần này rất hoàn hảo. Nhìn Lữ Trác, hai mắt của hắn ta như muốn lồi ra ngoài, đồng tử co rút lại. Trở tay không kịp, chính xác là trở tay không kịp, đường đường là cảnh giới địa tạng tầng 8 mà đã thật sự bị giết chỉ bằng một kiếm. Xuống hoàng tuyền thong thả, Triệu Bân lãnh đạm nói. Người đáng chết, bên trong cơ thể của Lữ Trác lại truyền ra tiếng giống giận dữ. Triệu Bân giật mình, kẻ này giết chưa chết sao? Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bụng dưới của Lữ Trác vỡ ra, sau đó lại có một con người khác nhảy ra từ chỗ bụng vỡ đó. Nhìn thoáng qua thì có thể thấy đó là một đứa trẻ toàn thân đẫm máu. Triệu Bân bị bất ngờ không kịp đề phòng. Cũng không thể trách hắn, đứa trẻ toàn thân đẫm máu này có tốc độ quá nhanh, vừa phóng ra ngoài là đã tung một chưởng vào ngay giữa ngực của hắn. Phụt! Triệu Bân bị đánh hộc máu, ngã khỏi lưng của con báo bay. Mọi thứ xảy ra cũng chỉ trong chốc lát. Trong lúc rơi xuống, Triệu Bân vẫn có thể nhìn thấy đứa trẻ toàn thân đẫm máu có nét mặt gớm ghiếc và đôi mắt đỏ ngầu. Huyết thai. Triệu Bân và Ma Tử đồng thanh nói, dường như bọn họ đã biết đó là chuyện gì. Chắc chắn Lữ Trác đã tu luyện một loại công pháp cực kỳ tà ác cho nên mới có thể luyện ra cả huyết thai, như vậy thì xem như hắn ta có đến tận hai thân xác, một kiếm tuyệt sát trước đó của Triệu Bân chỉ mới diệt được một thân xác thứ nhất bị tiêu diệt rồi thì thân xác thứ hai liền thức tỉnh. Huyết thai kia, nói trắng ra thì chính là cái mạng thứ hai của hắn ta. Đám cảnh giới huyền dương nhỏ nhoi mà cũng dám tấn công ta, Lữ Trác giận dữ giống lên một tiếng. Miệng hắn ta chửi bới mà thân thể của hắn ta cũng không nhàn rỗi, con báo bay của hắn ta đã bay lên cao, dường như không phải để tiếp tục giao chiến mà là để chạy trốn. Thân xác thứ nhất bị giết chết tuy có cảnh giới địa tạng tầng 8 nhưng sang thân xác thứ hai thì tu vi đã sa sút rất nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn hắn ta vẫn đang ở trong trạng thái yếu ớt, không thích hợp để tiếp tục giao chiến. Chạy đi đâu, Ma Tử hừ lạnh một tiếng, không ngừng đuổi theo.
Chạy đi đâu, Triệu Bân vừa ngã xuống thì đã ngay lập tức thông linh với Đại Bằng, sau đó đuổi sát không buông. Lữ Trác đã nhìn thấy thiên nhãn thuấn thân, chắc chắn hắn ta sẽ liên tưởng đến cơ ngân, nếu như hôm nay để cho hắn ta chạy thoát thì sẽ tạo nên một mầm mống tai họa sau này. Trên thực tế, Lữ Trác dĩ nhiên đã đoán ra được hắn là cơ ngân. Chính vì đoán ra được cho nên Lữ Trác mới vô cùng tức giận, không ngờ đệ tử của Đại Hạ Thiên Tông lại cấu kết với người của ma gia ám sát hắn ta, một bên là ma luân huyết tế, một bên là thiên nhãn thuấn thân, hai cái phối hợp quả là hết sức ăn ý. Lại có huyết thai, Ma Tử lạnh lùng nói. Tình báo chưa sâu mà đã dám chạy tới đây ám sát, sắc mặt Triệu Bân đen lại. Có quỷ mới biết được hắn ta tu luyện công pháp đó, Ma Tử ho khan một tiếng, cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Gầm. Con báo bay giống lên vang vọng khắp bầu trời. Lữ Trác đang nghiến răng nghiến lợi bên trên nó, hắn ta là đệ tử chân truyền của Tử Y Hầu, không ngờ ở đại hạ này ngoại trừ La Sinh Môn thì vẫn còn có người dám ám sát hắn ta, hơn nữa trong đó còn có một người là người của Đại Hạ Thiên Tông. Quác, quác. Phía sau lưng hắn ta, Triệu Bân và Ma Tử vẫn đang truy sát gắt gao. Con báo bay toát ra ánh sáng đen, Đại Bằng toát ra ánh sáng vàng. Huyết điều toát ra ánh sáng đỏ, con trước con sau so kẻ với nhau từng thước một, vẽ ra ba đường cong rực rỡ trên bầu trời, người nào không biết có khi còn tưởng đó là ba ngôi sao băng vừa mới xẹt qua. Đánh chết thú cưỡi của hắn ta. Triệu Bân ngự kiếm phóng ra, nhắm ngay vào con báo bay. Không đợi hắn nói, Ma Tử cũng đã sử dụng bí thuật phóng ra một luồng kiếm khí. Lữ Trác lộ ra bộ mặt dữ tợn. Mạnh mẽ dẫn động chân nguyên tung ra một chưởng đánh bay kiếm Long Uyên, chờ mình lại tung ra một chưởng đánh trạch luồng kiếm khí của Ma Tử, mặc dù là huyết thai nhưng vẫn là cảnh giới địa tạng, trong thời gian ngắn tuy có suy yếu nhưng chiến lực vẫn không hề tầm thường, nếu như hắn ta đã không màn thể diện mà muốn chạy trốn thì khả năng trốn thoát của hắn ta vẫn rất cao. Triệu Bân phất tay, dán lên người của Đại Bằng một lá bùa tốc hành. Đại Bằng ngay lập tức gia tăng tốc độ kinh người. Chỉ trong vài giây đã thu hẹp khoảng cách, trong đôi mắt sắt bén của nó lại phóng ra hai luồng sấm sét rạch nát hai cánh của con báo bay. Thiên tế. Ma Tử tay kết ấn miệng niệm chú, một đạo ma quang từ trên trời giáng xuống đầu con báo bay khiến cho nó phải lảo đảo. Nhưng con báo bay được Lữ Trác bảo vệ bằng chân nguyên, tuy rằng đánh trúng nó nhưng cũng không phá được lớp chân nguyên hộ thể đó, chỉ có điều như vậy cũng đã đủ để khiến cho Lữ Trác cảm thấy khó chịu. Huyết thai chắc chắn sẽ bị phản vệ sau khi chân nguyên hộ thể bị ảnh hưởng. Lão yêu, cứu ta. Lữ Trác rít gào rồi chạy trốn đến một sơn cốc, nghe ẩn ý trong lời nói của hắn ta thì hẳn bên trong sơn cốc đó có người của hắn ta, thậm chí còn có thể là bạn tốt của hắn ta, cảnh giới chắc chắn sẽ không thấp hơn cảnh giới địa tạng. Sắc mặt của Triệu Bân đen lại. Mà sắc mặt của Ma Tử cũng càng lúc càng khó coi. Tình báo chưa sâu mà đã kéo nhau đi ám sát, dẫn đến cục diện rắc rối như thế này. Sớm biết như thế thì đã mang thêm mấy cường giả đến đây rồi. Hắn ta nhất định phải chết, ánh mắt của cả hai người càng lúc càng lạnh lẽo, truy sát càng lúc càng hung hãn. Lão yêu, cứu ta, Lữ Trác lại gầm lên, con báo bay đã vọt vào sơn cốc như một ngôi sao xẹt màu đen. Ở nơi sâu nhất của sơn cốc có một đạo quán nhỏ. Chỗ này Ma Tử đã từng tới, bên trong đúng là có một cường giả cảnh giới địa tạng. Là kẻ nào ồn ào như vậy? Từ bên trong đạo quán có một lão già mặc mãng bào bước ra, không cần nói cũng biết lão ta chính là lão yêu mà Lữ Trác gọi, vẻ mặt của lão ta trông khá không vui, chắc là lão ta đang ngủ, nửa đêm lại bị người khác quấy rầy. Cứu ta! Lữ Trác như bắt được sợi rơm cứu mạng, ngay lập tức liều mình lao về hướng đó. Thấy vậy thì lão già kia cũng cau mày lại tự hỏi, cái quái gì kia? Lão ta nói là cái quái gì cũng không sai, Lữ Trác hôm nay nhìn quá đáng sợ, huyết thai còn chưa phát triển hết, giống quỷ nhiều hơn là giống người. Ta là Lữ Trác, Lữ Trác kêu lên. Lữ, Trác, lão già mặc mãng bào cau mày, lão ta tất nhiên là biết Lữ Trác, tiểu đồ nhi của Tử Y Hầu. Chỉ có điều khí tức này, hình thái này, là huyết thai hay sao? Còn bộ dạng chật vật của hắn ta nữa, chẳng lẽ là hắn ta đang bị người khác đuổi giết? Lão già càng nghĩ lại càng cảm thấy mơ hồ. Cơ ngân muốn giết ta. Lữ Trác còn chưa tới nơi thì đã hô lên tên của kẻ ám sát mình. Hay lắm,
Lời này nói ra lại càng khiến cho lão già Mặc Mãng Bào thêm phần bối rối, lão ta đã biết Lữ Trác thì làm sao có thể không biết Cơ Ngân, đệ tử đứng nhất tỷ thí Tân Tông. Một bên là yêu nghiệt thiên tài mới gia nhập Đại Hạ Thiên Tông, một bên là đệ tử chân truyền của Tử Y Hầu ở Thiên Tông, cả hai đều là người cùng một nhà, sao Cơ Ngân lại muốn ám sát Lữ Trác? Hơn nữa, với tu vi của Cơ Ngân thì làm sao lại có thể khiến cho Lữ Trác chật vật đến như vậy? Nhưng những điều này có nói thế nào cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này là phải cứu người. Hắn ta là đồ nhi của Tử Y Hầu đó. Nếu như lão ta cứu được hắn ta thì chắc chắn Tử Y Hầu sẽ không thể không cho lão ta chút lợi ích. Địa tạng tầng 8, Triệu Bân cùng Ma Tử cũng đã tới. Nhìn thấy lão già Mặc Mãng Bào, sắc mặt của hai người lại càng trở nên tồi tệ hơn nữa. Lão già Mặc Mãng Bào liếc mắt một cái thì nhìn thấy Ma Tử trước. Trên người của Ma Tử có sát khí mãnh liệt của Ma Gia, chắc hẳn là thánh tử Ma Gia. Sau đó lão ta lại liếc nhìn sang Triệu Bân. Lão ta vừa nhìn thấy Triệu Bân thì hai mắt đã sáng rỡ lên. Cái tên này chính là một bảo bối sống, có đan hải, có võ hồn, khả năng lĩnh hội mạnh, còn có lực tái sinh trong cơ thể. Nếu như lão ta có thể bắt được hắn về nghiên cứu thì chắc chắn có thể ngộ ra được rất nhiều cơ duyên tốt. Trong lúc lão ta còn đang suy tính thì Triệu Bân và Ma Tử đã tới nơi. Lão già Mặc Mãng Bào âm u cười nói, đệ tử của Đại Hạ Thiên Tông mà lại đi cấu kết với Ma Gia, thực sự rất thú vị. Triệu Bân không nói gì, Ma Tử cũng không lên tiếng. Đã đuổi tới tận đây rồi, cho dù có liều chết thì cũng phải làm tới cùng. Tuyệt đối không được để cho Lữ Trác còn sống về tới đế đô. Cơ Ngân, tại sao ngươi lại muốn giết ta, Lữ Trác dữ tợn hỏi. Đáp lại hắn ta. Triệu Bân và Ma Tử đã dốc toàn bộ chiến lực khai hỏa, cả hai đều đã mở ra ma hóa. Lão yêu giao cho ta, ngươi. Để ta, ngươi đi giết Lữ Trác. Triệu Bân còn chưa kịp nói xong thì Ma Tử đã phóng thẳng đến chỗ của lão già Mặc Mãng Bào. Chỉ là một tên nhóc cảnh giới huyền dương mà cũng muốn công kích ta, lão già Mặc Mãng Bào nhếch miệng cười nói, lão ta chợt vung tay lên, thủy triều ngay lập tức xuất hiện như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Ngay sau đó lão ta đã được thủy triều bao phủ, cảnh giới địa tạng tầng 8 thi triển thuật độn thủy cũng mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều, thủy triều chẳng những có thể bảo vệ cho lão ta mà còn có thể nhấn chìm được đối thủ. Mà, Ma Tử hô lên một tiếng, từ trên không chém xuống một kiếm xé toạc thủy triều. Lão già Mặc Mãng Bào cau mày, thánh tử Ma Gia quả nhiên cũng có vài phần đạo hạnh. Kiếm đã chém xuống. Lão ta thông suốt vung tay lên lần nữa để hất tung Ma Tử. Ma Tử ngay lập tức quay trở lại, ấn đường mở ra con mắt thứ ba. Tuy nhiên, đó cũng không phải là đồng lực đặc biệt mà là một trong những cấm thuật truyền thừa của Ma Gia. Vào lúc con mắt thứ ba vừa mở thì đã đánh ra một tia sét đen, lão già Mặc Mãng Bào mất cảnh giác bị tia sét đánh trúng đến mức phải lảo đảo, chưa kịp đứng vững thì Ma Tử đã tiếp tục giết tới, khí thế của hắn ta như thiên thạch đâm thẳng vào người của lão ta, hất tung lão ta vào ngôi đạo quán. Tên nhóc, khá lắm. Lão già Mặc Mãng Bào nổi giận đùng đùng, chân nguyên bạo dũng. Ma Tử huyết sát quay cuồng, rút kiếm đâm tới từ hướng đối diện. Bên kia, Triệu Bân cũng đã phóng tới chỗ Lữ Trác rồi. Lão yêu cứu ta, Lữ Trác vội vàng lui về phía sau. Lão già Mặc Mãng Bào rất muốn cứu hắn ta nhưng không thể, lão ta đang bị Ma Tử liều mạng cầm chân, không thể nhúc nhích. Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa. Từ trên trời đánh xuống một chiêu đại la thiên thủ. Thấy vậy, Lữ Trác cũng điều khiển con báo bay lên trời né tránh. Chạy đi đâu? Hai ngón tay của Triệu Bân đã khép lại, bắt đầu thi triển Chu Tiên Quyết nghiền nát đối phương. Một dòng máu đó phun ra hết sức chói mắt, con báo bay đã bị chém đứt một cánh, nhanh chóng cắm đầu xuống đất. Lữ Trác hết sức chật vật, không bao lâu sau bị buộc phải nhảy xuống đất, miệng ho ra máu. Huyết thai trong một ngày không thể tự di chuyển bằng hai chân, mỗi lần cử động đều gặp phải phản vệ dữ dội. Triệu Bân cũng đến ngay sau đó, hung hăng đáp xuống đất. Lữ Trác thấy vậy thì liền phóng ra một tia máu công kích. Triệu Bân không quan tâm, dùng thân đối kháng, sau đó cắm một kiếm xuống đất, thi triển thiên lôi trận. Đột nhiên, từng luồng lôi điện từ dưới đất phóng lên phát ra thanh âm hết sức chói tai. Tất cả những thứ đứng trong phạm vi trăm trượng đều bị ảnh hưởng. Sau khi hắn thăng lên cảnh giới huyền dương thì phạm vi công kích của thiên lôi trận lại càng rộng lớn và mạnh mẽ hơn nữa. Lữ Trác đang ở trong phạm vi của thiên lôi trận thì chắc chắn không thể chạy nổi,
ngay cả đứng cũng không đứng vững. Cùng lúc đó, một ngọn chiến mâu màu đen đã phóng tới đâm thẳng vào thân thể của Lữ Trác, lôi hắn ta đi cả một đoạn xa rồi leng keng cắm vào vách núi phía sau. Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn giết ta? Toàn thân của Lữ Trác đang ngập ngụa trong máu nhưng hắn ta vẫn kịch liệt giãy giụa, dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn chừng chừng vào Triệu Bân. Hắn ta biết rằng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng trước khi chết thì hắn ta vẫn muốn biết được nguyên do. Ta họ Triệu, tên đầy đủ là Triệu Bân, là Triệu Bân của thành Vong Cổ, Triệu Bân nhàn nhạt nói với hắn ta. Triệu Bân, Lữ Trác vừa nghe thấy cái tên này thì hai mắt đã trợn trừng, đồng tử co rút lại, nét mặt lộ ra vẻ không thể nào tin được, đệ tử đứng nhất tỷ thí Thí Tân Tông lại là con trai của Đan Phượng Phù Dung, trong cả Thiên Tông và Hoàng tộc cũng không có ai phát hiện ra, ngay cả sư phụ Tử Y Hầu của hắn ta cũng không biết. Đã hiểu, giờ thì hắn ta đã hiểu. Triệu Bân đến đây là để báo thù, hắn ta thân là đồ nhi của Tử Y Hầu, chắc chắn Triệu Bân sẽ không bỏ qua. Lên đường thong thả. Triệu Bân toát ra sát khí lạnh như băng, một kiếm chấm dứt mạng sống của đối thủ, thuận tiện còn ra tay hủy thi diệt tích. Sau đó hắn lại đi thẳng tới Sơn Cốc, giết chết Lữ Trác rồi thì hắn cũng phải tiêu diệt luôn lão yêu, như vậy mới có thể xem là công đức viên mãn. Lần ám sát này tuyệt đối không được để xảy ra biến cố về sau. Ầm. Hắn còn chưa tới Sơn Cốc thì đã nghe truyền ra tiếng ầm ầm dữ dội. Ma tử đang bị lão yêu đánh tới mức không ngẩng đầu lên được, chỉ riêng tu vi của lão ta cũng đã có thể áp chế được ma tử rồi, chiến lực của cảnh giới địa tạng vẫn hết sức hùng mạnh, cho dù có liều mạng dốc hết toàn lực đối kháng thì ma tử vẫn không thể thoát khỏi kết cục bị đánh tơi tả. Phụt. Khi Triệu Bân đuổi tới thì ma tử đã bị đánh tới bê bết máu, bị lão già mặc mãng bào đánh trúng một chưởng văng ra xa. Huyết điêu trung thành cứu chủ, ngay lập tức tiếp được ma tử, một đường bay thẳng lên trời. Muốn chạy. Lão già mặc mãng bào cũng triệu hồi một con huyết ưng đuổi theo. Cùng lúc đó, lão ta còn biến ra một thanh huyết kiếm, trong nháy mắt phóng thẳng lên bầu trời. Phụt, phụt. Hai tia máu phun ra giàn giụa, không thể phân biệt được thứ tự trước sau. Lão già mặc mãng bào đâm huyết điêu của ma tử, mà Triệu Bân cũng đã dùng Chu Tiên Quyết xuyên thủng bụng huyết ưng của lão già mặc mãng bào. Lão già mặc mãng bào và ma tử vừa mới bay lên được một chút thì đã từ trên không trung ngã xuống. Quách! Đại bằng ngay lập tức bay lên, Triệu Bân nhảy xuống từ trên người của nó, hắn đã dùng bùa nhẹ thân để giảm bớt trọng lượng cơ thể, cũng dùng bùa tốc hành để gia tăng tốc độ của mình. Tốc độ của hắn vốn đã rất nhanh nhưng lúc này còn nhanh hơn, nhìn từ xa trông hắn như một đạo thiên lôi vàng kim từ trên trời đánh thẳng xuống, nhắm ngay thân thể của lão già mặc mãng bào. Không sai, hắn đang muốn tiêu diệt đối thủ bằng cách giáp chiến thô bạo nhất. Hắn phóng tới với tốc độ này thì ngay cả cảnh giới địa tạng tầng 8 cũng sẽ bị đâm đến thất điên bát đảo, nhưng đây thật sự là một chiêu lưỡng bại câu thương. Lúc trước khi tiêu diệt Liễu Sĩ Nguyên hắn cũng đã từng dùng tới chiêu này, bởi vì hắn có trường sinh quyết nên cho dù thân tàn cũng có thể khôi phục lại. Nhưng người bị trúng đòn thì rất khó nói. Tìm chết. Lão già mặc mãng bào cười lạnh quát lên một tiếng, sau đó thi triển thuật độn băng, dưới chân lão ta liền ngưng tụ ra một khối băng khổng lồ cao 3 trượng. Lão ta vững vàng đứng trên khối băng đó, vung tay phóng ra một luồng kiếm khí màu đỏ đâm về phía Triệu Bân. Triệu Bân không hề phòng ngự, để cho luồng kiếm khí đó đâm xuyên qua ngực. Thấy vậy, lão già mặc mãng bào mới hiểu ngay ra rằng tên cơ ngân này sắp đâm sầm vào lão ta. Nói đâm liền đâm. Triệu Bân phóng tới nhanh như một mũi tên khổng lồ đâm thẳng vào trong lồng ngực của lão già mặc mãng bào. Ngay trước khi va chạm thì hắn đã dán thêm bùa dày đặc lên người của mình, toàn bộ đều là bùa nặng thân, lúc trước đáng ra hắn chỉ nặng hơn mấy trăm cân nhưng trong phút chốc hắn đã trở nên nặng hơn mấy ngàn cân. Hự! Lão già mặc mãng bào rên rỉ, vẻ mặt thất thần. Tên tiểu bối cảnh giới huyền dương này sao lại nặng đến như vậy? Nguyên nhân chính là vì không ngờ tới cho nên lão ta mới bị đâm tới mức trở tay không kịp, ngay cả khối băng dưới chân lão ta cũng bị xuyên thủng, hai người nặng nề ngã xuống đất. Có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên lực của không khí ma sát lên người Triệu Bân cực kỳ khủng khiếp, khiến cho khung cảnh cháy sáng lên giống như có một ngôi sao băng vừa mới đáp xuống mặt đất vậy. Bang! Tiếng nổ lớn vang lên làm rúng động đất trời.
Triệu Bân và lão già Mạc Mãng Bảo đã đánh sập một ngọn núi, một đường trượt mạnh xuống chân núi. Ngọn núi sụp đổ ngay lập tức. Đống đổ nát của ngọn núi cũng bay tứ tung. Nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng hộc máu. Lắng nghe cẩn thận hơn thì dường như còn có tiếng xương gãy vụn vang lên. Ực, Ma Tử lúc nãy đã rơi xuống từ trên không trung, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi nuốt nước miếng. Hắn ta thật sự đã đánh giá thấp Triệu Bân, con mợ nó lại còn có cách đánh giáp chiến thô bạo như vậy. Từ trên cao phóng xuống với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, còn phối hợp với bùa nặng thân, cuối cùng san bằng cả một ngọn núi, đánh như vậy sảng khoái đến mức nào kia chứ. Không phải ai cũng có thể sử dụng lối đánh không cần mãng như vậy. Ngay cả hắn ta cũng không dám. Về phần Cơ Ngân, hắn dám làm như vậy là bởi vì hắn có năng lực tái sinh hết sức đáng sợ. Chuyện khôi phục đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian, nếu không thì hắn chắc chắn cũng sẽ không dám tùy tiện làm như vậy. Nếu như thật sự muốn giáp chiến với cảnh giới địa tạng tầng 8 thì cho dù cả hai người liên thủ cũng không đánh lại, nếu như không có động lực đặc biệt thì cũng không thể nào tạo ra được một đòn tuyệt sát. Thế thì đúng là chỉ còn có một cách này. Mặc dù cách này rất nguy hiểm nhưng nó tốt hơn bất kỳ cách nào khác. Nói dễ hiểu thì phải đâm cho lão già Mạc Mãng Bào tơi tả trước rồi mới có thể tính tiếp. Phụt, phụt. Đá vụn văng tung tóe khắp nơi khi hai người đáp đất, ai cũng hộc máu giàn giụa. Lão già Mạc Mãng Bào phun máu vào mặt Triệu Bân. Mặt đối mặt, Triệu Bân cũng phun máu vào mặt lão già Mạc Mãng Bào. Khi bụi đá dần tản ra thì hai người cũng lộ ra bộ dạng tàn tạ. Chân nguyên hộ thể của lão già Mạc Mãng Bào đã bị đâm vỡ nát, tứ chi xương cốt của lão ta cũng đã vặn vẹo biến dạng. Tình trạng của Triệu Bân cũng không khá hơn, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn đều đã gãy đứt, toàn thân đau đớn đến chết đi sống lại. Ngươi điên rồi sao? Xem đi, lão già Mạc Mãng Bào có cảnh giới địa tạng tầng 8 quả nhiên không phải là dạng dễ bị đánh gục. Lão ta đã bị đâm trúng một cách hung ác như vậy nhưng vẫn có thể đứng lên. Lão ta phun ra thêm một ngụm máu, lộ ra nét mặt dữ tợn nhìn Triệu Bân, lão ta không ngờ Triệu Bân lại dám làm thế. Lão ta là người từng trải, có tình huống nào mà lão ta chưa từng kinh qua đâu, thế mà cú đâm thẳng này lại khiến cho lão ta cảm thấy còn khủng khiếp hơn vừa trúng phải cấm pháp. Quả nhiên, cảnh giới địa tạng tầng 8 đâm không chết. Triệu Bân hộc máu đứng dậy. Dùng hết sức lưu chuyển vạn pháp trường sinh quyết, nối lại kinh mạch đồng thời cũng định hình lại xương cốt, những thứ này có thể phục hồi, nhưng nội thương thì vẫn khó có thể phục hồi được trong thời gian ngắn ngủi, dù sao vạn pháp trường sinh quyết cũng không phải là bí pháp toàn năng, hoặc có lẽ là do hắn lĩnh ngộ chưa đủ sâu. Phụt, phụt. Hai người liên tục lảo đảo, thất tha thất thểu, ai cũng bị đâm xuống đất rất thảm, ngay cả lưng cũng không thẳng lên nổi, miệng thì liên tục nôn ra máu, hơi thở cũng không thông suốt. Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Bang! Ma Tử cũng đã đáp xuống, hắn ta không thể đứng yên thêm nữa. Lúc nãy để câu giờ cho Triệu Bân giết Lữ Trác, hắn đã bị lão già cảnh giới địa tạng tầng 8 đánh tới mức không thể ngẩng đầu lên được, toàn thân lúc này đã máu me bê bết, vết thương bên ngoài không nguy kịch, chủ yếu là nội thương khiến cho hắn ta đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt. Hai người họ bắt đầu liên tục đánh chặn lão già Mạc Mãng Bào. Chuyện này ta không quản nữa, các ngươi cút đi, lão già Mạc Mãng Bào nghiến răng nghiến lợi nói. Rõ ràng là lão ta đang rất tuyệt vọng, ở trạng thái bình thường thì tất nhiên lão ta không sợ Triệu Bân và Ma Tử, nhưng hiện giờ thì khác, lão ta nhất định phải cân nhắc thiệt hơn. Hiện giờ lão ta đã bị đâm tới mức biến dạng cả nửa người, chiến lực sụt giảm nghiêm trọng, hai tên nhóc trước mặt tuy bị thương nặng nhưng so với lão ta thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Cơ Ngân có năng lực tái sinh còn Ma Tử thì vẫn chưa mất đi sức chiến đấu, trong tình huống hai đánh một thì rõ ràng lão ta không tìm được một chút lợi thế nào. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là lão ta không tiếp tục giáp chiến nữa. Lão ta vốn cũng chỉ là người ngoài cuộc, chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống của chính lão ta vào lúc này. Triệu Bân cười lạnh nói, tiền bối bị đâm tới ngu người rồi hay sao vậy? Ma Tử cũng bồi thêm một câu. Để lão sống rồi đi báo tin cho Tử Y Hầu à. Các ngươi thật sự muốn sống chết lần này sao? Lão già Mạc Mãng Bào phẫn nộ giống lên. Lão nói xem, Triệu Bân cùng Ma Tử đồng thanh nói, cũng cùng nhau tấn công tới. Muốn chết sao? Lão già Mạc Mãng Bào mạnh mẽ điều động chân nguyên hệ thể đánh bật hai người trước mặt. Lão ta giống lên hết sức vang dội bởi vì lão ta thật sự đang rất chật vật. Sau khi đánh bật đối phương thì lão ta liên quay đầu chạy trốn. Vừa chạy vừa hộc máu giàn giụa trong tì anh chàng gần như bán thân bất toại,
chắc chắn lão ta vì ừa bị phân phệ không hề nhẹ khi dám vọng động chân nguyên trong tình trạng đó. Phách Thiên Trảm. Triệu Bân trụ chân, vọt người nhảy lên chém xuống một kiếm. Lão già mặc mãng bào nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa cưỡng chế kích hoạt chân nguyên ngưng tụ thành một chiếc chuông vàng bao trùm lấy thân thể. Một kiếm của Triệu Bân như bổ vào sắt đá, ngay lập tức cả người và kiếm đều bị chấn bay. Triệu Bân hộc máu, mà lão già mặc mãng bào cũng không khá hơn là bao. Chiếc chuông vàng bị Phách Thiên Trảm của Triệu Bân chém trúng đã hoàn toàn bị nứt vỡ. Phá! Ma tử lao đến bồi thêm một quyền khiến cho chiếc chuông vàng ngay lập tức nổ tung. Cút! Lão già mặc mãng bào vô cùng tức giận, đánh ra một chưởng hất văng ma tử, nhưng lão ta còn chưa kịp bỏ chạy thì Triệu Bân đã đánh tới, lưỡi kiếm thi triển Chu Tiên Quyết sáng lên, xuyên thẳng qua ngực của lão già. Chu Tiên Quyết tự mang kiếm uy đáng sợ vô cùng, kiếm ý xâm nhập vào sinh lực của lão già khiến cho lão ta lại phun ra thêm một ngụm máu, lảo đảo lui về phía sau. Còn chưa kịp thở thì ma tử lại đánh tới, một kiếm của hắn ta suýt nữa đã có thể đâm chết lão già mặc mãng bào. Á! Lão già mặc mãng bào gào thét, trên người tản ra ánh sáng. Đó là một quầng sáng màu đen được thêm vào chân nguyên tinh túy có uy lực vô cùng, quầng sáng hất văng cả Triệu Bân và ma tử khiến cho cả hai nôn ra máu. Ma tử có nội lực yếu hơn Triệu Bân cho nên dưới bụng còn bị chấn rách ra một đường dài lạnh toát. Lão yêu không dám ham chiến, chỉ liều mạng bỏ chạy. Lão ta cũng không thể tiếp tục đánh, đánh nữa sẽ mất luôn cái mạng già. Còn muốn chạy, ma tử rút kiếm đâm tới. Cho lão chạy, Triệu Bân không đuổi theo, hắn chỉ vung tay phóng ra mấy ngọn phi đao, trên mỗi ngọn phi đao đều có treo một lá bùa nổ, đều là bùa nổ cấp huyền dương. Nếu là bình thường thì số bùa nổ này chắc chắn không thể gây ra thương tổn đối với một người có cảnh giới địa tạng tầng 8. Ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không thể phá được, nhưng bây giờ thì khác. Lão yêu bây giờ chính là một ngọn đèn trước gió, lúc nào cũng có thể tắt. Con mợ ngươi! Ma tử mắng lớn một tiếng, vội hốt hoảng lùi lại. Muốn phóng bùa nổ thì cũng phải báo trước chứ. Ầm, ầm. Đáp lại lời của ma tử chính là một tràng tiếng nổ vang. Bùa nổ đã nổ, lão già mặc mãng bào bị nổ đến mức xương máu văng tứ tung. Ma tử trốn không kịp cho nên cũng bị dư lực của bùa nổ oanh tạc chúng, lúc này hắn ta đã không còn phân biệt được rõ đông tây nam bắc, đầu óc ông hỗn loạn. Ma tử hết sức hoài nghi liệu có phải là cái tên cơ ngân này đang cố ý làm cho hắn ta bị nổ luôn hay không? Khói pháo tan dần. Lão già mặc mãng bào vẫn đứng sừng sững không ngã. Đúng là lão ta vẫn còn đứng nhưng bộ dạng đã không còn ra hình người nữa, đầu óc của lão ta cũng đã không còn tỉnh táo. Ngay lập tức bị Triệu Bân chém ngang một kiếm. Trước khi chết lão ta vẫn rất không cam tâm, cũng hết sức hối hận, là do lão ta quản chuyện không nên quản cho nên ngay cả cái mạng già cũng không giữ được, thậm chí lão ta còn bị hai tên tiểu bối cảnh giới huyền dương giết chết, xuống dưới hoàng tuyền lão ta thật chẳng còn mặt mũi nào mà gặp lại sư phụ của mình. Đến tận lúc này thì trời đất mới bình yên trở lại. Triệu Bân cùng ma tử thở phào nhẹ nhõm, cả người đều ngã quỵ xuống đất. Chuyện này quả thật quá mạo hiểm, cũng may là tin tức không bị lọt ra ngoài, nếu không thì hậu quả sẽ hết sức tồi tệ. Nói chung lần ám sát này cũng có thể tính là công đức viên mãn, hai người liên thủ thì làm sao có thể thất bại được. Nghỉ tạm một lát rồi cả hai liền thu dọn chiến trường sau đó vội vã rời đi. Đa tạ, ma tử lau vết máu trên khóe miệng, còn đưa cho Triệu Bân một bình rượu. Không cần đa tạ, chỉ cần lần sau cung cấp thông tin chính xác hơn là được. Triệu Bân lắc lắc đầu, hắn ngã quá đau, tới giờ đầu óc vẫn còn ông, nếu như tin tức chính xác hơn thì bọn họ đã không phải khổ sở như vậy. Ma tử ho khan một tiếng, đó đúng là sự bất cẩn của ma gia hắn ta. Cũng may đồng minh của hắn ta lần này là cơ ngân, phối hợp cũng đủ ăn ý, nếu không thì kết quả chắc chắn sẽ rất thảm. Cho nên mới nói đồng minh mà hắn ta tìm được quả thật không tồi, chiến lực cao là một mặt. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là thái độ làm người của hắn, trên toàn cõi Triều Long Đại Hạ này muốn tìm ra một người dám đối nghịch với Tử Y Hầu quả thực khó như mò kim đáy bể. Ma gia người có kiến thức rộng rãi, có biết đất Phật ở đâu không? Triệu Bân hỏi. Thế giới cực lạc trong truyền thuyết, cái này ngươi phải đi hỏi người của Phật gia, Ma Tử nói, tìm Bát Nhã đi, cô ta là tín đồ Phật gia, người có thể tu ra kim thân Đại Phật thì chắc chắn thân phận không tầm thường, cô ta nhất định biết.
Ta tìm không ra cô ta, Triệu Bân thở dài, chỉ có quỷ mới biết Bát Nhã đã đi đâu. Thú cưỡi của ngươi rất tốt, Ma Tử vỗ vỗ Đại Bằng rồi nói, lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy nó là khi đang đuổi giết Triệu Bân, lúc đó nó vẫn còn là một con chim vằn vện, qua bao lâu không thấy thì bây giờ nó đã trở thành một con chim vàng óng rực rỡ. Đây là thông linh thú, hắn ta cũng tự nhìn ra được. Triệu Bân phất tay, đưa cho con Ma Tử một bộ sách cổ. Đó chính là bí pháp thông linh mà hắn đã cải tiến. Ma Tử tất nhiên là không khách khí, mỗi lần hắn ta làm việc với Cơ Ngân thì đều gặp được cơ duyên tốt, bí pháp thông linh đã tuyệt tích trên thế gian từ lâu, khó lắm mới gặp được một người có thể truyền lại, nếu như hắn ta may mắn thì còn có thể tìm được một thú cưỡi tốt. Ta còn có việc, đi trước đây. Chỗ kia mát mẻ kìa, để ta xuống đó đi. Tới một tòa cổ trấn thì Triệu Bân liền rất tự giác bỏ Ma Tử xuống. Chính xác mà nói thì hắn đã đạp người ta xuống, còn hắn cùng Đại Bằng thì bay về phía tây, hắn phải đoạt lấy bảo vật trước, theo chỉ dẫn của bản đồ kho báu thì nơi đặt kho báu là ở phía tây. Đồ khốn kiếp! Ma Tử mắng một tiếng rồi ôm chặt lấy thắt lưng già nua của mình đi về phía cổ trấn. Từ xa đã thấy trên cổng cổ trấn có dán lệnh truy nã. Nếu Triệu Bân ở đây thì hắn nhất định phải nhíu mày khi nhìn thấy lệnh truy nã này. Bởi vì bức chân dung trên lệnh truy nã chính là hắn, đương nhiên không phải là khuôn mặt của Cơ Ngân mà là khuôn mặt thật sự của Triệu Bân. Hắn chính là Triệu Bân, Ma Tử nhìn bức họa lẩm bẩm, hắn ta cũng đã nghe qua chuyện của Đan Phượng Phù Dung, người bị truy nã là Triệu Bân, đứa con của Phù Dung, tên nhóc này đúng là đẹp trai. Thánh tử, đột nhiên có tiếng gọi của Huyễn Mộng, cô ta đang bước ra ngoài cổ trấn, xem ra cô ta đã đợi ở đây từ lâu. Nhìn thấy Ma Tử bị thương nặng thì cô ta cũng không khỏi nhíu mày, mà luân huyết tế phối hợp với thuấn thân tuyệt sát thì chỉ cần một kiếm là xong chuyện, sao Ma Tử lại bị đánh thảm như vậy? Đã xảy ra biến cố gì đó sao? Nghĩ vậy, cô ta liền liếc nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô ta đang tìm gì chứ? Tất nhiên là tìm Cơ Ngân rồi. Hai người cùng nhau đi ám sát, sao bây giờ chỉ thấy Ma Tử nhưng không thấy Cơ Ngân, lẽ nào hắn bị tiêu diệt rồi? Hắn vẫn ổn, Ma Tử ôm chặt thắt lưng nói. Có biến cố gì đã xảy ra sao? Huyễn Mộng bất giác hỏi. Lữ Trác tu luyện huyết thai, có hai mạng sống, ta và Cơ Ngân. Suýt nữa đã ngã xuống, Ma Tử thản nhiên nói, lần sau phải do thám kỹ càng hơn, nếu không sẽ gây ra chuyện chết người đó. Là ta đã sơ suất. Lần sau cẩn thận hơn là được rồi. Đúng rồi, thánh nữ muốn cứu Triệu gia. Triệu gia nào? Ma Tử hỏi. Huyễn Mộng không nói lời nào, chỉ vào lệnh truy nã dán trên tường. Triệu gia thành Vong Cổ, Ma Tử nhướng mày. Mấy ngày trước Hoàng Ảnh vệ tới thành Vong Cổ, người của Triệu gia đều đã bị bắt, đang trên đường áp giải đến đế đô, chắc là vì chuyện của Đan Phượng Phù Dung, Huyễn Mộng chậm rãi nói. Nói ý chính đi. Thánh nữ có mối liên hệ sâu xa với Triệu gia, hoặc là nói. Thánh nữ có mối liên hệ sâu xa với Triệu Bân. Còn bao lâu nữa đến đế đô, Ma Tử hít sâu một hơi hỏi. Nhiều nhất là một tháng, còn có thể nhanh hơn, Huyễn Mộng nói ngay. Chấm. Cạc. Đại Bằng thét lên, lao thẳng về phía tây. Triệu Bân ở trên lưng nó, một tay cầm bản đồ, một tay cầm kính viễn vọng, dọc đường liên tục nhìn bốn xung quanh. Từ khi tạm biệt Ma Tử, hắn đã lượn quanh mấy ngày rồi. Suốt ngày cầm kính viễn vọng nhìn ngó. Bản đồ kho báu không sai được. Nhưng kho báu không hề dễ tìm. Có lẽ vì năm tháng qua lâu quá rồi, đến mức dường như địa hình có sự thay đổi lớn, đến cả một vật tham chiếu cũng không tìm được. Tuy có bản đồ kho báu trong tay, nhưng vẫn như mò kim đáy bể, chỉ biết kho báu nằm ở một ngọn núi nào đó. Màn đêm lặng lẽ ập xuống. Thời gian của Đại Bằng hết rồi, nó quay về với linh giới. Triệu Bân rơi xuống một đỉnh núi, cầm kính viễn vọng nhìn ra xa xăm, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn bản đồ. Trên đó cũng chỉ vẽ tuyến đường và địa hình thế núi, đến cả một cái tên cũng không ghi chú vào. Vì thế, hắn phải phân biệt từng chỗ một. Sớm biết như thế thì nên tìm Ma Tử hỏi một chút. Triệu Bân lầm bà lầm bầm, mạng lưới tình báo của Ma gia trải rộng khắp nơi, chưa biết chừng có người từng gặp, kiểu gì cũng khá hơn một mình hắn chạy tới chạy lui.
dù sao thì biên cương của Long Triều Đại Hạ quá mênh mông, đã vậy còn bao nhiêu là dãy núi. Nếu phải phân biệt địa hình từng ngọn núi một, có trời mới biết phải tìm tới ngày tháng năm nào. Rư. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên. Nghe âm sắc thì chắc hẳn là một con sói, đã vậy còn là một con huyết lang biết bay, hai cánh sải rộng xẹt ngang bầu trời, trên lưng nó cõng theo một lão già mặc áo bạc, đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Huyết lang nhanh như một tia chớp, vài ba giây đã tới rồi. Khi ngang qua đỉnh núi, lão già áo bạc từng mở mắt ra trong chốc lát, liếc nhìn Triệu Bân. Triệu Bân không để tâm lắm, vẫn cầm kính viễn vọng nhìn khắp nơi. Rõ ràng có bản đồ kho báu mà vẫn không tìm thấy kho báu, có lúng túng không cơ chứ? Rào! Tiếng sói gầm lại vang lên, lão già áo bạc đã quay trở lại, lượn vòng trên đỉnh núi mà nhìn Triệu Bân. Lão ta chú ý tới chiếc kính viễn vọng trên tay Triệu Bân, bởi thứ này hiếm lạ. Tỏa kỵ huyết lang của lão ta cũng không chịu yên phận, đôi cánh vùng vẫy kịch liệt, mỗi lần đập cánh đều có gió lớn rít gào khiến Triệu Bân cực kỳ khó chịu. May mà bản thân mình căn cơ vững chắc, nếu không, chỉ một trận gió cũng đủ hất hắn xuống rồi. 100 lượng, ta muốn lấy kính viễn vọng của ngươi, lão già áo bạc điềm nhiên nói. Triệu Bân nghe xong mà không khỏi liếc xéo, đây là kính viễn vọng đó, mấy chục vạn cũng chưa chắc đã mua được. 100 lượng đã đòi lấy. Ngươi ăn cướp à? Không bán, Triệu Bân đáp lại. Nếu đã như thế, lão phu bèn tự lấy vậy. Nhìn đi, lão già áo bạc kia tới ăn cướp đó, thế nhưng phải tự tìm cho mình một lý do chính đáng đã. Nơi hoang vu hẻo lánh này, cho dù Triệu Bân bán hay không, lão ta cũng muốn giết người cướp của. Nói xong, lão ta giơ tay lên bầu trời, hóa ra một bàn tay to hư ảo. Cảnh giới địa tạng mà, muốn bắt một võ tu cảnh giới huyền dương. Dễ như trở bàn tay. Địa tạng tầng 1 mà cũng dám hoành hoang như thế à? Triệu Bân cười khẩy, không phí lời, vung ra một nắm đấm. Nắm đấm này phá tung bàn tay kia, khiến lão già áo bạc và huyết lang biết bay lảo đảo vì dư chấn. Hay lắm tiểu tử này, đúng là đánh giá ngươi quá thấp rồi. Lão già áo bạc giật mình, nhanh chóng đứng vững, vung cánh tay lên khiến vô số hoa văn rơi xuống, chúng tự nối với nhau thành một tấm lưới phủ văn lớn. Triệu Bân từng gặp bí pháp này rồi, là một bí pháp dạng phong ấn, xem ra lão già này định bắt sống hắn, sau đó lôi về nghiên cứu. Phá! Triệu Bân quát lên một tiếng, chắp tay thành kiếm khí, chém đứt tấm lưới kia. Họa địa vi lao, lão già áo bạc bấm tay niệm chú, vẽ ra một vòng sáng, nhốt Triệu Bân vào bên trong. Vòng sáng này có ánh chớp lóe lên, có phù văn bay loạn xạ, tự sở hữu khả năng phong ấn. Bí pháp này! Thú vị đấy, Triệu Bân liếc mắt nhìn một vòng quanh thân mình, đúng là họa địa vi lao, chỉ trong thoáng chốc, chân nguyên và khí huyết của hắn giảm đi không ít, khả năng hành động cũng bị bó buộc rất nhiều. Sao không lanh chanh hoạt động nữa, lão già áo bạc cười khẩy, từ trên trời hạ xuống. Rào! Không đợi lão ta đáp xuống đỉnh núi đã nghe thấy một tiếng rồng ngâm trầm đục. Là Triệu Bân đã dùng tới thân long vẫy đuôi, cưỡng ép phá bí pháp họa địa vi lao. Lão già áo bạc vừa định đáp đất bị đuổi rông hất văng ra xa khiến lão ta mờ mịt. Một võ tu huyền dương tầng 2 mà dễ dàng phá được họa địa vi lao e. Thấy chủ nhân chịu thiệt, huyết lang gầm lên, từ trên trời lao xuống. Phun lửa phừng phừng từ miệng. Triệu Bân chẳng buồn nhìn, hai ngón tay chập lại, dùng chu tiên quyết, đâm thủng đầu con huyết lang. Rào! Huyết lang chu lên đầy thê lương, bị tiêu diệt chỉ bằng một chiêu, từ trên trời rơi xuống. Ngươi, chết tiệt! Lão già áo bạc giận dữ, dùng tới hỏa độn, tạo ra một biển lửa nhấn chìm Triệu Bân. Triệu Bân không nhúc nhích, chỉ niệm chú bằng một tay, thủy độn tạo ra sóng lớn dập dềnh, cưỡng ép dập tắt biển lửa, đồng thời cuốn luôn lão già áo bạc vào giữa những con sóng. Lão già càng thêm kinh ngạc, một võ tu huyền dương tầng 2 mà sử dụng độn pháp ngũ hành với uy lực lớn như thế, đến cả cao thủ địa tạng như lão ta cũng không đứng vững. Phá! Lão già áo bạc lạnh lùng quát một tiếng, chém nứt ngọn sóng, tự mình thoát ra ngoài. Triệu Bân đang trên đà hăng máu, dùng uy long trưởng phá vỡ chân nguyên hộ thể của lão già áo bạc. Sao lại mạnh thế này, lão già áo bạc nhíu mày, chắc hẳn gặp phải kẻ cứng đầu rồi. Nghĩ đến đây, lão ta hầm hừ, mở thêm con mắt thứ ba ở mi tâm, là một thiên nhãn. Nó tỏa ra ánh sáng âm u, như có ma lực mê hoặc lòng người. Ảo thuật không có tác dụng gì với ta đâu. Triệu Bân xách kiếm Long Uyên,
chém lão già áo bạc bay ngược ra sau. Thanh kiếm đó, ngươi là Cơ Ngân, lão già áo bạc đột ngột biến sắc. Được tiền bối nhận ra đúng là vinh hạnh quá, Triệu Bân mỉm cười. Lão già áo bạc chẳng buồn nghĩ ngợi, quay người chạy trốn luôn. Phen này đúng là đạp phải tấm sắt rồi, còn là tấm sắt cắm gai. Cơ Ngân trên đỉnh Tử Trúc của Thiên Tông là một nhân vật rất máu lửa, đánh bại Sở Vô Xương tại tỷ thí Tân Tông, huyết chiến với đám đông yêu nghiệt trước cửa đế đô, không có tu vi địa tạng tầng 5 thì đừng hòng hạ được hắn. Tu vi địa tạng tầng 1 của lão ta còn kém xa lắm. Thế thì phải chạy thôi, phải chạy thật nhanh vào. Phụt! Chạy được một hồi thì đầu của lão ta chuyển nhà luôn. Thiên nhãn thuấn thân của Triệu Bân đâu phải chỉ để cho đẹp, ở khoảng cách gần như thế, chỉ một giây đã đủ, chủ yếu là hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, cao thủ địa tạng tầng 1 mà liều mạng chạy trốn thì khó bắt lắm. Một chiêu tất sát đâu vào đấy. Đầu của lão già áo bạc lăn lông lốc như quả dưa hấu, trong đôi mắt già nua chứa đầy khiếp hãi. Nhìn từ góc độ này, đôi mắt ấy có thể nhìn thấy cơ thể của chính mình đang lung lay như sắp đổ trong biển máu, ngoài khiếp hãi còn có cả hối hận. Đúng là ra ngoài không xem lịch, chọc vào ai không chọc, lại cứ chọc ngay sát tinh như Cơ Ngân. Đường xuống Hoàng Tuyền, đi thong thả nhé, Triệu Bân thu kiếm, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Công việc này hắn làm quen tay lắm, thứ gì có thể lấy đi được tuyệt đối không khách xác, đến cả thi thể huyết lang của lão già áo bạc cũng được hắn thu vào chiếc nhẫn ma. TSC này có thể bán lấy tiền đấy, con ruồi dù nhỏ cũng vẫn là thịt. Làm xong những thứ này, hắn mới lấy ra thuốc bột hóa thi. Lấy thiên nhân của lão ta đi, Nguyệt Thân thong dong nói. Suýt nữa quên luôn nó, Triệu Bân tìm tới đầu của lão già áo bạc, móc luôn con mắt thứ ba, cầm nó trong lòng bàn tay mà đánh giá từ trên xuống dưới. Hắn chưa từng thấy loại thiên nhãn này, nhưng chắc cũng không mạnh lắm, nhìn cấp bậc của ảo thuật trước đó là thấy nát rồi. Hấp thu bản nguyên của thiên nhãn đi, Nguyệt Thần nói. Hấp thu, thế nào, Triệu Bân vô thức bật ra câu hỏi. Dùng thiên lôi để tôi luyện, Nguyệt Thần điềm đạm đáp. Nghe vậy, Triệu Bân lấy thiên lôi ra, bao trùm lấy thiên nhãn trong lòng bàn tay mình. Thiên nhãn bị phá hủy, chỉ có một luồng sáng được luyện ra. Triệu Bân thầm nghĩ, chắc nó là bản nguyên của thiên nhãn. Thứ này khỏi cần Nguyệt Thần nhắc nhở, hắn đã đưa bản nguyên nhập vào mắt trái của mình. Bản nguyên lọt vào khiến hắn bỗng thấy tinh thần chấn động. Dường như vùng đất khô cằn được suối nguồn tưới đẫm, thanh mát, trong veo, nhất là mắt trái, đồng lực bị tiêu hao đã khôi phục không ít, thiên nhãn cũng mạnh thêm, thị lực và đồng lực được tăng thêm. Thứ này lại mở ra thêm chân trời mới cho hắn. Hóa ra bản nguyên đặc biệt của nhãn đồng còn có công năng kỳ dị này. Khá đấy, Triệu Bân chớp chớp mắt trái, cảm giác thật kỳ diệu. Tục ngữ thường nói, chuyện tốt đi thành đôi. Vừa dung nhập được bản nguyên của thiên nhãn, hắn đã nghe thấy tiếng đì đùng. Nói cho chính xác hơn, là tiếng sấm sét. Bầu trời vốn sáng lạn với ánh sao nay có mây đen vần vũ, trong đám mây có kéo theo cả sấm chớp. Sắp mưa rồi. Thấy thế, hai mắt Triệu Bân không khỏi sáng lên, chỉ mải tìm kho báu mà quên xem thiên tượng. Hôm nay có mưa, hắn đã nhiều ngày rồi không thấy mưa, nhìn sấm chớp trong đám mây đen mà thấy thân thiết. Hắn không tránh né, bắt đầu dùng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Quỳnh! Sấm chớp ngang ngược xé toạc bầu trời. Càng nhiều càng tốt. Triệu Bân lại sách kiếm Long Uyên, vừa hấp thu sấm sét vừa múa kiếm, tinh thần phấn khích. Hắn phấn khích, tia sét cũng phấn khích, từng tia từ trên trời rội xuống như thác nước. Triệu Bân đắm mình trong cơn mưa sấm sét, liên tục vung kiếm Long Uyên. Cùng là sấm sét nhưng sấm sét từ cơn mưa này không thể bì cùng sấm sét của thiên kiếp mang uy lực hủy diệt cơ. Cho dù là thế, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tăng cường sức mạnh cho thiên lôi. Một cơn mưa lớn, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Đợi luồng sét cuối cùng giáng xuống, Triệu Bân mới dừng lại, toàn thân xẹt xẹt tia lửa điện. Một lần thiên kiếp là một lần may mắn. Một trận sấm sét cũng là một cơ hội. Uy lực của thiên lôi mạnh thêm, tiện thể còn tôi luyện cả thể phách, giúp gân cốt cơ bắp dẻo dai thêm, võ hồn tinh túy thêm. Gặp được trận sét đánh này, hắn lại thoát biến thêm đôi chút. Nếu có thể, hắn mong ngày nào trời cũng đổ mưa, ngày nào cũng có cơ hội. Thế nhưng, trời không chiều lòng người. Đợi một trận mưa có sấm sét, phải đợi rất nhiều ngày.
sáng sớm, Đại Bằng lại dương cánh bay cao. Mà Triệu Bân vẫn là kẻ có chí tiến thủ nhất, cầm kính viễn vọng quan sát bốn xung quanh. Ơ! Triệu Bân ơ một tiếng, nhắm chuẩn vào một hướng. Hắn chưa tìm thấy địa hình trong bản đồ, nhưng lại trông thấy một người quen, Ngụy Đằng. Không sai, là Ngụy Đằng, đứng trên một con huyết ưng. Phải nói rằng tên này cũng thật hồn nhiên, thực lực không ra sao mà dám một mình chạy ra đây. Ra đây rồi thì đừng hòng về nữa. Triệu Bân cười khẩy, tên này nằm mơ cũng đòi đánh chết hắn, hắn phải có qua có lại mới đúng. Để lại cũng là một tai họa ngầm, tiêu diệt sớm đi cho thanh tịnh. Cạc! Huyết ưng ré lên, chạy thẳng về phía tây bắc. Đuổi theo, Triệu Bân vỗ vỗ Đại Bằng. Tiếng kêu của Đại Bằng mới thực sự hiên ngang và khí phách, cách rất xa mà thân mình con huyết ưng kia run lên, bay không vững, đến mức Ngụy Đằng đứng trên mình nó cũng suýt nữa ngã lộn cổ xuống đất. Đợi khi đứng vững rồi, hắn ta mới nhìn ra sau. Đập vào mắt là một đám mây màu vàng sáng chói. Quả thực, nhìn từ phía xa, Đại Bằng toàn thân được phủ bằng lông vàng, chẳng phải sáng chói hay sao? Đi mau, Ngụy Đằng hoang mang thúc giục tọa kỵ. Giữa nơi hoang vu hẻo lánh này, e là có kẻ giết người cướp của. Nhìn con chim vàng óng kia là biết không phải tọa kỵ bình thường, chủ nhân chắc cũng không tầm thường, nếu kẻ đó cướp của hắn ta, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Ngụy sư huynh, vội vàng đi đâu thế? Triệu Bân bật cười. Cơ ngân. Ngụy Đằng đột ngột quay người lại, hắn ta đã nhận ra được đó là tiếng của ai. Chính vì đã nhận ra nên vẻ mặt hắn ta mới đột ngột thay đổi. Không ngờ mình lại gặp kẻ thù cũ lại đuổi theo mình trên đường ra tông về nhà. Nhìn dáng vẻ hằm hằm của Cơ Ngân, hắn ta cũng biết chắc chắn đối phương không phải đến tìm mình để nói chuyện mà là muốn giết chết hắn ta. Thúc tổ, cứu ta! Ngụy Đằng hét lớn lên, cố hết sức dục tọa kỵ của mình. Vì vậy mà hắn ta đã dùng đến hai lá bùa tốc hành để gia tăng tốc độ của huyết ưng. Huyết ưng cũng không chịu thua kém, ó phóng nhanh như một tia sáng. Nhưng, dù có nhanh đến mấy thì nó cũng không thể nhanh hơn Đại Bằng được, chỉ mới hai ba nhịp thở là đã bị đuổi kịp. Chạy đi đâu? Triệu Bân dùng Chu Tiên Quyết, giết chết huyết ưng ngay chỉ bằng một kiếm. Ngụy Đằng rơi xuống, giống như vịt lên cạn, hắn ta vùng vẫy trong không trung, vẫn chưa rơi xuống đất là đã bị Triệu Bân tóm lên lưng Đại Bằng chỉ bằng một tay rồi giam cầm hắn ta bằng một lá bùa. Cơ Ngân, người muốn hãm hại đồng môn sao? Mặt Ngụy Đằng tái nhợt. Suốt ngày chỉ muốn giết chết ta, ta giữ ngươi lại để ăn Tết chắc, Triệu Bân cười lạnh lùng. Ngươi, kiếp sau đừng chọc đến người họ Triệu, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Ngụy Đằng không hiểu những gì Triệu Bân nói, nhưng không hiểu cũng chẳng sao, hắn ta cũng không cần phải hiểu nữa. Nếu đã là giết người cướp của, Triệu Bân cũng nói nhảm nhiều, tung một chưởng đánh nát. Tâm mạch của đối phương. Học, hai mắt Ngụy Đằng lồi ra, còn người cũng co rụt lại. Không ngờ được Triệu Bân lại dứt khoát đến như vậy, không cho hắn ta cơ hội bàn điều kiện. Trên thực tế, có ra điều kiện gì thì cũng vô dụng thôi, đã đến nước này rồi, cục diện rơi vào tình trạng không chết không ngừng, giữ mạng cho Ngụy Đằng chẳng khác nào tự gây rắc rối cho mình. Hoàng lịch là thứ tốt, mà Ngụy Đằng xuất hành lại chẳng thèm xem. Chính vì không xem ngày nên mới đụng phải sát tinh thế này. Cũng phải trách hắn ta thường ngày huênh hoang quen rồi, ở Thiên Tông lại nhảy loi choi quá. Không biết khiêm tốn gì hết, luôn muốn gây sự với người khác, để rồi chọc ai không chọc, lại đi trêu vào Cơ Ngân, ra ngoài lăn lộn thì trước sau gì cũng phải trả giá. Chết tiệt! Một tiếng hét giận dữ vang lên, một con huyết điêu cực lớn phóng về phía hắn. Không cần phải nói, đấy chính là thúc tổ mà Ngụy Đằng đã gọi đến một ông già áo trắng, cao thủ cảnh giới địa tạng đích thực, hơn nữa còn là đỉnh cao, cơ. Khi nghe thấy tiếng gọi của Ngụy Đằng thì ông ta đã chạy vội về phía này. Nhưng mà vẫn chậm một bước. Đánh không lại người này, Triệu Bân nhìn thấy ông ta thì liền quay đầu bỏ chạy. Nộp mạng đi, lão già áo trắng giận dữ hét lên, cưỡi tòa kỵ đuổi theo, tay niết ra tia kiếm khí, chém xuống từ xa. Tốc độ của Đại Bằng cũng rất nhanh, Triệu Bân lại có khả năng phòng ngự khá tốt nên cố gắng lắm cũng đã đánh tan được kiếm khí. Soạt, soạt. Hai tòa kỵ, một con màu vàng kim, một con màu đỏ vút qua bầu trời. Triệu Bân quay lại, dùng kính viễn vọng quan sát thì thấy người truy sát hắn không chỉ có mỗi ông già áo trắng mà còn có rất nhiều cao thủ, tất cả đều cưỡi huyết điêu.
không cần nói cũng biết, đấy đều là người của nhà Ngụy Đăng. Nhìn xa hơn chút nữa, hắn thấy một tòa thành cổ cực lớn. Theo Triệu Bân đoán, chắc đó chỗ ở của gia tộc Ngụy Đăng. Vì hắn và Ngụy Đăng gặp nhau quá trùng hợp, mà hắn lại giết người ngay trước cổng nhà khiến những người ra cổng đón đều không kịp ra tiếp ứng. Cũng phải trách Triệu Bân ra tay quá nhanh nữa, không cho Ngụy Đăng có thời gian để nói lời nào. Bắt sống cho ta, tiếng hét giận dữ vang khắp bầu trời. Đúng như Triệu Bân đoán, có rất nhiều người đuổi đến, kẻ nào cũng đằng đằng sát khí. May mà hắn mặc áo choàng đen, đối phương không biết được thân phận của mình nếu không thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Nếu sớm biết đây là địa bàn của nhà họ Ngụy thì hắn đã cân nhắc trước để tránh được việc bị người khác đuổi giết thế này. Ấm, âm, đùng, tiếng ẩm ẩm vang lên khắp trời đất giống như tiếng sấm dồn dập. Do nhà họ Đằng có quá nhiều người, khí thế tụ lại tạo ra sức ép lớn khiến trời đất rung chuyển. Không biết đến lúc nào, tiếng nổ ầm ầm đã dừng hẳn. Nhưng vẫn có rất nhiều tòa kỵ bay trên bầu trời, tất cả đều là cao thủ của nhà họ Ngụy, họ cứ bay tới bay lui ở đó. Không phải bọn họ không đuổi theo nữa mà đuổi một hồi lại không còn thấy tung tích đối phương đâu. Tiếng gào thét giận dữ không ngừng vang lên, nhiều cao thủ đến thế mà lại không bắt được một tên cảnh giới huyền dương, đến giờ vẫn không biết kẻ thủ ác là ai. Đến nửa đêm, Triệu Bân mới dám thò đầu ra. Trông dáng vẻ của hắn rất thê thảm. Bị nhiều cao thủ như thế đuổi theo, mấy lần hắn suýt bị đuổi kịp bị tiêu diệt đến nơi. May mà hắn giỏi chạy. Thung lũng này đúng là đẹp thật, Nguyệt Thần đột nhiên thốt lên. Triệu Bân nghe thấy thì bất giác đứng dậy. Nguyệt Thần là thần nên sẽ không tùy tiện nói như thế đâu. Hắn lấy bản đồ kho báu ra. Xem sơ một lượt rồi nhìn quanh bốn phía, mắt chợt sáng rỡ lên. Địa hình của thung lũng này khá giống với địa hình của một vị trí trên bản đồ kho báu. Vì vậy có thể dùng nó làm vật tham chiếu. Và cũng có thể dùng nó để xác định vị trí. Trùng hợp thật, Triệu Bân cười he he. Nếu như không phải vì giết chết Ngụy Đăng, nếu như không bị Ngụy gia truy sát thì hắn cũng sẽ không đến thung lũng này. May mắn đó, Nguyệt Thần suýt xoa. Làm gì có trùng hợp, rõ ràng là do hắn may mắn. Nếu không gặp được cơ duyên thì cũng là sắp gặp được cơ duyên. Câu này khá đúng với Triệu Bân. Quạc! Đại bằng lại được gọi ra, sải cánh bay lên cao. Triệu Bân thì cầm kính viễn vọng, nhìn xuống toàn cảnh thung lũng, xong rồi thì lại đối chiếu với bản đồ kho báu. Hắn không hề nhận nhầm, địa hình khớp đến 9 phần, xác định được vị trí thì dễ tìm báu vật rồi. Lúc cô không gài người khác thì cũng rất đáng yêu, Triệu Bân cười he he với Nguyệt Thần. Nguyệt Thần bị hắn làm cho bật cười, Triệu Bân là người đầu tiên mô tả một vị thần như cô ta bằng hai chữ dễ thương như thế. Tây Bắc. Triệu Bân chỉ về phía xa, Đại Bằng liền sải cánh bay ra khỏi thung lũng. Xác định được đường đi thì đúng là dễ tìm hơn nhiều. Hai ngày sau, Đại Bằng dừng lại trên một vùng núi. Từ đó nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ các ngọn núi, tổng cộng vừa lớn vừa nhỏ phải có đến hơn 10.000 ngọn núi. Đại Hạ có rất nhiều nơi như thế này, vậy mới biết lãnh thổ của Đại Hạ rộng lớn biết bao, thế nên cũng khó trách những vương triều khác cứ muốn gây rắc rối cho Đại Hạ. Lãnh thổ rộng như thế thì chẳng khác gì một miếng thịt mỡ, ai thấy mà không muốn cắn vài miếng chứ. Núi Bất Tử, Triệu Bân lẩm bẩm. Trên bản đồ có đánh dấu chỗ đó, hơn nữa hắn cũng đã từng nghe. Tương truyền, thời xưa có một lão đạo từng ngộ đạo ở núi này, 1.000 năm mà không chết. Cái tên núi Bất Tử cũng có từ đó. Ngàn năm mà không chết thì chắc là một vị tiên rồi. Cảnh giới thiên võ như Đại Hạ Hồng Uyên cũng không sống được ngàn năm. Đương nhiên, đấy chỉ là một truyền thuyết cổ xưa, còn về phần tính thật giả của nó thì không ai biết được, cũng không có người nào có thể kiểm chứng được. Những người từng gặp lão đạo Bất Tử đều đã chết từ rất nhiều năm trước rồi. Chẳng chỉ ra vị trí chính xác gì cả, Triệu Bân cầm bản đồ kho báu và gãi đầu. Núi Bất Tử có tới hơn cả vạn đỉnh núi, ai mà biết bảo tàng nằm ở đâu. Nếu như tìm từng đỉnh một thì chắc tới sang năm cũng chưa tìm ra được. Tú Nhi đáng yêu ơi, Triệu Bân liếc mắt, cười he he, hắn quên mất chiếc đèn chỉ đường này. Thần mà! Dù cho chỉ còn lại chút tàn hồn nhưng khả năng cảm ứng cũng phi thường lắm. Thú vị! Nguyệt Thần không để ý đến Triệu Bân, chỉ nhìn những ngọn núi đó.
Mặc dù hai chữ đó khá nhẹ nhàng nhưng Triệu Bân lại cảm thấy rất có sự chấn động. Đến cả thần linh cũng nói là thú vị, vậy thì kho báu trong núi này phải đã mắt đến nhường nào, chắc không phải có cất giấu cả một núi vàng đấy chứ. Ngọn núi cao nhất đấy, một lúc lâu sau, Nguyệt Thần mới lên tiếng. Cao nhất hả, Triệu Bân lại rút kính viễn vọng ra. Hắn nhìn quanh một lượt rồi mới chạy thẳng vào sâu bên trong, ngọn núi cao nhất ở sâu bên trong. Theo như chỉ dẫn của Nguyệt Thần, hắn đến một vách núi treo leo, dùng bùa lơ lửng, tiến xuống từng bước một. Lúc đến lưng chừng nửa vách núi thì hắn mới dừng bước. Chắc là ở đây rồi, Triệu Bân gõ lên vách núi. Nhìn từ bên ngoài, vách đá chẳng có gì đặc biệt nhưng trên thực tế, bên trong lại trống rỗng. Chắc người giấu bảo bối đã đào một hang núi bên trong vách đá này rồi khôi phục lại vách đá về nguyên trạng. Nếu như không có bản đồ kho báu thì ai mà biết ở đó có một bảo tàng như thế. Dù cho có bản đồ kho báu thì cũng không dễ gì tìm thấy, hắn cũng nhờ có Nguyệt Thần chỉ dẫn mới tìm được chính xác, nếu đổi lại là người khác thì chắc phải tìm đến 2 năm. Chu Tiên Quyết. Triệu Bân lùi về sau mấy trượng, chém nứt vách đá bằng một kiếm. Đúng thật là một hang núi. Ở cuối hang núi là một cánh cửa bằng đá, cánh cửa đá rất cứng, Chu Tiên Quyết mà cũng không làm gì được, quan sát kỹ thì mới biết nó có cơ quan, hai bên đều có 3 ngọn đèn đá. Không thể làm khó được ta. Triệu Bân liền mở thiên nhãn, hắn có thể thấp thoáng nhìn thấu được kết cấu của cơ quan. Cái này xoay 3 vòng. Cái này xoay ngược lại 2 vòng. Cái này xoay xuôi 1 vòng. Hắn có thiên phú hơn người nên đã nhanh chóng nghiên cứu ra được hết tất cả. Chạy tới chạy lui 2 bên cửa đá. Đến khi đèn đá xoay đến vòng cuối cùng, tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá mở ra. Cảnh tượng Triệu Bân bị vàng bạc làm cho lóe mắt không hề xuất hiện, tất cả mọi thứ đều rất bình thường, điều này khiến Triệu Bân thấy không quen chút nào, đã nói là kho báu rồi mà. Sao lại không có động tĩnh gì thế này? Hắn nhìn lướt qua rồi mới cầm kiếm tiến vào, nhìn sơ qua là đã có thể thấy hết. Đây là một hầm đá. Rộng không quá 30 trượng, không có bàn ghế ngồi, cũng không có ấm trà chén rượu gì cả, ngoài một đàn tế ra thì cả hầm đá không còn thứ gì khác. Bên trên đàn tế có treo một cây cung lớn màu vàng kim. Đây là bảo tàng sao? Triệu Bân nhanh chân chạy đến trước đàn tế, quan sát cây cung từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Không biết nó đã được treo ở đây bao nhiêu năm rồi mà phủ đầy bụi mờ thời gian. Cũng không biết được làm từ vật liệu gì nhưng nhìn là biết nó không tầm thường, đặc biệt là sợi dây cung, có hơi thở của rồng bao phủ, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng rồng gầm thét. Ngoài ra, trên thân cung còn có khắc các đường vân, trông như rồng đang uốn lượn. Triệu Bân đưa tay ra lấy cung. Hắn đã đánh giá thấp trọng lượng của cây cung này, nó phải nặng tầm mấy trăm cân, lúc hắn nắm trong tay thì bụi trên thân cung lập tức biến mất, phát ra ánh sáng lấp lánh, ngoài ra còn có một luồng khí bá đạo ập vào mặt hắn. Khiến hắn phải chao đảo. Cung bá vương. Đến giờ Triệu Bân mới nhìn thấy chữ được khắc trên thân cung. Không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy 3 chữ này thì lại bất giác nghĩ đến một câu nói, bá vương ngạnh thượng cung. Sao bá vương ngạnh thượng cung, bá vương chỉ những người siêu mạnh mẽ, ngạnh thượng cung hiểu là xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ, mà cường cung thì hiển nhiên sẽ bắn ra cường tiễn. Lúc hắn nhìn thì đột nhiên cửa đá đóng lại. Không chỉ có vậy, hầm đá cũng rung lắc ầm ầm, các đường vân được khắc lên trên 4 bức tường như sống lại, sau đó thì ẩn hết vào trong, chỉ thỉnh thoảng phát ra ánh sáng thôi. Chuyện này, Triệu Bân ngây ra một lúc. Hắn vung kiếm, chém vào cửa đá, nhưng chỉ có tia lửa tóe lên, không thể mở cửa ra được. Hắn lại chém lên 4 bức tường xung quanh nhưng không chỉ không chém nứt được mà ngược lại còn bị chấn động đến tê tay. Nào! Hắn không chịu thua, biến ra rất nhiều phân thân. Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất. Tiếp đó, hắn xuất đòn mạnh nhất, nhắm chuẩn vào cánh cửa đá đang chắn lối ra. Choảng! Bụp! Vẫn là tiếng kim loại va vào nhau, lần này, hắn bị chấn đến phải hộc máu, chiêu mạnh nhất của hắn mà cũng không thể làm gì được cửa đá. Hắn lại dùng đến xe nỏ và bùa nổ, nhưng vẫn không mở ra được. Không biết cửa đá và mấy bức tường được làm bằng gì nữa, cứng quá sức tưởng tượng của hắn, hoặc cũng có thể nói không phải là cửa đá và các bức tường cứng mà là nhờ sự gia trì của cấm chế. Triệu Bân giật khóe môi, hình như đã hiểu ra được. Đây chính là một cái lồng giam.
còn cung bá vương trên tay hắn chính là một cơ quan. Lấy nó ra khỏi đàn tế là đã chạm vào cấm chế của hầm đá, vì vậy nên mới biến thành một nhà lao đá, nhốt hắn ở bên trong. Thú vị thật! Mặt Triệu Bân hơi sầm lại, cũng không biết nhân tài nào đã cất bảo bối và để lại bản đồ kho báu, vậy mà còn bày trò này với đời sau nữa. Bẫy người ta à? Có được bảo bối thì sao chứ? Bị nhốt ở đây mất rồi. Khảo nghiệm ư, Triệu Bân lẩm bẩm. Suy đoán đó của hắn rất có khả năng, chắc không phải là cạm bẫy, người đời sau có thể tìm đến đây thì chỉ có thể chứng minh họ có tư cách lấy được bảo bối, còn về phần có lấy được bảo bối đi hay không thì phải coi bản lĩnh của họ rồi. Triệu Bân suy nghĩ một lúc rồi đặt cung bá vương về đàn tế trở lại. Đáng tiếc, cấm chế không phản ứng, dù cho đã để cung bá vương về chỗ cũ nhưng cửa đá vẫn không mở ra. Tú Nhi, làm sao để ra đây? Sau khi thử nhiều lần mà vẫn không có kết quả, Triệu Bân tằng hắng, nhìn sang Nguyệt Thần. Cung bá vương, Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Triệu Bân nghe xong thì im lặng, cầm cung bá vương lên lại. Ý của Nguyệt Thần rất rõ, mấu chốt vẫn nằm ở cây cung này. Thế là, Triệu Bân cầm cung bá vương, đi tới đi lui trong hầm đá, thỉnh thoảng còn giơ tay lên, gõ cung bá vương lên tường và cửa đá, âm thanh vang lên đùng đùng cứ như đang gõ lên tấm sắt. Không phải cửa đá và tường cứng mà là cấm chế được khắc bên trong nó đã gia tăng độ cứng của cửa đá và các bức tường. Hắn gõ một vòng nhưng vẫn không nghiên cứu ra được manh mối gì. Lúc thông minh thì ngươi rất thông minh, Nguyệt Thần lại nói. Triệu Bân nghe thấy vậy thì không kiềm được, tằng hắng một tiếng. Nguyệt Thần chỉ nói nửa câu, còn nửa câu còn lại, chắc là lúc không thông minh thì thằng nhóc nhà ngươi đúng là một tên đần mà. Ta đã hiểu rồi. Triệu Bân vỗ đùi, đột ngột đứng lên. Hắn lại đến trước cửa đá, đứng đối diện với cửa đá, cách cửa đá 3-4 trượng. Sau đó, hắn kéo cung, cung là cung bá vương, còn tên chính là thiên lôi của hắn. Hắn đã chuyển chân nguyên và thiên lôi vào cung bá vương, tạo thành một mũi tên lôi đình. Nếu như hắn tính toán không nhầm thì chỉ có mũi tên được bắn ra từ cung bá vương mới có thể mở được cánh cửa đá này ra, cấm chế chỉ nhận ra tên được bắn ra từ cung bá vương. Những thứ khác đều không có tác dụng. Hắn kéo căng cung như trăng tròn. Tên lôi đình rung lên ù ù, còn có thêm khí huyền hoàng tăng thêm sức mạnh. Một cây cung thật bá đạo. Mũi tên vẫn chưa được bắn ra mà trong lòng Triệu Bân đã cảm thấy kinh ngạc. Lúc hắn kéo hết cỡ cung bá vương thì mới biết độ bá đạo của cây cung này. Uy lực của mũi tên lôi đình kết hợp với cây cung này cũng tăng lên không ít, vì vậy mới nói. Uy lực của mũi tên được bắn ra từ cây cung này tự khắc được gia tăng. Mở ra cho ta. Triệu Bân khẽ hét lên một tiếng rồi buông dây cung ra. Tên lôi đình được bắn ra, giống như một tia chớp với khả năng xuyên thủng cực lớn, đâm xuyên cửa đá. Ầm. Cửa sắt rung lên. Bốn bức tường xung quanh cũng rung lên, những cấm chế được khắc bên trên cũng lần lượt biến mất. Mở. Triệu Bân xuất chiêu hám sơn quyền. Đập tan cửa đá, chuyện này đã chứng minh cho dự đoán trước đó của hắn là đúng, không phải cửa đá cứng mà là cấm chế trên cửa đá, và cũng chỉ có mũi tên được bắn ra từ cung bá vương mới có thể mở cửa được. Uy lực mạnh thật. Triệu Bân ôm cung bá vương, hà hơi vài cái rồi dùng ống tay áo chà lau sơ, chà đến sáng bóng. Đúng là một cây cung đầy sức mạnh, cũng không biết do vị tiền bối nào đã đúc ra nó để hắn được lời thế này. Đa tạ tiền bối đã ban tặng. Lúc ra khỏi hang núi, Triệu Bân còn không quên chắp tay hành lễ. Báu vật này đáng giá hơn vàng bạc châu báu rất nhiều. Sau khi hành lễ, hắn mới quay lưng, dùng bùa lơ lửng, tiến lên lại từng bước. Đi đâu đó, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Về nhà, bảo bối lớn vậy mà không cần sao. Còn bảo bối nữa à, mắt Triệu Bân sáng rỡ lên. Trong núi này có một không gian thế giới nhỏ. Không gian, thế giới nhỏ, Triệu Bân nghe thấy vậy thì hai mắt liền sáng lên. Huyền môn thiên thư có giới thiệu sơ về không gian thế giới, nó được tạo ra từ đại thần thông, lớn thì có thể rộng bằng vũ trụ bao la, nhỏ có thể tí hi chỉ bằng một hạt bụi, tất cả đều phụ thuộc vào mức độ lĩnh ngộ không gian cao đến đâu của người chế tạo. Đương nhiên người phàm sẽ không thể nào tạo ra được, dù cho là thần tiên trên cao, nếu như lĩnh hội không đủ về không gian thì cũng không tạo ra được. Trước giờ. Những thứ liên quan đến lĩnh vực này đều phức tạp và khó hiểu,
người ham học như Triệu Bân mà cũng chỉ hiểu được lưng chừng. Thuấn thân thiên nhãn của hắn có liên quan đến một vài không gian, nhưng lại chỉ là phần vặt vãnh trong những phần vặt vãnh mà thôi. Ở đây có không gian thế giới à? Cái đầu của Triệu Bân nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang nhìn dọc cứ như cái trống lắc. Đáng tiếc là hắn chẳng nhìn ra được gì cả. Hắn nhìn ra được mới là lạ, nếu như ai cũng có thể nhìn ra được thì còn gọi là không gian thế giới nhỏ nữa sao? Sở dĩ Nguyệt Thần nói vùng núi bất tử này thú vị là vì đến thần tiên cũng chưa chắc nhìn ra được thì nói gì đến người phàm như hắn. Ở đâu chứ, Triệu Bân vẫn còn đang tìm kiếm. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ rắc một vùng ánh sáng vàng xuống. Nói chính xác hơn thì đó là một mảng chữ màu vàng lấp lánh. Triệu Bân nhìn thấy thì mới biết đấy là một đoạn chú cổ. Hướng về sao bắt đầu, đọc đi, Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Triệu Bân lập tức đứng im, đầu ngẩng lên, hắn có thể nhìn thấy cả bầu trời sao và đương nhiên cũng nhận ra được sao bắt đầu. Khi hắn xem tinh tường thì cũng xem sao bắt đầu nhiều nhất và tối nay, sao bắt đầu cũng cực kỳ sáng, vừa nhìn là có thể thấy ngay. Hắn không nghĩ gì nhiều mà lập tức đọc câu chú Nguyệt Thần vừa dạy. Hắn đọc xong câu chú thì liền có một luồng sáng từ trên sao bắt đầu phóng xuống núi bất tử. Một tiếng nổ lớn chấn động trời đất liền lập tức vang lên, cả vùng núi bất tử cũng theo đó mà lắc lư. Có lẽ vì xảy ra đột ngột nên Triệu Bân cũng lảo đảo theo, suýt chút ngã từ trên đỉnh núi xuống. Đến khi đứng vững lại thì hắn liền nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, không ngờ trung tâm của núi bất tử lại có một thành cổ, đội đất mọc lên, bình địa mọc lầu cao trong truyền thuyết chắc là đang chỉ cảnh tượng này đây. Cũng không biết là thành cổ của nhà nào mà lại nguy nga tráng lệ đến thế, to gấp 3 lần thành vong cổ, cổ kính và phủ đầy rêu phong, khí thế vô cùng. Vì nó mọc từ dưới đất lên nên cả dãy núi bất tử đã bị rung lắc mạnh, các đỉnh núi đều có đá vụn lăn xuống, chim thú trong rừng đều kinh hãi gào thét. Đấy là không gian thế giới sao, Triệu Bân lên tiếng. Nhìn bên ngoài thì nguy nga nhưng lại đổ nát, Nguyệt Thần nói với vẻ tiếc nuối. Vậy mà đổ nát sao, Triệu Bân nhếch miệng. Nhìn từ bên ngoài không thể nào nhìn thấy được toàn bộ không gian thế giới thật sự. Giống như ngôi thành này, vì đã tồn tại quá lâu nên không gian bị hư tổn, nếu không thì ngươi cũng không thể nào nhìn thấy được vẻ ngoài của nó. Vị tiền bối nào mà lại có sức mạnh lớn đến thế? Đừng nhìn nữa, mau vào đi, Nguyệt Thần thúc giục. Đã có rất nhiều cao thủ đến đây. Chủ nhân của không gian thế giới nhỏ đã chết từ rất lâu rồi, giờ nơi đây đã trở thành vật không chủ, ai vào trước, khắc dấu ấn của mình lên trước thì người đó sẽ là chủ nhân của không gian thế giới nhỏ. Triệu Bân sực tỉnh, nhanh chân chui vào trong. Đến khi vào trong thành thì hắn mới biết thế nào là nguy nga tráng lệ. Tường thành của tòa thành này cao hơn một bậc so với đế đô, trước thành có hai con sư tử đó rất to đang ngồi. To đến mức nào hả? To bằng hai ngọn núi nhỏ. Được khắc rất sinh động, nhìn rất đáng sợ. Hắn nhìn xong sư tử đá thì lại nhìn sang tấm biển trên cửa thành. Đập vào mắt hắn là ba chữ thành thiên thu. Thiên thu trường tồn, thống nhất giang hồ sao? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đứng dưới thành, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển, ba chữ thành thiên thu được khắc rất có lực, hơn nữa còn có một uẩn ý cổ ẩn bên trong khiến hắn không sao thở nổi. Từ đó có thể thấy, tu vi của người viết mấy chữ này cao biết chừng nào. Nhất định là một vị tiên, nếu như không phải tiên thì cũng không thể tạo ra được không gian thế giới rồi. Nhỏ máu của ngươi lên trên tấm biển đi, Nguyệt Thần nhắc nhở. Triệu Bân làm theo, cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên tấm biển. Lập tức, đầu óc hắn liền lâng lâng, như có thể mơ hồ nhìn thấy có thêm thứ gì đó. Có thêm thứ gì chứ? Có thêm thứ thuộc về mình. Bây giờ tòa thành có tên thành thiên thu của không gian thế giới này đã là của hắn. Niềm vui bất ngờ này khiến đầu óc hắn quay cuồng. Không ngờ hắn lại trở thành chủ nhân của không gian thế giới. Làm nhân vật chính thật tuyệt, không cần tốn tiền mà vẫn lấy được bảo bối. Lúc đầu óc hắn quay cuồng thì cửa thành đã từ từ mở ra, theo sau đó là một vùng ánh sáng từ trong thành chiếu ra trông khá dịu và cổ kính, hơn nữa còn vô cùng chói mắt. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần trước rồi mới bước vào với vẻ thăm dò. Đập vào mắt hắn là một không gian rộng lớn, khắp nơi mây mù răng lối, có thể nhìn thấy rừng cây trên đỉnh núi, cũng có thể nhìn thấy nước sông chảy róc rách, cây cỏ rậm rạp khác thường, linh khí cũng nhiều hơn bình thường, giống như một thế giới hoàn chỉnh. Lúc hắn đang thảng thốt thì dường như còn có thể nhìn thấy tiên hạc đang bay lượn trên mây,
dường như còn có thể nghe thấy âm thanh của trời, cứ vang vọng mãi trong không gian. Một nơi thanh tĩnh. Đấy là cảm giác đầu tiên của hắn. Cũng đúng là như vậy, chỗ này không lấm bụi trần, cũng không có bất cứ nhơ nhớp nào. Tiên cảnh sao? Triệu Bân liếm đầu lưỡi, cảm giác khát khô. Nguyệt Thần nghe vậy thì mỉm cười, chỗ này còn kém xa tiên cảnh, chẳng qua chỉ là một không gian thế giới nhỏ mà thôi. Nghĩ cũng đúng, đương nhiên sự hiểu biết võ tu không thể so bì với thần linh được, chỉ có một thế giới nhỏ thôi cũng đủ khiến hắn thấy kinh ngạc rồi. Triệu Bân không nhúc nhích, khẽ nhắm mắt lại. Hắn đã là chủ của thành Thiên Thu, hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh của tòa thành khi nhắm mắt lại, giống như thượng đế đang ngôi ngự trên cao sát, đúng là tiên cảnh nhân gian, chắc cũng quan lớn bằng nửa đế đô. Khắp nơi đều tràn ngập sức mạnh thần bí, chắc đó là sức mạnh không gian trong truyền thuyết, còn cả cấm chế ẩn bên trong. Đã khác rất nhiều đường vẫn phức tạp, chắc đó là một loại tiên trận. Mặc dù hắn nhìn không hiểu nhưng hắn lại biết tiên trận đó không hoàn chỉnh, về điểm này thì Nguyệt Thân đã không lừa hắn. Lúc hắn mở mắt ra thì lại nhìn lên trời. Bên trên được bao phủ bởi một lớp khác hẳn so với thế giới bên ngoài, không thể nhìn thấy mặt trời, cũng không thể nhìn thấy mặt trăng, chỉ có những ngôi sao lấp lánh, phát ra ánh sáng nhấp nháy, đấy không phải là sao thật mà chắc là những điểm xuyết kỳ lạ. Đóng cửa, Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Triệu Bân nghe xong thì lập tức dùng ý niệm. Một tiếng ầm vang lên, hai cánh cửa lớn liền đóng lại. Triệu Bân đã là chủ nhân của chỗ này, một khi cửa thành đóng lại, nếu không có sự cho phép của hắn thì không ai có thể vào, chỉ là không biết cao thủ cỡ Hồng Nguyên thì có thể mở ra được hay không thôi, vì dù sao thì dù cho tòa thành có tên thành Thiên Thu của không gian thế giới nhỏ này có tiên trận nhưng nó cũng không hoàn chỉnh, nếu ai đó cố công phá, không biết nó có chống đỡ nổi hay không. Lúc này hắn mới đi vào bên trong, vừa đi vừa quan sát hai bên, có lúc hắn dừng lại dưới gốc cây, tất cả đều là cây thật. Cành cây to bự, dây leo thòng xuống, đầy sức sống. Có lúc hắn lại đứng bên bờ sông, đưa tay vớt một vạt nước sông lên, nước sông trong vắt và mát lạnh, hơn nữa còn có mây khói. Bốn cửa thành đông, tây, nam, bắc. 99 ngọn núi. Triệu Bân vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa đi vừa chậc lưỡi. Đây đâu phải là không gian thế giới nhỏ, rõ ràng là không gian thế giới lớn mà. Hắn như một du khách, cứ đi rồi dừng ngắm nhìn. Không biết đến lúc nào, hắn mới trèo lên một ngọn núi nhỏ. Trên ngọn núi, có một đàn tế thất tinh. Tú Nhi, đây là một trận pháp nhỉ? Triệu Bân hỏi với vẻ mặt tò mò. Tụ linh trận, Nguyệt Thần nói, có thể hội tụ linh khí thiên địa. Hèn gì linh khí ở chỗ này lại dày đặc đến thế? Triệu Bân chồm tới, nhìn lên nhìn xuống mấy lượt. Hắn xem một vòng nhưng vẫn không hiểu được nguyên lý, là do đạo hạnh của hắn thấp nên không thể hiểu gì. Hắn lại đến ngọn núi khác. Giống như những gì hắn suy đoán, tất cả đều có một đàn tế thất tinh, tất cả đều là tụ linh trận. Có trận pháp này thì chắc linh khí của thành Thiên Thu sẽ không bao giờ cạn. Một nơi tuyệt đấy. Triệu Bân vô cùng vui mừng, hắn đã có tính toán trong lòng. Khi hắn ra khỏi đây thì sẽ đón người nhà họ Triệu vào nơi này. Trốn trong thành Thiên Thu thì sẽ an toàn hơn trốn ở thành Vong Cổ, cũng không cần phải sợ Tử Y Hầu gây rắc rối nữa. Còn hắn thì cũng không cần phải lo lắng về sau nữa, có thể yên tâm đi báo thù. Nếu thật sự đánh không lại thì đến đây trốn, sau khi đủ lớn mạnh thì lại ra ngoài bay nhảy, hắn có cả khối thời gian mà, sẽ có một ngày, khi hắn đạt được đến trình độ của Hồng Nguyên, đến lúc đó thì không cần phải trốn tránh nữa. Chỗ này sẽ là chỗ lánh nạn của Triệu gia hắn. Hắn đi lòng vòng một hồi, cuối cùng xuất hiện ở trên đỉnh núi cao nhất của thành Thiên Thu. Ở đây, hắn nhìn thấy một thứ thú vị. Là gì đây chứ? Là sa bàn. Không sai, là sa bàn, là loại dùng khi đánh trận, tất cả các địa hình núi cao, sông lớn, thảo nguyên, thung lũng, lòng chảo. Đều được làm thành mô hình và được cắm cờ đỏ bên trên để dễ điều binh khiển tướng. Và sa bàn này đang mô tả lại toàn cảnh của núi Bất Tử, có thể nhìn thấy hết hơn cả vạn ngọn núi mô hình, chỉ có điều nó không phải là vật chất thật mà là hư vô. Sao có thể làm được như thế? Triệu Bân vuốt cằm, đi quanh sa bàn, nhìn tới nhìn lui. Kiến thức hạn hẹp nên cứ như một tên nhà quê, nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ, còn giơ tay ra sờ nhẹ lên, tất cả mô hình bên trong, bất kể là núi sông hay cây cỏ thì cũng đều là hư vô hết.
hắn nghiên cứu cả buổi mới nhìn sang Nguyệt Thần. Tòa thành này kết nối với sao Bắc Đẩu, có bí pháp đặc biệt gia cố, Nguyệt Thần trả lời, nói trắng ra, từ phía sao Bắc Đẩu. Có thể nhìn thấy toàn cảnh núi Bất Tử, thêm nữa là nó chiếu rọi xuống Sa Bàn. Thần kỳ vậy sao? Triệu Bân gãi đầu, tiếp tục xem Sa Bàn. Từ Sa Bàn này, hắn có thể nhìn thấy mọi đỉnh núi của dãy núi Bất Tử. Không chỉ có thể nhìn thấy núi mà còn có thể nhìn thấy con người. Không sai, có người đã vào núi Bất Tử. Chuyện này cũng không lạ, Thành Thiên Thu đột ngột trồi lên từ mặt đất tạo ra động tĩnh lớn đến như vậy, tất nhiên là sẽ làm chấn động tứ phương. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là, từ thứ này hắn có thể thấy rõ ràng có bao nhiêu người đã vào núi, tu vi của bọn họ cao bao nhiêu, mặc quần áo gì, làm gì ở bên trong, thậm chí ngay cả gương mặt của bọn họ hắn cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Đồ tốt, hai mắt Triệu Bân sáng rỡ. Hắn đã lớn thế này rồi mà hôm nay mới được nhìn thấy thứ thần kỳ đến như vậy. Cũng không biết là nhân tài nào đã tạo ra nó, đúng là một vật tuyệt vời. Trong khi hắn quan sát thì càng có nhiều người tiến vào trong núi Bất Tử hơn, nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái nhất chính là những người đó đều đâm đầu vào núi Bất Tử như ruồi không đầu, nhìn thì giống như đang đi dạo nhưng thật ra lại càng giống với lạc đường hơn, đa số mọi người đều vò đầu bứt tai, thần sắc hết sức buồn bực. Chuyện này, Triệu Bân lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Thành Thiên Thu tự kéo dài trận pháp, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Ý của cô là gì? Triệu Bân ngây người hỏi. Trận pháp này rơi xuống đất liền mọc rễ, Nguyệt Thần lại chậm rãi nói, sau khi mọc rễ thì nó liền bành trướng, kéo dài đến tận núi Bất Tử. Đó là một tòa mê tung trận cấp tiên, bất cứ ai bước vào núi Bất Tử thì đều sẽ bị mất phương hướng, nếu như không phải là người có thần thông hoặc thiên nhãn đặc thù thì sẽ không thể nào thoát ra được. Thảo nào tất cả bọn họ đều bị lạc đường. Triệu Bân mỉm cười, đôi mắt của thần nhân càng thêm sáng ngời. Tòa mê tung trận cấp tiên này quả nhiên không tầm thường. Đã như vậy thì hắn lại càng phải đưa Triệu gia vào đây. Thành Thiên Thu nằm trong dãy núi Bất Tử, xung quanh được ngàn vạn ngọn núi bao bọc, lại có thêm mê tung trận cấp tiên kia chỉ có một mình hắn mới có thể tùy ý bước vào. Người ngoài không thể nào xâm nhập bởi vì vừa bước vào núi Bất Tử là đã bị vây chết trong mê tung trận. Đừng nói đến chuyện muốn tìm được Thành Thiên Thu, ngay cả chuyện muốn bước ra khỏi mê tung trận cũng khó như lên trời. Tìm khắp đại hạ e rằng cũng không thể nào tìm ra được một nơi nào khác an toàn hơn nơi này. Chết tiệt, tại sao lại quay trở lại đây rồi? Ta đã từng vào núi Bất Tử nhưng chưa từng gặp sương mù mà. Lão Phu lạc đường mất rồi sao? Núi Bất Tử dưới ánh trăng không hề yên tĩnh, liên tiếp có những tiếng nói hoang mang vang lên. Theo như quan sát của hắn thì những tiếng nói đó là của những người đang đi lang thang trên những đỉnh núi, hoặc đi lang thang giữa các ngọn núi, có người dậm chân gãi đầu lẩm bẩm không thôi, cũng có người thốt ra những lời nguyền rủa, nghi hoặc và trầm mặc. Lúc trước khi núi Bất Tử bắt đầu rung chuyển thì bọn họ đã bước vào để kiểm tra, nhưng khi vừa bước vào ngọn núi thì bọn họ lại giống như bước vào một màn sương mù không lối thoát, đi vòng quanh cả đêm cũng không thể nào thoát ra được. Ngoài việc tức giận mắng chửi liên hồi thì bọn họ cũng không còn có thể làm được điều gì khác. Đúng là đoạt thiên tạo hóa. Ở Thành Thiên Thu, Triệu Bân đang cầm một chiếc kính lúp nhìn chăm chú vào Sa Bàn. Những người bị mắc kẹt trong núi Bất Tử đi vòng vòng cả đêm thì hắn cũng ngồi nghiên cứu gần như cả đêm. Với sự hiểu biết hiện tại thì hắn thực sự không thể lý giải được chuyện này. Chuyện này không có liên quan gì đến thiên phú, đây chính là quy tắc hạn chế. Nếu như con người không đạt đến một trình độ nhất định thì chắc chắn sẽ không thể tìm ra con đường nào để lĩnh ngộ những chuyện thần tiên này. Tú Nhi, có cách nào để thả bọn họ ra ngoài không? Triệu Bân hỏi. Hắn đang nói đến những người bị mắc kẹt trong núi Bất Tử. Không thể cứ để một đống người đi vòng vòng trong núi như thế được. Nếu như có một hai người trong số này tìm ra được Thành Thiên Thu thì hắn chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Hắn không muốn thiên hạ biết được bên trong dãy núi này có ẩn giấu một tòa thành. Đẩy mê tung trận ra một góc, thấy đường ra rồi thì bọn họ sẽ tự đi ra ngoài thôi, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Vấn đề là ta không biết cách, Triệu Bân ho khan một tiếng nói, đây chính là tiên trận, hắn đã nghiên cứu gần như cả đêm cũng không nghĩ ra cách nào, cũng bởi vì đạo hạnh của hắn vẫn còn quá nông cạn cho nên không biết phải sử dụng thứ này như thế nào. Nguyệt Thần phất tay biến ra một luồng ánh sáng màu vàng kim kết lại thành những ký tự vàng. Đó là pháp môn điều khiển mê tung trận,
cô ta là thần cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được tiên trận hình thành ở đâu, cách thay đổi như thế nào. Pháp môn này rất đơn giản, Triệu Bân chắc chắn có thể lĩnh hội được, bởi vì năng lực lĩnh hội của hắn rất khủng khiếp. Hơn nữa, tên nhóc này chính là chủ nhân của Thành Thiên Thu, giao lại chuyện này cho hắn làm thì cô ta cũng đỡ gánh nặng. Triệu Bân nhìn không chớp mắt, lĩnh hội pháp môn vào trong thần thức sau đó tĩnh tâm tìm hiểu. Mắt của hắn càng lúc càng sáng lên như được thần minh chỉ điểm, trong nháy mắt đã thông suốt hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau thì hắn mới nhúc nhích, dùng thiên lôi biến thành một cây côn mảnh, vừa niệm chú vừa gõ gõ cây côn lên sa bàn. Hắn bên này chỉ thao tác nhẹ một chút nhưng đã tạo ra động tĩnh hết sức khủng khiếp ở núi Bất Tử. Động tĩnh lớn đó chính là sương mù bên trong Mê Tung trận đều mãnh liệt quay cuồng, còn người ở bên trong núi Bất Tử thì hết sức kinh ngạc, nét mặt của ai cũng lộ ra vẻ khó hiểu, chuyện này rõ ràng quá quỷ dị khiến cho bọn họ sợ tới mức bất giác muốn đi cả ra quần. Trong bóng tối hiện ra một bàn tay khổng lồ đang điều khiển tất cả những thứ bên trong núi, hơn nữa bọn họ còn có thể cảm giác được bên trong bóng tối kia còn có một đôi mắt đang nhìn chừng chừng vào bọn họ, khiến cho bọn họ sởn cả gai óc. Chơi vui quá. Triệu Bân bật cười, trò này quả thật rất thú vị. Cũng may là tiên trận đã bị tàn phá, Nguyệt Thần thở dài nói. Ý của cô là gì? Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Tiên trận đã bị tàn phá, trong núi Bất Tử chỉ còn lại Mê Tung trận, nếu như vẫn còn sát trận thì ở đây ngươi chỉ cần gõ nhẹ là bên ngoài đã xảy ra sóng gió nghiêng trời lệch đất, không biết có bao nhiêu người sẽ phải chôn thây bên trong trận. Còn có thần lực đó sao? Triệu Bân kinh hãi. Vị tiên bày ra trận pháp này thật sự quá kinh người. Vị tiên đó đã có thể tạo ra được trận pháp này, nếu như tiên trận này đầy đủ thì vị tiên đó cũng không cần phải ra khỏi thành, chỉ cần ngồi trong thành nghịch sa bàn thì cũng có thể giết người, người bước vào trận pháp này chỉ e rằng mình đã bị giết như thế nào cũng không biết. Tuy nhiên, tiên trận đã bị tàn phá, chỉ còn lại Mê Tung trận. Tuy nhiên, bởi vì đạo hạnh vẫn còn quá nông cạn cho nên hắn không thể nào phục hồi được tiên trận. Có còn hơn không, Triệu Bân thầm nói, chỉ cần một tòa Mê Tung trận cũng đã đủ khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu rồi. Hắn định thần lại, tiếp tục dùng cây côn đẩy Mê Tung trận qua một góc, mở đường cho mấy người kia đi ra ngoài. Đường ra, có đường ra, mau chạy thôi. Bên trong núi Bất Tử không ngừng vang lên những tiếng la hét, những người bị lạc đều đã tìm ra phương hướng, bọn họ tiến vào trong núi nhanh chóng bao nhiêu thì khi chạy ra cũng nhanh chóng bấy nhiêu. Nơi này là một nơi quỷ quái, bọn họ một khắc cũng không muốn ở lại nữa. Lúc ra khỏi núi Bất Tử rồi thì bọn họ đều đứng ở bên ngoài ngọn núi ngoái nhìn lại, người nào người nấy cũng đều nheo mắt, cảm thấy hết sức kỳ quái. Trong số bọn họ có không ít người đã từng tới núi Bất Tử này nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì dị thường như hôm nay, khiến cho bọn họ mắc kẹt cả đêm mới có thể thoát ra ngoài. Ai muốn vào lại thì vào, lão phu về nhà ngủ, có một lão già xua tay rồi quay đi. Thấy lão ta bỏ đi, nhiều người cũng bỏ đi theo lão ta. Quỷ dị, núi Bất Tử thật sự quá quỷ dị, vừa bước vào đã lạc đường, có thể thoát ra nhanh lúc nào thì hay lúc ấy. Sau này bọn họ nhất định sẽ không bước vào núi này tìm kích thích nữa. Bên trong đại hạ có quá nhiều nơi quỷ dị, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một cấm địa. Núi Bất Tử lại trở nên vắng lặng, sương mù lượn lờ. Triệu Bân thu côn thiên lôi vào rồi lại biến ra 9 phân thân. Để lại phân thân canh giữ sa bàn còn hắn thì quay người rời đi. Huyền cơ của Thành Thiên Thu hắn đã có thể hiểu được, hắn phải nhanh chóng quay về thành vong cổ mang toàn bộ Triệu gia đến đây. Ra khỏi thành, hắn đi thẳng một đường ra ngoài. Mê Tung trận của núi Bất Tử chỉ là vật trang trí đối với hắn, ai bảo hắn lại là chủ nhân của Thành Thiên Thu chứ? Tất nhiên chủ nhân thì sẽ không bị sương mù che khuất tầm mắt rồi. Phân thân và chủ thể có sự tương thông thị giác với nhau. Hắn đã đi xa nhưng vẫn có thể theo dõi tình hình của núi Bất Tử thông qua phân thân, có thể biết được ai muốn vào núi tìm kích thích, người vào núi có tu vi cao thấp ra sao, gương mặt dáng người tròn méo thế nào. Tất cả hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bước ra khỏi núi Bất Tử, Triệu Bân còn ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy vô cùng cảm khái. Hắn đến đây là để tầm bảo chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy được một thế giới mới. Sợ là ngay cả vị tiền bối giấu cung bá vương cũng không biết được trong núi này còn có huyền cơ khác, nếu như không có Nguyệt Thần chỉ dẫn thì chỉ có quỷ mới biết được bên trong núi còn có một tòa Thành Thiên Thu, cơ duyên này của hắn đúng là nghịch thiên, so với cung bá vương thì chuyện này giống như thả con tép mà bắt được con tôm,
Thành thiên thu kia là một khối ngọc quý, từ xa đã khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Quác! Chẳng bao lâu sau thì đại bằng đã sải cánh bay cao, một đường bay về phía tây nam. Triệu Bân khoanh gối nhìn về hướng sao Bắc Đẩu, cũng không biết đó là một ngôi sao thật sự hay là một thứ được diễn hóa ra từ đại thần thông, dùng nó nhìn lén núi bất tử, một người phàm trần như hắn không thể nào lý giải được phương pháp này. Chính bởi vì hắn không thể lý giải được cho nên hắn lại càng khao khát đạt được, hắn muốn được du sơn ngoạn thủy ở trên cao, muốn từ trên cao nhìn xuống nhân gian bằng nhãn giới của thần tiên, có lẽ hắn sẽ càng có thể nhìn được rõ ràng hơn. Thu tầm mắt lại, hắn lại lấy ra cung bá vương ngắm nhìn, những hoa văn cổ xưa được khắc trên đó càng rõ ràng hơn dưới ánh trăng, giống như hình dáng của hai con rồng đang bay, hắn càng nhìn lại càng cảm thấy giống như còn có thể nghe được cả tiếng rồng ngâm vang lên một cách mơ hồ. Người giỏi dùng cung thì đa phần đánh phối hợp là tuyệt nhất. Núp trong bóng tối và bắn ra những mũi tên lạnh lẽo, chuyện này làm giỏi nhất vẫn là cung thủ. Nhìn kìa, bạn cũ của ngươi kìa, Nguyệt Thần đột nhiên nói. Người nào, Triệu Bân nghe thấy vậy thì liền đứng dậy. Hắn hỏi như vậy quả là hết sức có ý tứ. Thử nghĩ mà xem, hắn có rất nhiều bạn cũ, ai mà biết Nguyệt Thần đang nói đến người nào. Nguyệt Thần nhắc nhở hắn một tiếng rồi liền ngã người lên mặt trăng ôm má ngủ say, hành động này đã nói lên tất cả, tự mình tìm hiểu lấy đi. Cô ta không nói thì Triệu Bân chắc chắn phải tự đi tìm thôi. Hắn nhanh chóng lấy ra kính viễn vọng nhìn xung quanh. Hắn đã nhìn thấy rồi, đúng thật là một người bạn cũ. Là ai? Chính là Bát Nhã. Dù khoảng cách còn xa nhưng hắn vẫn mơ hồ nghe được Phật âm. Tình hình của Bát Nhã không tốt lắm, hẳn là cô ta đang rơi vào tình cảnh bị giết người cướp của, cả mảnh rừng tăm tối trở nên hết sức ầm ĩ, đất đá bay tứ tung, chim muông thú dữ gầm thét, quang cảnh biến thành một mớ hỗn độn. Có hai kẻ đang đuổi theo Bát Nhã, một thanh niên áo đen và một lão già áo tím. Cả hai đều là cường giả địa tạng, đặc biệt là thanh niên áo đen dường như đã đạt tới cảnh giới địa tạng tầng 6, hắn ta cũng chính là kẻ đuổi giết hung hãn nhất. Ta tìm cô đã lâu, Triệu Bân cũng đã phóng tới đó. Sau tỉ thí Tân Tông thì Triệu Bân không nhìn thấy Bát Nhã nữa, thì ra là cô ta đã chạy ra ngoài lịch luyện, hắn không ngờ lại có thể gặp lại cô ta ở đây. Hắn tìm cô ta chủ yếu là để hỏi đất Phật ở đâu, nếu như không vì vấn đề này thì còn lâu hắn mới cứu cô ta. Cho dù hai kẻ kia không giết Bát Nhã thì hắn cũng sẽ giết cô ta. Trước khi hắn có được câu trả lời thì Bát Nhã không thể chết. Phụt! Trong khu rừng u ám lại thấy có một tia máu phun lên. Đó chính là máu của Bát Nhã phun ra, từ lúc bắt đầu bị đuổi giết thì cô ta không biết đã phun máu bao nhiêu lần, thân thể của cô ta lúc này cũng đã máu me bê bết, mỗi một vết thương trên thân thể của cô ta đều có u quang quanh quẩn khiến cho vết thương không những không lành mà còn bành trướng ra bên ngoài. Sát khí xâm nhập vào thân thể hoành hành bên trong, nếu để lâu dài thì chắc chắn sẽ làm tổn thương căn cơ. Ngươi còn muốn chạy sao? Thanh niên áo đen cười âm hiểm giống như một u linh đang đuổi tới, trên ngón tay của hắn ta còn bắn ra một tia máu có lực xuyên thấu mạnh mẽ hơn cả mũi kiếm, dư lực của nó còn khiến cho biết bao nhiêu cây cổ thụ bị chặt ngang thân. Bát Nhã định thân, kết ấn niệm chú. Ngay lập tức có một pho tượng Phật hiện ra chắn trước mặt cô ta. Tất nhiên pho tượng Phật này mặc dù uy nghiêm sáng chói nhưng khi đối kháng với tia máu kia thì chỉ giống như một tờ giấy mỏng, pho tượng Phật tan biến trong chớp mắt, Bát Nhã cũng bị tia máu xuyên qua thân thể, lảo đảo lui về phía sau, không đợi cô ta đứng vững thì lão giả áo tím đã chém một kiếm về phía cô ta. Đến lúc này thì núi rừng mới trở nên yên tĩnh trở lại. Bát Nhã bị thương rất nặng, cô ta ôm lấy bờ vai ngọc của mình mà phát run, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không còn chút máu. Phật quang quanh thân bị mờ đi, thậm chí niệm lực Phật ra cũng đã dần dần muốn tan biến. Bát Nhã của Thiên Tông quả nhiên rất đẹp, thanh niên áo đen mỉm cười âm hiểm nói, hắn ta đang phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay và ngắm nhìn Bát Nhã, tựa như đang chiêm ngưỡng một bức họa đẹp, trong mắt của hắn ta lúc này chỉ hiện lên sự ô hợp. Ai cũng yêu thích cái đẹp, hắn ta cũng không ngoại lệ, nhưng theo một cách hết sức tà dâm. Chỉ hoãn ắt có biến, lão già áo tím lãnh đạm nói. Nhanh chóng vung kiếm lên. Giết cô ta bây giờ cũng thật đáng tiếc, ta còn chưa được nếm qua hương vị của tín đồ Phật gia, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt diệu. Thanh niên áo đen liếm mép, âm hiểm cười như lệ quỷ, sự tà dâm trong ánh mắt lại càng lúc càng đậm hơn. Hắn ta đã tưởng tượng ra cảnh Bát Nhã ở dưới thân hắn ta và cảm thấy nóng hết cả người.
Tật xấu này của ngươi khi nào mới có thể sửa được đây? Lão già áo tím liếc mắt một cái nói. Sau đó lão ta cũng thu kiếm lại. Những chuyện nam nữ này lão ta không hề cảm thấy hứng thú, cũng không rảnh xem mấy cảnh thân mật. Thanh niên áo đen im lặng, hơi giơ tay lên, năm ngón tay hướng về phía Bát Nhã. Đột nhiên Bát Nhã bị hút tới, vết thương của cô ta quá nặng cho nên không thể chống cự được nữa. Chết thế này thật sự nhục nhã, Bát Nhã lẩm bẩm, cô ta đã yếu đuối đến mức không còn sức tự sát, chỉ có thể để mặc cho bản thân bị hút tới. Tín đồ Phật gia lúc này cũng đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô ta đang hoảng sợ giống như đã nhìn thấy thần chết tới gần ngoác miệng cười dữ tợn với mình. Đột nhiên vào lúc này phía sau lưng cô ta đã xuất hiện thêm một bàn tay kéo cô ta trở lại. Bàn tay đó tất nhiên là của Triệu Bân, cuối cùng hắn cũng đã đến đúng thời khắc mấu chốt. Phá! Triệu Bân quát lên một tiếng vô cùng mạnh mẽ. Thanh niên áo đen mất cảnh giác cho nên bị trúng phải một quyền. Phải lui về phía sau. Sau khi lui về phía sau thì đầu của hắn ta cũng liền rời khỏi thân, từ khoảng cách này hắn ta không thể nào tránh khỏi thuấn thân tuyệt sát của Triệu Bân, chủ yếu là bởi vì hắn ta đã thả lỏng cảnh giác, còn không có chân nguyên hộ thể khiến cho Triệu Bân có thể dễ dàng giết chết hắn ta chỉ bằng một kiếm. Đầu của thanh niên áo đen lăn lông lốc xuống đất. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy nét mặt của hắn ta vẫn còn hết sức tà dâm, mà trong sự tà dâm còn có chút buồn bực. Đột nhiên lại có thêm kẻ nào xuất hiện chém hắn ta một kiếm tuyệt sát, nhanh đến mức hắn ta còn không kịp kêu lên tiếng nào, chẳng những phá hỏng chuyện tốt của hắn ta mà còn tiễn hắn ta thẳng xuống quỷ môn quan. Mọi thứ đều diễn ra nhanh như chớp. Lão già mặc áo tím đã đi cũng ngay lập tức quay lại. Những gì lão ta có thể thấy chỉ còn là thân thể lảo đảo của thanh niên áo đen, và đầu của hắn ta đã rơi xuống đất như một quả dưa hấu. Sau khi lảo đảo thì thân thể của hắn ta cũng ngã nhào trên mặt đất, chuyện này khiến cho lão ta cảm thấy hết sức hãi hùng, đồng bọn của lão ta đã chết mà không kịp kêu lên một tiếng nào. Bát Nhã cũng giật mình nhìn lại. Thật ra thì cô ta không hề nhìn thấy rõ người vừa ra tay, chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo phía sau lưng. Nhưng cô ta nhận ra thuấn thân tuyệt sát, cho nên trong chớp mắt cô ta cũng nhận ra cơ ngân, cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ gặp hắn ở đây. Cũng chưa từng nghĩ vào lúc nguy nan nhất thì người cứu mình lại là đệ tử của Đỉnh Tử Trúc. Ngươi! Lão già áo tím lúc này mới phản ứng, ngay lập tức lùi lại phía sau, lão ta kinh ngạc nhìn Triệu Bân, hắn chỉ mới vừa đạt tới cảnh giới huyền dương nhưng lại có thể một kiếm chém chết cảnh giới địa tạng tầng 6, lúc hắn ra tay thì lão ta đang đứng quay lưng về phía đó cho nên không hề biết hắn đã ra tay như thế nào. Keng! Triệu Bân không hề nhiều lời, hắn đã giết tới nơi. Chém ra một luồng kiếm khí mang theo lôi điện kinh thiên động địa. Lão già áo tím biến sắc, vội vàng phi thân chạy trốn. Chạy đi đâu? Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, dùng đồng lực còn lại thi triển ảo thuật thiên nhãn. Lão già áo tím không kịp trở tay, trong chớp mắt trúng chiêu, tinh thần trở nên hết sức hoảng hốt. Chỉ trong một chớp mắt cũng đã đủ để cho Triệu Bân ra tay kết liễu, hắn thi triển lôi phong quyết xuyên thủng chân nguyên hộ thể của lão già. Đồng thời cũng xuyên qua cả ngực của lão ta, kiếm ý đáng sợ xâm nhập vào khí lực, khiến cho lão già áo tím hộc máu giàn giụa. Chết tiệt! Lão già áo tím gầm lên, chân nguyên bạo dũng, hất tung Triệu Bân. Nhưng lão ta vẫn còn rất kinh hãi, vừa mới đẩy lui được Triệu Bân thì đã quay đầu bỏ chạy, không dám đánh tiếp. Đây là một quyết định hết sức đúng đắn, cảnh giới địa tạng tầng 6 mà còn bị chém chết chỉ trong chớp mắt thì đừng nói đến lão ta. Tên tiểu võ tu cảnh giới huyền dương này thật sự quá quỷ dị, nếu như còn cố chấp đánh tiếp thì hắn cũng có thể một kiếm chém chết lão ta. Vì vậy, tốt hơn hết là nên rút lui tạm thời. Còn muốn chạy, ánh mắt Triệu Bân lạnh như băng, đã dương cung cài tên. Chíu! Màu máu đỏ tươi phun ra hết sức chói mắt. Lão già áo tím mới chạy được không quá 2-3 thước thì đã bị Triệu Bân bắn một mũi tên xuyên qua đầu. Lại là một kích tuyệt sát. Bát Nhã nhìn thấy cảnh đó thì ngay lập tức biến sắc. Chỉ trong vài khắc mà hắn đã giết chết hai cường giả cảnh giới địa tạng. Đó là chuyện mà cô ta hoàn toàn không thể làm được. Trong tình huống bình thường thì ta cũng không làm được. Nếu như hỏi thì đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Trong trận chiến này hắn đã tập kích bất ngờ cho nên mới có cơ hội thắng, chứ nếu như thật sự muốn giáp chiến, để cho đối thủ có sự chuẩn bị trước thì hắn chắc chắn sẽ bị đánh tơi tả. Một cảnh giới huyền dương muốn đánh thắng hai cảnh giới địa tạng, hắn thật sự còn chưa có được đạo hạnh đó. Vẫn là câu nói đó,
đánh nhanh thắng nhanh. Cảm ơn sư đệ. Bát Nhã đứng lảo đảo, chân thành nói lời cảm ơn. Không nói lời nào, Triệu Bân nhanh chóng thu dọn chiến trường, sau khi hủy thi diệt tích thì hắn liền mang theo cô ta nhảy lên lưng Đại Bằng, tiện tay còn đẩy một ít chân khí vào trong cơ thể của Bát Nhã để giải trừ sát khí cho cô ta. Cảm ơn, hơi thở của Bát Nhã vô cùng yếu ớt, cô ta lại một lần nữa nói cảm ơn. Đất Phật nằm ở đâu, Triệu Bân không nói nhiều lời, hôi thẳng vào trọng điểm. Ở thế giới cực lạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế giới cực lạc ở đâu? Ở đất Phật. Ta, Triệu Bân thở không ra hơi, thiếu điều nhấc chân đá Bát Nhã xuống, hai câu hỏi, hai đáp án, xoay một vòng, toàn mấy lời vô nghĩa, đất Phật ở thế giới cực lạc ở đất Phật, nói cũng như không, chẳng khác gì nhau, cô đùa ta đấy à? Ta cũng đang tìm, Bát Nhã cười khổ nói. Sau đó, cô ta lại bổ sung thêm một câu, đêm khuya tĩnh lặng có thể mơ hồ nghe thấy đất Phật triệu hồi. May mắn là cô ta bỏ thêm câu đó, nếu không Triệu Bân thật sự sẽ giết người. Đất Phật đang triệu hồi. Thế thì không thể tùy tiện giết người được, hắn còn phải chờ Bát Nhã tìm đất Phật giúp cho mà. Nghĩ thế, hắn cầm mấy lá bùa, đều là bùa phong ấn trói Bát Nhã lại thật chặt, khó lắm mới tìm được cô ta, không thể thả đi được, nếu cô ta lại biến mất dạng thì khó tìm lắm, chờ hắn đón người Triệu ra đến, tìm được cả đất Phật, hắn lại tự tay đưa cô ta đi gặp Phật tổ. Cơ sư đệ, tại sao lại làm thế, Bát Nhã khẽ nhíu mày. Trói thế mới tốt, trói thế an toàn, Triệu Bân nói xong thì thật sự trói người ta lại. Ta với ngươi, có thủ với nhau ư, Bát Nhã nhìn không chớp mắt. Cô nói xem. Ta không biết, Bát Nhã khẽ nói. Cô ta tự nhận trước khi vào Thiên Tông mình chưa từng gặp Cơ Ngân, lẽ ra hai người bọn họ không mò đâu ra thù hận, tiểu sư đệ này. Từ lần đầu tiên thấy cô ta ở Thiên Tông đã đầy địch ý, cứ như có thù giết cha vậy. Cả lúc tỉ thí Tân Tông nữa. Trước khi bọn họ quyết đấu, Cơ Ngân từng cho cô ta một câu hỏi hết sức khó hiểu. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Hại một mạng người, sẽ xuống đến mấy tầng địa ngục. Đến nay cô ta vẫn chưa hiểu ẩn ý trong lời nói của Triệu Bân. Triệu Bân ngồi xếp bằng ở đó để tâm sự với Bát Nhã. Lại có một người quen cũ đến. Hắn còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy Nguyệt Thần lên tiếng. Triệu Bân chợt nhíu mày, tiện tay cầm kính viễn vọng. Nếu không phải là một người quen cũ đặc biệt thì chắc là Nguyệt Thần sẽ không nhắc nhở hắn. Vừa nhìn đã thấy một màu máu đỏ. Đó là một thôn nhỏ, có lẽ đang bị cướp bóc, tiếng kêu thảm thiết cứ vang vọng. Đại Bằng dương cánh, tốc độ cũng rất nhanh. Đáng tiếc là vẫn tới chậm. Đập vào mắt bọn họ là xác chết nằm ngang dọc. Thi thể đều có cùng một trạng thái đặc biệt, thành xác khô, có lẽ là bị người nào đó hút thành xác khô. Thật độc ác, giọng Triệu Bân lạnh như băng. Thật độc ác, hai mắt Bát Nhã trắng bệch. Hai người có tinh thần cứng rắn như họ cũng không nhịn được run sợ. Không lâu sau đó, những sinh mệnh dồi dào sức sống ở nơi này đều biến thành một đống xác khô. Dù là người già hay trẻ nhỏ còn nằm trong tã lót đều phải chịu nỗi khổ bị tàn sát, lẽ ra phải là một nơi lánh đời niết bàn, lại bị giết thành địa ngục nhân gian, đi đến đâu cũng toàn máu là máu, thu hoạch rất nhiều oan hồn. Máu tươi tuyệt thật. Sâu trong thôn có tiếng cười to không kiêng nể gì, hung thủ vẫn còn chưa đi. Triệu Bân cũng cảm nhận được bèn đi về phía đó, xa xa trông thấy một người trong bộ huyết bào, ma sát mạnh mẽ, mùi máu cứ bốc lên, trông cứ như một tên tu la. Cũng giống một tên ma đầu, cả người toàn máu là máu. Sao lại, có thể như thế được, Triệu Bân thấy thế cũng không thể tin nổi. Cũng chẳng trách hắn, bởi vì hắn đã nhận ra được tên ma đầu kia, Vương Dương. Đúng vậy, là Vương Dương, thiếu chủ thành vong cổ, Vương Dương. Nếu ma tử có ở đây thì chắc cũng nhận ra được, Vương Dương là thánh tử ma quật. Sao lại như thế được, Triệu Bân lại nhíu mày thật chặt. Đêm đó. Rõ ràng hắn đã trông thấy Vương Dương bị nổ đến tan xương nát thịt. Hình dạng đó, mà có thể sống lại được ư? Sư thật chứng minh, đúng là có thể sống lại, chẳng những sống lại mà còn làm ra những chuyện thảm thiết hơn trước rất nhiều, chẳng hạn như thôn làng này, không biết đã tàn sát bao nhiêu người, cũng không biết đã có bao nhiêu người vô tội chết trong tay Vương Dương rồi. Khi hắn nhìn thấy thì Vương Dương cũng xoay người lại. Hắn nhận ra Vương Dương,
tất nhiên tên kia cũng nhận ra hắn. Đêm đó, cũng trong một thôn làng nhỏ như thế, cũng là những sinh linh bị hút cạn thành xác khô như thế, hai người họ từng gặp nhau một lần, hơn nữa còn đánh nhau một trận, chính tiểu võ tu trước mặt đây đã nổ hắn ta tan xương nát thịt, nếu hắn ta không có truyền thừa từ ma quân bất diệt, có lẽ đã chết từ lâu rồi. Lại là ngươi, Vương Dương nghiến răng nghiến lợi. Sư tỷ Bát Nhã, người này, cô có thấy quen mặt không? Triệu Bân thản nhiên nói. Vương Dương, Bát Nhã kinh ngạc. Cô nương Bát Nhã có trí nhớ tốt thật. Vương Dương cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng bóc, hắn ta nên cảm ơn Bát Nhã, nếu không có cô ta cứu thì hắn ta đã sớm mất mạng rồi, nếu không có Bát Nhã cứu, hắn ta cũng không thể có được truyền thừa của ma quân bất diệt, lại càng không thể trở thành thánh tử ma quật, đây quả là một lần nghịch thiên, cảm giác đứng tít trên cao thế này cũng tuyệt vời đến lạ. Mặt mũi Bát Nhã trắng bệch. Rốt cuộc cô ta đã cứu kẻ thế nào vậy, ác quỷ ư? Kẻ điên cuồng giết người, đại ma đầu. Sát niệm quá nặng, khó thành chính quả. Buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ta rất tò mò, không biết lần này sư tỷ muốn nói với người nào. Triệu Bân nói cực kỳ bình thản, cũng muốn người Phật gia phải cho một đáp án thật chính xác. Bát Nhã khê há miệng, lời như nghẹn ở cổ họng. Lời Triệu Bân nói, cô ta nghe thấy, những oan hồn đang vùng vẫy, cô ta cũng có thể nghe thấy. Phổ độ chúng sinh. Ý nguyện vĩ đại của Phật gia mà cô ta một lòng hướng đến, lần đầu tiên lung lay. Lời cô nói làm ảnh hưởng đến nhân và quả của người khác, dù Phật quang có chiếu khắp nhân gian, cũng không thể chiếu đến tiếng kêu gào của Ô Na Hồn, trong Phật âm hiền hòa ấy, che giấu những tiếng kêu rên đẫm máu, Triệu Bân nói từng chữ mạnh mẽ, từng chữ khí thế, hùng hồn, mở kỳ lân, cũng mở cả ma đạo. Trước đó hắn không biết Vương Dương còn sống, tưởng mọi thứ đã lắng xuống. Lần này biết rồi thì không thể buông tha được nữa, đuổi tận giết tuyệt cũng được, thay trời hành đạo cũng thế, Vương Dương. Phải chết. Hủy ma thân của ta, hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Vương Dương nhe răng cười, ma sát thổi quét khắp nơi, một chưởng đánh tới. Triệu Bân không lùi mà tiến, hám sơn quyền đánh lên. Ầm. Quyền chưởng va chạm, máu huyết văng tung tóe. Lại có thêm tầng tầng vầng sáng lan tràn ra xua tan huyết phong. Bát Nhã bị chấn lui về phía sau, đại bằng đang bay vòng trên không trung cũng bị khí thế này chấn bay ra xa. Trận chiến diễn ra hết sức ác liệt. Vương Dương vẫn đứng vững bất động. Còn Triệu Bân thì đã lùi lại nửa bước, nắm tay bị xé toạc, giữa các ngón tay chảy máu giàn giụa, vừa mới đối kháng một chiêu mà hắn đã rơi xuống thế hạ phong. Không phải do hắn không đủ mạnh mà là do Vương Dương mạnh khủng khiếp. Kể từ sau đêm đó, không biết hắn ta đã cắn nuốt bao nhiêu máu thịt của người vô tội, thêm vào cơ thể biết bao nhiêu ma lực, tu vi cũng tăng nhanh đột biến. Vương Dương lúc này đã đạt tới cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong mạnh mẽ hơn Triệu Bân rất nhiều, cũng không biết Vương Dương đã tu luyện loại công pháp nào hay là được truyền thừa những gì mà lại có được thực lực khủng khiếp đến vậy. Ở độ tuổi của hắn ta mà đã đạt tới trình độ như vậy. Chắc chắn Vương Dương phải có liên hệ với ma vực, nói không chừng hắn ta còn là thánh tử của một trong số những dòng truyền thừa từ thời ma vực giống như ma tử vậy. Năng lực tái sinh, thuấn thân tuyệt sát, hóa ra ngươi chính là cơ ngân của Thiên Tông, Vương Dương nhếch miệng cười nói, đôi mắt hằn đỏ những tơ máu của hắn ta lóe ra ánh sáng cuồng bạo, phối hợp với hình thái lúc này của hắn ta quả thật trông còn dọa người hơn cả lệ quỷ. Bất tử, không ngừng, Triệu Bân dùng kiếm Long Uyên thi triển Lôi Phong Quyết. Đúng là một thanh kiếm tốt, Vương Dương âm hiểm cười nói, giữa lòng bàn tay của hắn ta dần hiện lên ma văn màu đen, hắn ta vươn tay ra nắm lấy kiếm Long Uyên, từ lòng bàn tay toát ra một cỗ ma lực quỷ dị, dễ dàng hóa giải kiếm uy của Lôi Phong Quyết. Gầm. Tiếp theo lại xuất hiện một tiếng rồng ngâm kháng hồn. Không ngờ Vương Dương cũng thông hiểu thần long vẫy đuôi, một con ma long đen xì xì phóng ra ngoài hất văng Triệu Bân, còn chưa đợi Triệu Bân định thân thì Vương Dương đã lao tới. Đầu ngón tay phóng ra ma quang đâm thẳng vào giữa ấn đường của Triệu Bân, uy lực của một chiêu này hết sức mạnh mẽ, người bị trúng đòn chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Cút, Triệu Bân quát lên một tiếng, mở ra thiên cang hộ thể chấn bay Vương Dương. Phòng ngự tuyệt đối, khá lắm, Vương Dương cười lạnh nói. Đáp lại hắn ta chính là một đòn chu tiên quyết của Triệu Bân.